Kính lạy Chúa và Đức Chúa Toàn Năng, cha thiên thánh của chúng con. Thì giờ là trong danh của Đức Chúa Jesus Christ mà con là tôi tớ Ngài, là kẻ Chúa đã chỉ định, đã sức giàu, đã kêu gọi, được ở trong hành lang của nhà Chúa để thay Ngài dân bản dân sự của Chúa sống và làm theo luật pháp thánh khiết và công bình của Ngài. Con cầu xin Chúa và Đức Chúa hàng sống, Ngài đã đứng đã ban thần của Ngài ở trên tất cả anh kẻ nào tin cậy vào danh của Chúa Jesus Christ và khao khát có lòng được trở nên con cái Đức Chúa Trời và là kẻ được đồng ký tự với Đức Chúa Jesus Christ trong nước của Ngài. Ngài sẽ ban thần của Ngài ở trên tất cả mọi người chúng con, hãy khiến con được biết các lời của Chúa. Thì Chúa cũng soi sáng lòng mỗi người chúng con và thắp ngọn đèn của chúng con lên, hầu cho chúng con hiểu được lời hàng sống của Chúa là lời Chúa đã ban để con soạn xuống và công bố ra, cùng những điều mà Ngài tiếp tục bày tỏ ra được khi con công bố những điều Chúa đã soạn soạn đây. Hầu cho chính con là người giảng của sự của Chúa được nghe, hết thảy được Ngài dẫn vào trong lẽ thật đời của Ngài. Xin Đức Linh hành động, ban phước cho thánh của Chúa, soi sáng mặt Ngài trên chúng con. Cầu xin Chúa cho tiên binh thiên sứ của Chúa đóng chạy quanh tất cả nơi thánh thần của Chúa nhóm lại, bảo vệ hội thánh của Chúa trong sự bình an. Và cầu xin Chúa chúc phước ban ơn tất cả thiết bị máy móc cùng Ngài cai trị hoàn cảnh không gian môi trường liên quan đến các nơi thờ phượng của thánh này. Hỗ trợ cho con được tự do bề bề công bố lời hàng sớm của Chúa, cùng các thiết bị máy móc chịu trang bị cho nên con để ghi lại hoặc âm thanh hoặc hình để truyền lại cho nhân sự của Chúa ở khắp mọi nơi, ở nơi khó khăn. Hỗ trợ kỳ khó khăn như thời kỳ của Joseph còn ở trong xứ Ai Cập, nạn đói sẽ đến, thì dân các nơi sẽ đến được nơi có thóc lúa đó để mua cho mình thế nào. Thì ngày sau đó này, Ngài cũng làm điều đó như vậy. Con tin vào mặc khải của Ngài, nên con làm tiếp tục điều này. Xin Chúa chúc phước cho mọi công việc những con làm về cơ danh Chúa. Vì tất cả những điều mà Chúa ban trang bị cho con, đó là thuộc về của báu nước thiên đàng, để dành cho sự của Chúa. Đó là kẻ mà Chúa đã chọn lựa, là kẻ mà Chúa đã gọi là chiên của đồng của Ngài. Ngài sẽ móc chiên của Chúa đến chuồng tử tế, và chỉ có một người chân, đó là Jesus Christ mà thôi. Thì dự quý giá này xin Chúa ban ơn cho chúng con khi con lắng nghe lời hàng sớm của Chúa. Ngài sẽ đặt lời của Ngài trong lòng cho con và trong trí khôn như con và chúc phước cho. Hầu cho chúng con hết thảy nghe và hiểu được lời hàng sớm của Chúa và sở hữu được lời của Ngài. Hãy Chúa ban ơn chính con là như ơn của Chúa, con thắng được sự yêu đuối của xác thịt này. Hầu cho con có thể làm chọn công việc Chúa giao cho để đẹp ý Ngài. Xin Chúa thiên cai trị và ban phước cho thánh của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học lẽ thật tin lành của nước Đức của Trời, phần 3, ân điển là sự giàu có vô hạn của Đức Trời được ban cho loài người. Bài 2, quyền phép của ân điển Đức Chúa Trời thay đổi vận mệnh của con người. Tiếp theo bài thứ nhất. Trước khi chúng ta học tiếp bài 1 của phần 3, chúng ta cần nhắc lại những lẽ thật mà lời Chúa đã tỏ ra, đó là người tin Chúa phải nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là loài người phải được phục hồi lại quyền kế tự Đức Chúa Trời, vì đó là mục đích Đức Chúa Trời đã tạo lên loài người để được kế tự Ngài, là được hầu việc trong nước của con yêu dấu Ngài, là nước thể tế lễ của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Jesus thi hành chức vụ trên đất này, Ngài đã phán dạy người ta như thế này: con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng, nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường nào. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này và yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao?
thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu chữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Cơ thể há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Và lại có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những loài hoa huệ mọc ngoài đồng lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Solomon sang chẳng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hễ kẻ y đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thế thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tin, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Như trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, dù có nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 2 đến 34. Mạng lệnh của Chúa nghe dường như đơn giản là tìm kiếm sự công bình và nước Đức Chúa Trời. Hãy tìm xem mình có sự công bình của Chúa không? Làm thế nào để mình biết là mình có sự công bình hay không có sự công bình? Nếu chúng ta không yêu mến luật pháp của trời, nếu không có người giảng về luật pháp của trời, người ta không thể biết giá trị của luật pháp và không tìm kiếm. Chúng ta phải nhận biết rằng lời Đức Trời là vật liệu căn bản duy nhất mà Đức Trời đã dùng để tạo nên muôn vật, ban đời sống cho muôn vật, và trong muôn vật đó có ngoài người chúng ta. Và chúng ta phải nhận biết rằng lời của Chúa là thần linh và sự sống, và điều Chúa ban cho ta đó ấy là bởi vì thần linh và sự sống của chúng ta đang bị hao hụt, đã bị thiếu mất đi bởi tội lỗi của Adam thứ nhất. Và bây giờ Chúa ban chúng ta sự cứu rỗi, mà sự cứu rỗi không phải là tự Chúa làm. Chúa tỏ cho ta biết là chúng ta đã bị mất sự sống. Vì Ngài ban chúng ta con đường để dẫn ta đến với sự sống. Dân sẽ nó thất bại khi họ không nhìn vào ý muốn Đức Trời, họ nhìn xác thịt mình. Bởi vì họ ham mê nơi Đức Trời. Nên Chúa Cơ Trời đã sai con một ngày đến thế gian này, mang lên thân thể xác thịt cho người chúng ta để trở nên một con đường. Tức là một người đến làm chứng mẫu mực. Và chính Chúa Giêsu là con đường, là cách thức, là phương pháp dân ta đi trên con đường mà Chúa đã ban cho chúng ta qua Môi-se, trước hết là cho dân Israel, rồi cho chúng ta ngày nay. Chúng ta phải nhìn vào Chúa Giêsu để biết làm thế nào để có thể đi được trên con đường đó an toàn. Mà muốn đi an toàn, chúng ta phải hiểu được mục đích của con đường đó, phải hiểu được giá trị của con đường đó đưa chúng ta đi đâu. Chúng ta phải chấp nhận con đường đó, vì nó là con đường duy nhất, không thể có đường nào khác, để nhờ đó mình ta có thể đến được với đấng cứu chuộc mình. Con đường đó là dân ta đến với đấng cứu chuộc mình. Con đường đó nó thuộc về sự cứu chuộc, nhưng nó không cứu chuộc chúng ta. Nó là con đường dân ta đến với sự cứu chuộc. Chúng ta phải đi trên đó. Mà cái tác dụng con đường này chúng ta phải đi là bởi vì khi ta đi đến đó, chúng ta nhận biết là mình đang chết vì cái gì. Và cũng nhờ con đường đó mà biết để thắng được cái chết đó, chúng ta phải làm những gì mà con đường đó đã chỉ cho chúng ta. Trong cuộc sống ở trên đất này, ở bất cứ ở nước nào, hiện đại hay văn minh hay là thô sơ nghèo nàn, đều có luật giống hệt những gì Kinh Thánh có chép. Từ vùng quê vào trong thành phố, người ta đi trên các loại phương tiện, hoặc là công cộng, hoặc là cá nhân, đều phải soi vào các luật của giao thông. Người ta phải biết làm sao cho an toàn, phải nhìn các phương tiện xung quanh mình để tránh tai nạn, tránh bị phạt, để được sống đến nơi an toàn. Thì trong thuộc linh cũng vậy, chúng ta phải hiểu rằng Chúa ban ta con đường này để ta soi mình vào, mà chúng ta biết rằng lời của Chúa là công bình, bởi vì Chúa tạo nên tâm linh ta bằng hơi thở của Ngài, mà tâm linh ta bởi hơi thở của Chúa lên trong tâm linh ta có tất cả mọi thứ thuộc về Đức Chúa Trời. Vì khi xác tín này đối diện luật pháp của Đức Chúa Trời, ngay chúng ta biết là chúng ta sai, Chúa đúng. Tự chúng ta biết chính mình sẽ khi ban luật pháp cho dân chúng ta này, luật pháp cái điều răn ta ban cho ngươi không cao có sức của ngươi đâu. Để ngươi cho ai lên trên trời đem nó xuống để tôi biết cho tôi làm theo, hay là ai đi qua bên kia biển đem nó về cho tôi biết để tôi làm theo. Vì lại ở rất là ngươi, ở trong miệng ngươi, trong lòng ngươi đó, tức là trong tâm linh ta có rồi. Nhưng mà phần lớn người ta là bị ma quỷ cầm buộc, vì cả thế gian bị bán cho tội lỗi rồi, lên ma quỷ được cách che đậy tất cả lời thật đấy đi, và khiến tâm linh người ta không hiểu được lời Đức Trời. Nhưng mà Đức của Trời biết rằng tạo vật của Ngài là tâm linh ta đó có khả năng, nó có khả năng hiểu lời Chúa nếu tại đó có sứ giả giảng cho nó để nó hiểu. Sứ giả này có sự sáng, mà khi sự sáng đến ấy, nó sẽ chiếu sáng, và cái ma quỷ sẽ không thể chống lại sự sáng được. Nó giảng ra, bây giờ sự sáng chiếu vào tâm linh của cái người đó, nhờ sự sáng của lời Chúa công bố ra, người đó được tiếp nhận, nó mở mắt ra, nó nhìn thấy, nó nghe được, bây giờ nó biết trách nhiệm của nó phải làm gì. Nên trong thư tín của Phaolô gửi cho
người Hebrew, ông nói là đang khi còn có lời hứa cho sự nghỉ Chúa hay lo sợ kéo chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Đang khi còn có lời hứa, tức là đang khi ta còn sống trên đời này, còn được nghe lời Chúa giảng thì còn có cơ hội, thì phải lo sợ, phải chú ý để nghe và phải trỗi dậy ra khỏi đám người chết. Nhưng mà để có thể trỗi dậy được thì phải có sứ giả được sai đi. Sứ giả đó có quyền năng của Chúa sai đi với cái tâm lòng được Chúa thăm viếng, Chúa sức giàu, Chúa ban ơn cho kinh nghiệm được tình yêu của Đức Trời Đời, và quyền năng của Chúa ở trên sứ giả đó đến để trình bày cho cái người đó biết tình trạng của nó như thế nào. Và để có thể thoát ra tình trạng đó, người ta phải làm gì? Người ta phải nhận biết được cái người nói chuyện với mình đó là ai, mình có tin được không, có thể hy vọng được không, phải có bằng chứng chứ. Chúng ta phải là người hiểu biết giá trị của lời Đức Chúa Trời, cùng các nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời. Lời của Chúa là tạo nên muôn vật, nâng đỡ muôn vật, duy trì sống cho muôn vật và chữa lành, phục hồi lại. Chính chúng ta để kinh nghiệm được lời Đức Chúa Trời phục hồi chúng ta. Cũng như khi xưa Đức Giê-hô-va không phải tình cờ ngẫu nhiên mà khiến dân Israel là dòng dõi từ Abraham phải bị làm tôi mọi trong suốt tôi 430 năm đâu, có lý do. Họ là kinh nghiệm được khi một cái quốc gia, một cái dân tộc không có Đức Chúa Trời làm chủ thì khốn nạn như thế nào. Đến họ kinh nghiệm được khi họ được Chúa cứu họ ra khỏi đó rồi, Chúa cho họ một cái bức tranh, một cái môi trường, họ kinh nghiệm được, họ thấy được vì quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ so sánh cuộc đời của làm kẻ tôi mọi, cuộc đời của dân không có Chúa làm tôi mọi cho của lực ma quỷ, cho tội lỗi như thế nào, để đến cái nơi sáng lá lạ lùng của Đức Chúa Trời thì như thế nào, để họ ta so sánh, để có năng lực để theo Chúa được. Nhưng mà cho thêm 12 thám tử Israel sai vào trong xứ Canaan, Chúa cho họ nhìn thấy cái xứ đường xứ vào mặt. Chúa muốn họ mục đích được nhìn thấy, mục kích nhìn thấy cái xứ đường xứ vào mặt đó. Chúa muốn họ vào đó nhìn thấy cái xứ tốt lành mà Chúa ban cho họ, không phải là vào đó để nhìn cái dân đó to hay không to, để đánh hay không đánh được. Là bởi vì Chúa đã nói ta phó dân đó cho ngươi để diệt đi. Tuy người này không phải chúng ta sợ ma quỷ mà đến để trà đạp nó dưới chân này, vì nó đã bị đánh bại rồi, nó đã bị thất bại rồi, nó đã thua rồi. Trong 12 năm tử có 10 người về phao phản, họ không nhìn vào sứ tốt tươi để có sức, họ nhìn vào người dành chàng đó, họ sợ không đánh được, họ chết. Ngày nay cũng vậy, Chúa cho ta nhìn vào lời của Đức Trời để chúng ta nhận biết Chúa toàn năng. Nhưng mà họ nhìn vào cái sự hoan của xác thịt mình, họ sợ chết, họ sợ khó, họ lười biếng, họ thoái lui. Giống hệt như khi xưa các thám tử và sư Ca-an vậy đó. Họ có nhìn về quyền năng của trời, họ có nhìn về lời Đức Trời có quyền năng thi hành nữa ở trên cuộc đời chúng ta. Bởi vì nó đứng lên chịu thính, đứng lên ngồi dùng ngủ gật, chúng ta phải đánh chân vào chính sự lưu của xác thịt mình để được hưởng cái này. Nếu không đánh chân xác thịt mình để hưởng được cái này thì đừng nghĩ rằng được hưởng thiên đàng. Chúa thử chúng ta từng bước một, quý vị, từng chi tiết một chút thử xem ta có thắng được chính mình không. Không thắng được cái lúc của xác thịt mình, không thắng cơn buồn ngủ của mình thì làm sao thắng được cái khó khăn mình sẽ trải qua. Đấy là một trận chiến thuộc linh. Ra khỏi nơi này chúng ta làm suốt ngày suốt đêm được, để có tiền, để có nhà, không buồn ngủ đâu, tỉnh lắm làm được. Nhưng tại sao không thắng được cái xác thịt mình để được nghe lời sống của Đức Trời? Vì có một cuộc chiến Chúa cho phép chúng ta đối diện từng giây từng phút một. Chúng ta phải hiểu đây là trận chiến mà chúng ta phải thắng nó. Đừng dùng sức riêng mình thắng. Chúa ở cùng. Chúa bảo Giô-suê chớ kinh khủng, chớ sợ hãi, vì ta vẫn ở cùng các ngươi như khi ta ở cùng với Môi-se vậy. Hãy cầu xin Chúa cho mình thắng được. Chúa sẽ hành động khi ta quyết định chống trả lại sự yêu đuối của xác thịt mình. Chúa cho ta có sức lực để vượt khỏi sự yêu đuối của xác thịt mình hay chết của xác thịt mình. Khi ta quyết định cố gắng, Ngài sẽ cho ta có sức. Chúng ta đang tiếp tục về công việc để chuyển hóa một con người. Từ địa vị kẻ nắm gót theo xác thịt thì là kẻ ích kỷ, nhưng mà đối với Chúa thì không phải ích kỷ. Nhưng mà để biến đổi một con người bình thường như Gia-cốp để trở nên một người làm tôi tớ của Đức Chúa Trời, tức là một người bị mất quyền con trưởng mà bây giờ trở thành quyền đứa con trưởng có quyền kế thừa Đức Chúa Trời, nó như thế nào? Theo chị, Kinh Thánh này dành cho loại người nào? Cho thế gian hay cho ai? Thế gian không biết cuốn sách đó là cái gì. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời dành cho người tin Chúa. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời ban cho tuyển dân của Ngài, không phải cho thế gian. Cho người nhận biết có Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Trời mới được nghe. Nghe cho thế gian. Chúa sẽ đến thế gian này, đến trên đất này để tìm kiếm chiên lạc mất của nhà Israel. Lời này là dành cho người đã biết có Đức Chúa Trời và muốn trở nên con cái Đức Chúa Trời. Rất nhiều người nhầm lẫn. Thì thế gian này là đến cho nơi cho chính Đức Chúa Trời dựng nên.
Lễ này dành cho những người được chọn, để những người đó nhờ các lời này, nhờ quyền phép của lời này mà trở nên thầy tế lễ. Và thông qua những người đó giảng lại cho loài người thế gian này. Mà muốn giảng cho người ta thì trước hết người ta phải nhìn thấy chúng ta. Như một xem này, các dân sẽ thấy chúng ta là một dân được gọi theo danh Đức Giê-hô-va, là một dân khôn ngoan có 1 không 2. Họ nhìn qua cái dân này mà biết Đức Giê-hô-va, bây giờ họ mới đến chứ. Chúng ta đọc sách Nhã-ca đi. Người ta hỏi cô gái ơi, nữ nhân quà của người là ai mà người yêu người ta giúp như vậy, cho tôi biết rằng đi. Người ta phải thấy cái gì được khác lạ, người ta mới theo chứ. Cái thành phố Hồ Chí Minh này càng ngày càng lụn bại đi vì tội ác, vì họ không nhìn thấy Đức Chúa Trời qua những nơi gọi là hội thánh. Người ta cho đó là tôn giáo, cộng đồng tôn giáo. Họ không tin có Đức Chúa Trời vì hội thánh đó không bày tỏ Đức Chúa Trời cho người ta biết. Chúng ta phải là nhân chứng về Chúa Jesus Christ là đấng cứu chuộc. Chúng ta phải trở nên môn đồ của Ngài. Mà trước khi ta là môn đồ của Chúa, chúng ta phải học, phải đầu phục lời Đức Chúa Trời, để quý vị lời Chúa vào cho chúng ta, biến đổi chúng ta, để chúng ta được tăng trưởng lớn lên, như được khôn ngoan tông sáng để có thể làm được cái việc đó. Mỗi đứa trẻ mới sinh ra nó chẳng làm gì hết. Cha mẹ nuôi nó lên 18 tuổi rồi chưa biết nhờ nó được cái gì. Mất nhiều công sức lắm, bao nhiêu tấn gạo, bao nhiêu tấn lương thực, bao tiền bạc, bao thời gian, nhưng mà vẫn phải làm. Thì trong thuộc linh cũng vậy, chúng ta phải nhờ lời của Đức Chúa Trời. Mà muốn nhờ lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải yêu thích nó, chúng ta phải biết tác dụng của lời Chúa, quyền phép lời Chúa, để nhờ cậy lời Đức Chúa Trời để biến đổi chúng ta, hầu chúng ta được trở nên kẻ kế tự lời Đức Chúa Trời. Kế tự là gì? Đầu tiên là tôi đọc lời này, tôi sợ nó, rồi lúc tôi cần nó, tôi yêu thích nó, và nó trở thành tôi tớ của tôi. Một tôi tớ đắc lực là lúc nào tôi cũng cần nó, là cái gì tôi cũng cần nó. Một dụng cụ của người thợ luôn ở trong người mình, và là đi đâu có nó, ngủ cũng có nó, đi làm việc của nó, động cái gì thì tôi có nó để sử dụng, để xây dựng, để sửa chữa, để phục hồi, để chiến đấu, để bảo vệ mình, tất cả đều nó cả. Thì lời Chúa cũng vậy. Chúa ban lời của Ngài cho ta, trước hết là để cho ta nhận biết đây là thuộc về mình. Mình phải hiểu nó, phải biết nó, phải cần nó. Chúa đưa ta vào trong môi trường sống. Chỉ khi ta vào trong môi trường sống rồi, chúng ta mới phát hiện ra là mình cần phải có cái này, có cái kia để bảo vệ mình, gìn giữ mình, rồi mình dùng nó để nuôi sống mình và bảo vệ mình. Có là trong nhà này con phải biết, nhà này có rất nhiều thứ đồ, sử dụng rất nhiều mục đích. Nhưng nếu mà con không được dạy dỗ, con không được sống chung với gia đình, hoặc thấy bố mẹ làm việc, thì con thấy cái đồ đó chẳng là gì cả, không biết giá trị của nó. Nên đây có là vật khinh hình trọng. Nếu ta không biết những cái vật đó là khinh, hiểu rồi thì lại là trọng nó. Cũng thế như vậy, Chúa đưa ta hoàn cảnh khó khăn ngay từ lúc ban đầu để ta kinh nghiệm là nếu ta phớt lờ lời Đức Chúa Trời, khinh rẻ Đức Trời, thì khi ta gặp khó khăn, chúng ta mới phát hiện ra là mình đã trở nên dại dột vì đã không tin vào lời Chúa, không tôn trọng lời Chúa. Bây giờ tôi mới biết là tôi cần phải có lời Chúa hàng ngày, lúc nào cũng có lời Chúa, vì lời Chúa bảo vệ tôi, duy trì cho tôi, gìn giữ tôi và sự sáng cho tôi. Đó tại sao mà dân xem phải làm tôi mọi. Rồi khi được ra khỏi đó rồi, họ phải được đối diện với quyền phép Đức Chúa Trời và lời Đức Chúa Trời. Cuộc đời của chúng ta chỉ có hy vọng, chỉ có sự trông cậy ở nơi lời Chúa mà thôi. Không có lời Chúa chúng ta không giải quyết được gì cả. Chúng ta phải có lời Chúa. Bởi đó nên Chúa đã dạy người ta trước khi tìm kiếm nước Đức Trời và sự công bình của Ngài. Nước Đức Trời là gì? Nước Trời là nền tảng của quyền phép, sự cai trị hoàng gia của vua. Nền tảng của cuộc sống chúng ta là gì? Kiến thức, sự hiểu biết. Nếu người được sinh ra trên đất này không ai nuôi nó cả, rồi nó làm thế gì nó sống? Nó không hiểu biết gì cả, nó lấy cái gì mà nó nuôi mình, bảo vệ mình? Nó có được dạy dỗ, nó phải hiểu biết chứ. Vậy sự hiểu biết là vô cùng quan trọng. Vậy chúng ta phải hiểu biết mà lời Đức Trời là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta phải yêu mến lời Đức Trời, phải hiểu lời Đức Trời. Và để có thể hiểu được thì phải có các sứ giả được sai đi. Đó là tại sao mà Chúa Jesus phải đến. Ngài là sứ giả đến từ Đức Chúa Trời để làm một công việc làm chứng rằng Giê-hô-va Đức Trời là đấng cứu chuộc loài người. Và Ngài cứu chuộc loài người bằng lời của Ngài. Và Chúa Jesus làm bằng chứng về sự cứu chuộc Đức Trời ở trên chính cuộc đời của Ngài. Và chính chúng ta phải kinh nghiệm được những gì Chúa Jesus đã giảng đó, thông qua việc chúng ta được đưa vào trong môi trường sống và đối diện với hoàn cảnh khó khăn, và chúng ta đối diện với lời Đức Trời. Và chúng ta phải học để sử dụng lời Đức Trời để bảo vệ mình, duy trì sống cho mình, nâng đỡ mình khi mình trưởng thành, và mình trở thành kẻ sở hữu lời Đức Trời để thông qua mình mà Chúa dùng để cứu người khác nữa. Hai hàng người vào trong hội thánh của Chúa là Ê-sau và Gia-cốp. Ê-sau và Gia-cốp là bóng về hai hàng người đã tin Chúa và gia nhập hội thánh của Đức Chúa Jesus Christ ở trên đây này. Mà Ê-sau là bóng về Đức Chúa Jesus Christ.
Còn Rebecca là bóng về hội thánh hữu hình của Đức Chúa Jesus Christ ở trên đất này, mà còn được gọi là thân thể của Đấng Christ. Ê sao được bóng về dân Israel trong thuộc thể vốn được Đức Giê-ba chọn là biệt riêng ra từ giữa thời gian này để trở nên một dân thánh cho Ngài. Nhưng mà dân Israel coi thường ý muốn của Đức Giê-ba. Họ coi thường luật pháp của trời. Họ chú ý vào xác thịt mình mà thôi. Và bởi cái đó nên họ thất bại. Họ không thể thêm một dân thánh cho Đức Giê-ba được. Bởi vì các thầy tế lễ ở trong dân Israel đã không coi trọng lời Đức Chúa Trời. Họ tập trung về những gì mà xác thịt mình muốn và không để ý lời Đức Chúa Trời. Nên khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta phải biết phân tích trong các lời Đức Chúa Trời thì phần nào thuộc về xác thịt, phần nào thuộc về thuộc linh. Khi Đức Giê-ba ban luật pháp của Ngài cho Israel, Chúa đã nói rằng người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống. Ta là Đấng thể hữu hằng hữu. Họ không chú ý lời này vì họ đang sống mà. Họ không để ý với lời Chúa phán. Bởi đó là họ phó thác vào sự cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ bảo làm sao họ làm vậy. Và ngày nay cũng vậy. Rất nhiều người mang danh là người tin Chúa đến 99% là ngồi thụ động nghe mục sư giảng. Rồi nếu là người nổi tiếng càng hay nữa. Rồi muốn sẵn sao tôi tin. Nhưng mà từ họ không kiểm tra lời Đức Chúa Trời đã được giảng ra đó có đúng như điều Chúa có phán không. Họ không để ý rằng linh hồn họ phải được giống như lời Chúa đã hứa. Vậy thì cái bài giảng đó có đúng những gì mà Chúa có hứa không? Họ không để ý. Họ phó linh hồn mình cho người đó. Ông muốn nói sao thì tôi nghe. Họ không kiểm chứng qua Đức Thánh Linh. Họ chấp nhận liều mình. Ê sao là hạ người đó. Coi thường mang lệnh Đức Giê-ba. Vì thế nên Đức Giê-ba đã ban các ơn Ngài cho một dân khác. Dân đến sau. Là dân vốn không được gọi là dân. Tức là không được quyền kế tự. Mà được trở thành dân kế tự. Mà Gia-cốp đó là tà bóng. Gia-cốp là kẻ sinh sau. Hình bóng về thứ dân ngoại. Vốn không được chọn ngay từ lúc ban đầu. Nhưng vì có khao khát là làm quyền làm con kế tự Đức Trời. Nên Chúa ban ơn của Ngài cho dân đó. Thì dân đó sẽ được ơn Chúa ban cho. Ê sao hình bóng về Adam ban đầu. Là người đầu tiên có quyền kế tự Đức Trời rồi. Nhưng coi khinh lời Đức Trời phán cho mình đó. Coi nhẹ lắm. Để nghe theo lời của vợ mình ăn trái mà Chúa đã cấm ăn. Có hai người ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta xem chúng ta là Ê-sau hay là chúng ta là Gia-cốp. Phần lớn là Ê-sau. Ý chí rằng tôi đã tin Chúa rồi là tôi được cứu. Không phấn đấu để làm quyền con kế tự mình. Không chí với lời Đức Chúa Trời. Ngồi nghe cho xong bài giảng là về. Được ra khỏi phòng thờ phượng là mừng lắm rồi. Có thời gian rồi bắt đầu về chủ đề chuyện kia. Ở nước ngoài thì chủ nhật là gặp rủ nhau đến nhà nhau để nướng thịt ăn. Nước ngoài là vậy. Gia-cốp được người sanh ra sau Ê-sau. Là bóng một thứ dân đến với Đức Giê-ba sau dẫn đi Sen. Nhưng là trân trọng quyền được làm con kế tự cha mình. Là bóng quyền kế tự Đức Chúa Trời. Là quý hơn tất cả mọi sự thuộc về sự sống của xác thịt. Sẵn sàng nghe theo mọi lời chỉ dẫn của Đức Thánh Linh tỏ qua các tôi tớ của Ngài trong hội thánh thật của Đấng Christ. Rebecca mẹ là Gia-cốp và sau đó là bóng. Matthew 21 câu 42 đến 44 chép này. Đức Chúa Giêsu phán của họ rằng các ngươi há chưa hề đọc lời trong kinh thánh. Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra trở nên đá đầu góc nhà. Ấy là việc Chúa làm và là một sự lạ trước mắt chúng ta hay sao? Bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát. Còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Chúa nói. Chúa loại bỏ dân sẽ đi bởi vì họ được chọn ngay từ lúc ban đầu. Nhưng họ khinh dễ quyền làm con kế tự Đức Trời. Thì Chúa ban cái ơn nó cho dân khác là dân kết quả cho nước Đức Trời. Giê-hô-va bao giờ đứng công bình. Ngài đứng đã tạo nên là người theo ảnh tượng của chính Ngài để tìm một dòng dõi thánh. Là làm rõ sẽ được hầu việc trong nước thầy tế lễ của Ngài. Mà nói trước tế lễ thì chúng ta phải quay lại với màn lễ đầu tiên do chính Đức Ba lập Aaron làm thầy tế lễ. Chúa phán rõ cho Aaron và các con trai người là việc của ngươi này phải lo về công việc ở phía trong màn. Trong màn, cái bức màn đây, phần ngoài đây là nơi thánh và tờ xuống nước ở đây. Bên kia là bàn đại bánh trần thiết, bên đây là trên đèn bảy ngọn. Quay bức màn này bên kia là hòm dẫn ước từ Đức Chúa Trời. Tại đây đó, thầy tế lễ mỗi năm một lần nhờ huyết của con sinh tế chuộc tội thay mình để vào đó để được nghe lời phán của Đức Giê-hô-va cho dân Israel. Bức màn đó hình bóng về thân thể xác thịt của Chúa Jesus Christ. Cái hoàn giáo đó để có thể vào đó được nghe mạng lệnh Đức Giê-hô-va phán cho dân Israel, tức là mạng lệnh thuộc linh cho tùy dân thật của Đức Giê-hô-va đó. Mà muốn vào đó được thì phải được chuộc tội mình. Huyết Chúa Jesus Christ là chuyên con duy nhất của Đức Chúa Trời chuộc tội cho thầy tế lễ thật của Chúa để tại đó ở nơi hòn núi đó dưới hay kia đó Chúa phán trực tiếp với mình. Lời Chúa hàng còn muôn đời, Chúa in rõ ràng trong đó rồi, người ta không để ý đến.
Và Chúa Giêsu đã đến, Chúa phán là khi Chúa Giêsu đến, đó là thời kỳ hoán cải, thời kỳ đổi mới. Hoán cải có nghĩa là gì? Thay đổi, thời kỳ mới. Vì cái gì cũng thế, có bóng rồi mới có hình. Mặt trời chưa lên, ánh sáng của nó chiếu phía chân trời lên rồi. Người ta thấy là hừng đông rồi, đó là bóng. Rồi mặt trời mới lên. Thì tất cả mọi điều chắc trong phần văn tự đây này, nó là bóng, còn hình trong Đấng Christ. Nên chúng ta phải biết rằng Chúa là Đấng khôn ngoan và mô đẫn, Ngài tìm kiếm, xem trong người ai là người tìm kiếm Ngài. Nhưng người ta không để ý lời Đức Chúa Trời. Ngày nay cũng vậy, hệ thống nhà thờ, hệ thống thần học đều sống theo chi khôn của xác thịt hay chết. Họ không để ý đến lời Chúa Giêsu phán. Tất cả các lời Ngài phán là thần linh và sự sống. Không phải là những gì Ngài giảng ở trên đất này đâu, mà tất cả điều gì để chắc trong Thánh từ sáng tới ký cho tới khải huyền đều là bởi Ngài hết. Vì Ngài là lời Đức Chúa Trời. Danh Ngài là lời Đức Chúa Trời. Ngài với Đức Giê-hô-va là một. Họ không hiểu Chúa loại nữa. Nên khi tôi nhìn các đấng tiên tri nói tiên tri, thì Chúa đây là ơn Ngài, chính Ngài làm chứ không phải ông ta làm. Nếu Ngài không tỏ, người ta không biết. Trong giờ đó Chúa tỏ, người ta biết. Mà trong lòng họ thì không có luật pháp của Đức Trời. Họ có biết luật pháp của Đức Trời là có đó, nhưng họ không chú ý đến. Chúa nói là con nhìn này, khi người ta đứng giảng là giảng điều gì họ có trong lòng. Có lời tri thức đó là ta nói, không phải là người đó. Ông đang giảng, Chúa giảng, Chúa nói với tôi, người này người kia mặc cái áo màu gì, răng làm sao, tóc làm sao, chân làm sao. Chúa nói đâu, ông nói đến đó. Đó là sự tri thức chính thần của Chúa hành động. Nhưng cái bài giảng là chắc là ông ta bày tỏ ra. Tôi nghe lời đó tôi mừng, tôi cảm ơn Chúa. Tôi có nhiều hơn nó, tôi có nhiều hơn nó. Khi có sự biết rồi, còn nhắm mắt lại. Người ta đi qua qua người biết là cái này chắc vừa bổ cái trái cam thế cùng người khác đúng không ạ? Nhưng bổ người cam rồi cái tinh dầu nó bay ra nó vẫn ở trong tay này, đi qua cùng người cam này đúng không? Thì chúng ta phải hiểu rằng ở trong là người ta có cái gì thì có hương thơm của cái điều mình có ra. Nhưng người ta đứng giảng đó mình thì biết là người đấy có giàu có của báu thiên hạ không là mình biết. Còn cái ơn đó là chính Thánh Linh làm. Và tôi nhìn vào đó tôi con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa vì chính Chúa khiến cho con yêu mến luật pháp của Đức Trời, nên con thích luật pháp của Đức Trời. Và con có luật pháp của Đức Trời trong lòng con. Nên có thể rằng suốt ngày luật pháp của Chúa được. Còn ơn của Chúa thì lúc nào Chúa cần, Chúa sẽ làm để làm sáng danh Ngài. Có phần quan trọng là chúng ta phải có điều chúng ta đáng phải có trong lòng mình, đó là lợi của Đức Trời. Đúng chưa? Chúng ta đừng so sánh mình với những đấng tiên tri. Đừng. Hãy so sánh điều Chúa hứa cho ông ta đã xem ta đã được chưa? Nếu mình ao ước, mình ham muốn nó, Chúa ban cho. Cái phần quan trọng nhất là của báo thiên đàng. Còn các ơn là Thánh Linh sẽ làm. Trong bây giờ Chúa bảo ta thi hành chức vụ, Ngài sẽ dùng phép lạ cặp theo để làm cho vững đạo. Cái chính chúng ta là đừng xem chúng ta có nhà không có nhà. Cái chính này cần bóc ra có kể đây rồi. Đúng chứ. Có người bỏ tất cả tiền của mình có nhà rồi mà bóc không có tiền. Thì giờ không có tiền nữa rồi. Chúng ta có thể không có nhà người ta nhìn thấy mà bóc ta có tiền. Khi có tiền có nghĩa là tôi có thể mua nhà. Tôi để mua xe, tôi mua cái gì cũng có được. Nhưng khi có xe, có nhà rồi, chưa chắc tôi đã có tiền. Hết rồi. Cái căn bản nhất tôi ta có gốc để có thể mua tất cả mọi sự. Cái chính là ta phải có tin lành của nước Chúa Trời. Ở trong lòng mình rồi, thì bây giờ chúng ta có tất cả. Là người tin Chúa thì phải biết đáp thật này. Đó là ngay khi người được Đức Giê-va tạo nên trên đất này, thì Đức Giê-va đã bắt đầu thành kế tìm kiếm một dòng dõi thánh cho Ngài. Ngài tìm kiếm được dòng dõi theo tiêu chuẩn bổn tánh của Ngài. Đây là điều mà hệ thống thờ không giảng. Họ đưa người ta đến với tình yêu của Chúa. Chúa yêu thương, Ngài chết trên thập giá rồi, cho nên đến nhận Ngài là ta được cứu. Nhưng người đó là nói đến cách của người mù. Vì lời của Đức Trời chép rất rõ, nắm sách của Môi-se là nền tảng của tin lành. Chính Chúa Giêsu đã đến trên đất này, mà chính Ngài ban luật pháp của Ngài cho dân xem qua Môi-se. Lời của Chúa là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là lời Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giêsu đã phán trực tiếp với Môi-se. Môi-se không biết. Ở trên núi Hoa Hình, Phi-rơ, Giăng, La-cơ được nhìn thấy Chúa Giêsu nói chuyện với Môi-se và Ê-li. Trên trời cao Chúa ban lời, này là con yêu dấu của ta, để là ta mọi đằng hãy nghe lời con đó. Chúa nói với Chúa Giêsu, Môi-se phải nghe, Ê-li phải nghe, Giăng, Phi-rơ, La-cơ phải nghe Chúa Giêsu. Chúng ta phải biết rõ cái mạng lệnh này. Sáng ký đoạn 1, con 6, 3, 1 chép, Đức Trời phán rằng, chúng ta làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta đang quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đây là bản tiếng Việt. Bởi cái chiếm vơi dần chép 2 câu 26 và 27 trên như sau: And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over
the cattle and over all the earth, and over every creeping that creep upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God, created he him, male and female created he them. Có nghĩa là Đức Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người trong hình ảnh của chúng ta. Sau khi đã trở nên giống như chúng ta, hãy ban cho họ quyền cai trị trên tất cả các loài cá của biển, cùng trên tất cả các loài vật có cánh hay bay trong khoảng không trên trời, và trên tất cả các loài thú vật và trên khắp cả trái đất, cùng trên tất cả các loài vật bò sát hay bò trên mặt đất. Vậy Đức Trời đã tạo nên loài người trong hình ảnh của Ngài. Đức Trời tạo nên người nam và người nữ trong hình ảnh của Ngài. Trong Ngôn 26 trên được phán rất rõ như thế này: sau khi đã trở nên giống như chúng ta, after our likeness, bản tiếng Việt không có câu này. Chỉ sau khi đã trở nên giống chúng ta rồi, bây giờ mới ban cho đầy đủ quyền phép để cai trị muôn vật Chúa dựng nên trên đất này. Ở trong các cái nhà máy chế tạo các loại máy móc, cái bộ phận cuối cùng là dán cái mác vào cái sản phẩm đó, phần cuối cùng. Sau đó qua các khâu được kiểm chứng rồi, OTK đóng vào rồi, pass. Rồi đến cái phần này, họ phải nhìn xem có cái dấu đóng của phần này xong chưa, họ mới làm phần của họ. Rồi sau khi xong rồi, bộ phận kiểm chứng rồi, dán cái mác vào đây, xong. Ở chuyển tiếp phần sau. Trước khi người ta dán cái mác của cái vật đó, cái sản phẩm đó rồi, trước khi người ta dán ấy, thì người ta xem tất cả các cái bằng chứng đã được kiểm chứng xong chưa, đủ chưa. Bây giờ người ta mới dán cái mác đó, xuất xưởng. Đúng chưa nào? Để có thể trở nên con cái Đức Chúa Trời thì tất cả mọi người tin Chúa phải trải qua một con đường mà chính Chúa Jesus đã đến thế gian này để làm mẫu mực cho chúng ta. Ngài đã mang thân thể xác thịt giống như thân thể xác thịt loài người chúng ta. Và Ngài vẫn giữ luật pháp của Đức Trời và Ngài làm theo tất cả mọi sự đó. Và Ngài tự bỏ chính mình đi để làm đẹp ý của Đức Trời. Chúng ta cũng vậy. Chúa đã gọi Phi-rơ, anh Rê, Gia-cơ, Giang, hãy theo ta. Ta sẽ kiến dư trở nên tên anh nước người. Họ liền theo Chúa. Bỏ tất cả mọi sự phía sau. Qua bàn thông thuế cùng Ma-thiơ, hãy theo ta. Lập tức Ma-thiơ bỏ bàn thông thuế đi theo Chúa. Tự bỏ mình đi để đi theo Chúa. Chúa thử thách tất cả mọi sự đó. Chúng ta cũng vậy. Để ta có thể sở hữu được lời Đức Chúa Trời, chúng ta từ bỏ rất nhiều thứ. Ví dụ trong ngày này, thế gian đi chơi hoặc là buôn bán, mà chúng ta vì nghe theo lời Chúa sẵn sàng từ bỏ mà cái lợi nhuận của sắp đi đến đây, từ bỏ cái điều lợi nhuận sắp đi đến đây để làm gì? Để nghe lời này. Đừng tưởng rằng giáo sư giảng tốt mà chúng ta sẽ học tốt đâu. Không. Chính chúng ta phải là học tốt. Phải có ý thức học tốt cho mình. Phải quy thức và xin Chúa giúp cho mình. Chính chúng ta phải đánh giá với chính mình. Này xin Chúa, bây giờ Ngài sẽ nhận lời và Ngài sẽ khiến ta có sức để làm được cái điều mình muốn. Phaolô dạy chúng ta là nếu xác thịt chúng ta hướng một đằng, tâm linh hướng một nẻo, hai bên chở nhau giường ấy, chúng ta không làm được điều mình muốn. Nó phải hiệp một lại để làm công việc mà Chúa muốn cho mình. Mình phải amen điều đó và biết đó là điều rất quan trọng. Ưu tiên số 1 mà phải đánh giá với xác thịt mình. Và bây giờ Chúa nhìn thấy lòng ta khao khát nói cho Ngài biết, Ngài chúng ta có sức, chính Ngài sẽ ban ta có sức để chúng ta nhận được điều chúng ta có cả. Trong câu hôm 6 trên, Chúa phán rõ này, sau khi trở nên giống chúng ta, hãy ban cho đầy đủ uy quyền, completely authority and dominion. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta trở nên giống như Chúa được? Chúng ta không nhìn thấy Chúa. Sự giống Chúa đây là giống cho sự công bình, thánh sạch của lẽ thật. Vậy Chúa ban lời Ngài chúng ta đây, chúng ta biết đây là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà lời đó đã tạo nên chúng ta. Nay chúng ta đã bị mất, cái văn phòng nó còn trong lòng chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải được hưởng nó lại. Bằng cách là Chúa đưa sản phẩm của Ngài cho chúng ta, chúng ta phải dùng nó, phải biết đó là cuộc về mình. Chúng ta nhận cho mình. Mà muốn nhận cho mình, chúng ta phải làm gì? Để giao một cái tài sản 100 triệu đô la và bằng giống của 300 hành khách cho một viên phi công. Viên phi công được đào tạo như thế nào? Người ta kiểm soát ở dưới đất này, rồi cho bay phụ nữa. Để người ta kiểm soát từng ly từng tí một bằng camera, bằng kỹ thuật, rồi bằng tài năng, bằng chứng minh, rồi mới giao phó cho nó làm phụ lái, rồi mới làm lái chính được. Thì cũng có thể như vậy. Mạng sống của con người ta vô cùng quan trọng, vì nó hơi thở Đức Trời dựng nên. Nên để cứu chuộc những linh hồn đó là cho Ngài, chúng mình tìm những người thật lòng kính sợ Ngài, yêu với Ngài, có trách nhiệm với công việc của Đức Trời giao cho mình. Ngài đào tạo huấn luyện đó. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta là tài vật do Chúa dựng nên. Chúng ta không có quyền quyết định sự sống của mình. Một là được về Chúa đời đời nếu ta làm theo lời Chúa, hoặc là chết ở nơi hỏa ngục không có sự tan biến như không khí đâu. Nó có nơi của nó. Và chúng ta phải đánh trận ngay từ bây giờ. Đừng để cho chính mình tự lừa dối mình rằng ô tôi không làm, tôi Chúa, tôi làm tín đồ rồi tôi là được cứu rỗi cũng được. Không có chuyện đó. Nghĩ như vậy là giá đáng rồi. Chúng ta phải nhận biết giá trị của lời Chúa ban cho chúng ta.
và phải cầu xin Chúa giúp đỡ mình để mình noi theo lời Đức Chúa Trời để đạt được cái điều Chúa định chúng ta. Lần đầu tiên Đức Chúa Trời tỏ mục đích, Ngài đã chọn dân Israel riêng cho Ngài, đó là Phục Truyền Luật Ký đoạn 7 câu 6 chép: vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng là một dân thuộc riêng về Ngài. Ở đây không phải chúng ta dùng trí khôn của mình mà đến đây, mà chính Chúa kéo chúng ta lại với Ngài. Vậy chúng ta đừng có thoái lui. Dân Israel đã vượt qua biển đỏ, không có đường trở về. Trở về là chết. Chúng ta cũng vậy. Và khoảng năm 430 trước khi Đức Chúa Jesus Christ sáng sinh, qua tiên tri Malachi mà Giê-hô-va trời đã tỏ cho lời người biết mục đích Ngài tạo nên được người ở trên đất này. Malachi 2 câu 15 phần A chép: và hơi sống của Đức Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Chữ tìm được chép cho câu 15 phần A trên đó là chữ Bakas số 1245 của tiếng Hebrew, có nghĩa là sự tìm, sự kiếm, là yêu cầu, sự mong muốn, sự đòi hỏi, yêu cầu cần phải đạt được, là sự điều tra, sự tầm tra chính thức. Chúa tìm kiếm nó. Ngay từ khi Adam bị hư mất, Chúa tìm kiếm được con cái của Adam, thì hai người Cain và Abel, rồi Chúa nhìn thấy Abel đã đạt yêu cầu. Thông qua cái công việc của người đó mà Chúa biết cái lòng của người đó. Đây là cách nhìn của thế gian. Bởi vì Chúa biết lòng người ta, không cần phải có sản phẩm Chúa cũng biết. Nhưng mà để cho người ta biết là Chúa chọn Abel là bởi vì Abel nó còn nhớ đến Chúa, thì trong tâm lòng của cái còn biết Đức Giê-hô-va yêu mến cái gì, lễ người dân của lễ đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Chúng ta phải biết là sự vâng lời là tôn của tế lễ. Chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa vì có luật pháp. Chúng ta thực hiện phần 10 vì có luật pháp, là việc bắt buộc phải làm, không làm thì chết. Nhưng cái đó chưa phải là của lễ nhé, chưa phải của lễ. Mà cái gì cái lòng chúng ta khi nghe lời Chúa, chúng ta yêu mến lời Chúa không? Có ao ước được làm giống như điều Chúa muốn không? Cái đó là của lễ, cái đó là của lễ. Rồi nếu chúng ta từng giờ nhìn vào công việc, nhìn vào vật thể, thì biết đó là của lễ. Nhưng mà Chúa nhìn cái lòng, Chúa nhìn cái lòng, cái thái độ chúng ta, cái động cơ chúng ta làm có phải là của lễ không? Tôi giảng lời Chúa, Chúa nhìn vào cái động cơ tôi giảng. Có người đứng giảng, Chúa loại bỏ. Có người đứng giảng, Chúa ban thưởng. Vì cái động cơ giảng Chúa biết cái lòng của nó, lý do nào? Người đó giảng vì cái gì? Vì danh Chúa, vì nước Chúa hay vì cái tôi của người đó? Bởi vậy chúng ta phải đổi mới tâm trí mình để thử thử biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Trời đối với ta là thế nào. Để có được một dòng dõi thánh, Đức Chúa chỉ tạo nên một người nam, tức là Adam thứ nhất đó, và Eva được tạo nên bởi thịt và xương của Adam để giúp đỡ cho Adam. Để từ Adam mà có một dòng dõi được sanh ra, và dòng dõi này sẽ nhận được quyền phép để quản trị muôn vật, nếu như ai ở trong dòng dõi đó được trở nên giống như ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ chuyện vua Nebuchadnezzar có một chiêm bao, rồi ông tỉnh dậy, ông sợ hãi, ông không nhớ được rồi, ông kêu các thuật sĩ của mình đến bắt họ phải giải chiêm bao cho vua, mà đứa nào không giải được ta giết. Thuật sĩ nói chuyện là thật lạ đời, chiêm bao ở trong lòng của vua mà bảo chúng tôi đoán được, là sao đoán được, chỉ có thần linh mới biết được điều này thôi. Vua bực quá này, các người đừng lừa dối đó, đừng chịu hoãn đó, nếu các người không giải được ta giết hết, ta nuôi người để làm gì, phải giải nghĩa cho ta, hỏi chịu thua luôn. Thấy chưa? Đây là điều Chúa dạy chúng ta đó quý vị. Chúng ta phải biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì sao? Chúng ta được ra từ Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta không nghĩ đến Chúa, không tưởng nhớ đến Chúa, chúng ta sẽ quên. Ngôn ngữ của nước thiên đàng cũng vậy, ngôn ngữ của lời bày người cũng vậy. Nếu mà thường xuyên mình nghe rồi mình nói được, rồi lâu mình không nghe nữa thì mình quên. Chúng ta đọc lời Chúa, suy nghĩ về lời Chúa nhiều, lời Chúa trong ta thì thông ý tưởng của Chúa vậy. Chúa tìm cho chúng ta có nhớ đến Chúa không? Khi nào chúng ta nhớ đến Chúa? Thường thường ta thất bại rồi mình nhớ đến Chúa giúp đỡ. Mà Chúa muốn chúng ta hàng ngày đều nhớ đến Ngài bằng cái nào? Cái này chỉ có những người nào giống như dân Israel ở trong xưa Ai Cập, khổ quá rồi về nhà than khổ rồi lại nhớ đến lời của Abraham, Isaac, Jacob đến tổ phụ mình đó, để mình biết à như vậy có Đức Giê-hô-va thôi kêu cầu Ngài. Mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta biết là chúng ta là sản nghiệp của Chúa, là tạo vật của Chúa, và Chúa tạo đến chúng ta để tìm một dấu thánh. Khi ta luôn luôn có ý tưởng đó rồi, Ngài xem trong lòng chúng ta, ý tưởng chúng ta không phải sát tin này, còn người bên trong có nghĩ đến Chúa không? Nếu ta luôn nghĩ đến Chúa, ta cho ta nghĩ là tôi là con của Chúa, Ngài đang tìm kiếm xem tôi kính sợ Ngài không? Vậy thì bất cứ lúc nào đó tôi làm điều gì, tôi đều nhớ tôi là con của Chúa, tôi không được vi phạm mệnh lệnh của Chúa. Tôi luôn biết rằng có một camera quan sát tôi, camera đã quan sát tôi ở trong tâm linh tôi, còn đèn lên ta luôn quan sát tư tưởng của tôi, vì tôi phải quả kiểm tra tư tưởng của tôi để không có tư tưởng ác trong tôi, không được có tư tưởng nào nghịch lại luật pháp công bình của Đức Chúa Trời.
Đó là điều Chúa muốn. Phần lớn người ta không được dạy. Nên tâm linh ta luôn luôn phải được thắp sáng một lời ơn trời. Và cảm ơn Chúa, tôi tạ ơn ơn trời hơn 20 năm qua đến tận bây giờ tôi làm công việc này. Và nhất là ta, hàng ngày ta đều có lời của Chúa để ta đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, để tâm linh ta được trang bị trách nhiệm của mình, sự sáng của Chúa. Để bất cứ lúc nào chúng ta làm được gì, ta có lời Chúa nhắc chúng ta, để ta không nghe một lời của trời. Như vậy, Chúa nhìn thấy sự sáng của Ngài ở trong ta luôn cháy sáng luôn. Không như Adam ăn trái cấm rồi làm mất sự sáng luôn. Ngài không nhìn thấy nữa rồi. Ngài tìm ta thông qua sự sáng của Chúa có sáng ở trong ta hay không. Không phải là công việc chúng ta làm được sao kìa. Cái chính là sự sáng của Chúa ở trong ta không. Ngài tìm kiếm tâm linh ta có còn sự sáng của Chúa không. Chính sự sáng ở trong chúng ta đó là ta có đang tỉnh thức. Và Chúa biết rằng là nếu mà đèn đó còn đang tỉnh thức là cháy sáng thì trộm cướp không thể làm chủ ngôi nhà đó được. Mà quỷ không thể lừa chúng ta được. Adam thứ nhất là không coi trọng mà lệnh được trời. Bởi cái đó nên nghe theo lời vợ ăn chay cấm. Và khi ăn chay cấm rồi họ mất sự sáng của Chúa. Và vì cái tội lỗi đó mà dòng dõi gia từ Adam bị thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ta là mất sự sáng rồi. Còn đèn còn đỏ. Nhưng mà thiếu mất sự vinh hiển rồi. Thiếu xăng, thiếu dầu, nó không còn sáng. Và đó Chúa đã ban lời Ngài cho chúng ta. Và ban cho tâm linh chúng ta. Mà tâm linh khi bị thiếu sự sáng của Chúa thì nó ngồi trong bóng sự chết. Vì trong nước trời có hai ngôn từ rất quan trọng. Sự sáng và sự tối tăm. Chúng ta ngồi trong bóng sự chết. Ngọn đèn bị tắt rồi. Và chúng ta phải trỗi dậy. Phải luôn luôn nghe ngóng xem có ai đứng cứu mình không. Chúng ta phải luôn tỉnh thức xem Chúa phán điều gì. Để bám với đó để cho mình có sức để mình theo Chúa. Đó tại sao mà chúng ta phải có lời Chúa hàng ngày. Để khiến mình tỉnh thức trước cái mạng lệnh của Chúa trang bị cho chúng ta. Để cứu chuộc lại người. Nghĩa là không chỉ cứu chuộc sự sống của tâm linh người đó. Mà là chuộc lại cái thân phận thật của linh hồn chúng ta. Trở lại để làm con kế tự Đức Chúa Trời. Đây điều nhà thờ không giảng, trường học không giảng. Chúng ta phải biết được sự cứu chuộc là đương nhiên phải có. Vì sao? Vì chúng ta được dựng lên để kế tự Đức Chúa Trời. Vậy thì sự cứu chuộc đây nó có một yêu cầu là chúng ta phải đạt được cái tiêu chuẩn đó. Chúng ta phải amen với sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải amen với tiêu chuẩn, cái yêu cầu của sự cứu chuộc đó. Thì biết chúng ta mới được cứu. Chứ là bền lòng theo Chúa đến cuối cùng mới được cứu. Không phải là chúng ta là cái điều quan trọng lắm nên Chúa phải cứu ta đâu không. Ngài có một câu mục đích. Sự cứu chuộc là chuộc lại những gì thuộc về được rửa vàng. Vì cái sản phẩm của Đức Trời đã bị bán cho tội lỗi. Nó bị lừa rồi. Bây giờ Chúa đến chuộc lại. Mà nếu sản phẩm đó đồng ý với tiêu chuẩn Chúa đặt ra là các ngươi phải trở nên giống như ta thì ngươi được về với ta. Còn bằng chẳng, quên nó đi. Chúng ta phải được học điều này. Nhưng ngày nay rất nhiều người mang danh những người tin Chúa. Cứ tin là tôi cùng mình tin lời Chúa rồi là tôi được cứu rồi. Người ta không chép như vậy. Chúa có tiêu chuẩn rõ ràng. Chúa Jesus đến để chúng ta biết đó là tiêu chuẩn. Ngài là con cả ở rất nhiều anh em. Ngài đến để dẫn muôn vàn kẻ phu tù về với Đức Chúa Trời và vào trong Đức Chúa Trời. Thì tất cả phải giống như Ngài cùng một tiêu chuẩn. Ngài đến thế gian này để bày tỏ chúng ta một cái tiêu chuẩn phải giống như Ngài thì được sống lại như Ngài, được hưởng như Ngài. Chính xác như vậy. Vì ta sống, cả người cũng sẽ sống. Lời Chúa không qua đi. Và chúng ta phải nhận biết đến cái tiêu chuẩn. Chúng ta phải giống như Ngài. Phải nhìn vào lời Chúa để giống như Ngài. Vậy chúng ta phải phấn đấu, phải học, phải phấn đấu. Không được thỏa hiệp. Để đưa người được hưởng quyền kế tự. Đó là loài người phải trở nên giống như Đức Chúa Trời. Trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Công bình nói về luật pháp. Lẽ thật là luật pháp của thiên đình sống. Như vậy chúng ta phải thuộc luật pháp văn tự. Vì cho luật pháp văn tự đó dạy chúng ta phải công bình. Nếu không công bình thì sẽ chết. Lẽ thật là công việc con người bề trong này được các chị đời ở trong nước của trời. Vậy chúng ta phải thuộc luật pháp ở trên đất này. Và chính chúng ta, con người bề trong này được đào tạo ngay từ lớp 1. Chứ không phải lớp 2. Lớp 1 của thuộc linh là khi tôi mới đến cùng Chúa. Là tôi ngay lập tức phải học cai trị xác thịt mình. Tôi học đến điều răn nào, tôi cai trị xác thịt tôi bằng điều răn đó. Vì đó là trách nhiệm của thầy tế lễ. Chính một người ta học làm giáo sư cho chính mình. Tâm linh tôi là giáo sư dạy cho con người bên trong, là con người bên ngoài của tôi. Chúng ta phải cai trị chính xác thì của mình đã. Vì nếu mình không cai trị xác thì mình là sao cai trị gì khác được. Như vậy chúng ta học làm thầy tế lễ ngay từ khi mới bước chân vào hội thánh của Chúa. Bắt đầu được học pháp của Chúa rồi. Nếu Đức Chúa đã ban luật pháp Ngài cho là người chúng ta. Khi ta học luật pháp thì tâm linh chúng ta phải trỗi dậy. Bắt thầy tế xác thịt của mình phải phục luật pháp của Đức Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tiếp tục thi hành kế hoạch tìm một dòng đỡ thánh này. Đó là khi là người nhìn vào những sự đã được chép cho Kinh Thánh, cả phần cựu ước và phần tân ước. Vì Đức Thánh Linh sẽ dò xét mọi ý tưởng của người ta khi người ta đối diện với luật pháp của Trời, người ta nghĩ như cái gì. Có rất nhiều người
ở vào trong hệ thống đó rồi là bị loại ngay lập tức. Người ta không thể nói là Chúa ngài thông cảm, con mới vào tin Chúa được mấy năm. Và không, ta không thể thông cảm cho con được. Bởi vì ta biết tâm linh của con không nhớ ta được. Bởi vì ta tạo lên tâm linh của con mà nó quên ta. Hơi thở của ta tạo lên tâm linh của con mà tâm linh con quên ta. Ta dùng lời ta nhắc nhở nó quên. Nó tỏ hiện xác thịt, nó thích sống như xác thịt thì nó ở với xác thịt. Phần lớn người tin Chúa không nhận biết tâm linh của mình. Hệ thống người thờ tin rằng khi tôi được đón về thế gian, bây giờ tâm linh tôi mới thực sự hiện hữu. Còn bây giờ là tôi theo Chúa trong chiếc khôn. Họ không hiểu về vấn đề này. Chúng ta đọc nó biết rồi. Thân thể xác thịt này không được đặt tên. Do cha mẹ đặt tên để khỏi nhầm lẫn đứa con này, đứa con kia thôi. Bởi vì họ không hiểu biết về cái tên đó mang quyền bổn tánh như thế nào, ảnh hưởng như thế nào đến sự sống của tâm linh, nên người ta đặt tên theo cách của họ, theo kỷ niệm của họ. Nên chúng ta đã được biết là rồi, chúng ta phải cai trị xác thịt mình vì nó là công cụ Chúa dựng nên để chúng ta quản trị nó. Đó là mô môi trường mà chúng ta phải hành động, cũng như là chúng ta là một công nhân sử dụng cái máy đó, chúng ta phải thuộc máy đó và bắt nó phải phục tùng chúng ta để làm ra sản phẩm theo ý của chúng ta. Giữa bầu trời tiếp tục thi hành kế hoạch tìm dòng dõi thay này. Và khi người ta đối diện luật pháp của trời cả phần cứu ước, phần đời nước, thì Đức Thánh Linh dò xét ý tưởng của người ta, xem ý tưởng người ta đối lại với mạng lệnh và các điều răn của Đức Trời cho người ta như thế nào. Giê-rê-mi đoạn 17 câu 10 Đức Kinh Mổ chép: ta Đức Giê-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Kẻ nào được giàu có chẳng thực sự công bình, cũng như chim đã ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra, đến nửa đời người nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại. Tôi nói anh em rồi, Chúa dò xét chúng ta khi chúng ta nghe lời Chúa, khi chúng ta đọc lời Chúa, ta có tìm kiếm không? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, ngay từ lúc đầu tiên tôi quay trở lại cùng Chúa, tôi đọc lời Chúa và khi tôi phát hiện có tiếng Hebrew, có tiếng Hy Lạp, có gốc từ, bắt đầu tôi tỉnh ra và từ đó tôi mê lời Đức Chúa Trời và tôi thích thú lời Đức Chúa Trời, bởi vì đó là bí mật của tôi. Lời Chúa là bí mật của tôi, lời Chúa sự bổ nhiệm của cuộc đời tôi, là bí mật sự bổ nhiệm của sự sống tôi, và nó bày tỏ tôi bổn tánh của Đức Chúa Trời. Và nhờ đó mà tôi biết, tôi so sánh bổn tánh của Đức Chúa Trời và với tôi, và tôi theo đuổi để tôi được giống lên Ngài. Đức Chúa Trời rất thích con cái của Ngài tìm kiếm Ngài. Bởi vì chúng ta phải luôn luôn nhận biết rằng chúng ta phải trở nên giống như Chúa trong sự thanh sạch, sự công bình của Đức Chúa Trời. Phải trở nên giống Chúa. Giê-va đã trở thấy cái tấm lòng của Gia-cốp ham muốn được hưởng quyền làm con trưởng, nên Ngài đã khiến cho điều Gia-cốp ao ước đó được thành. Vì đó là điều mà Giê-va Đức Chúa Trời luôn tìm những người muốn được làm con kế tự Ngài, mà quyền con trưởng nam đó là bóng. Gia-cốp đã nhận được quyền kế tự cha mình qua lời thề của Ê-sau. Nhưng đó không có nghĩa là Gia-cốp đã thật sự được hưởng quyền kế tự cha mình một khi Ê-sau còn đang sống ở trong ngôi nhà đó. Có một nguyên tắc đó trong đời thật. Khi một người cầu nguyện tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Chúa của cuộc đời mình, người mới chỉ nhận được lời hứa như văn tự đã chép, chứ người đó chưa thật sự hưởng quyền con Đức Chúa Trời. Người ta nghĩ tôi cầu nguyện tiếp nhận Chúa rồi là tôi được trở thành con cái Đức Chúa Trời, cái đó không đúng một tí nào. Khi một người quỳ gối cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus, người đó vẫn còn là con của ma quỷ. Ma quỷ vẫn còn trong người đó, dù sao vẫn còn cai trị nó. Không phải tôi nói, Kinh Thánh có chép. Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh của Thánh Roma. Ông đây, đã khi ta mong muốn được sự cứu chuộc thân thể hay chết, tức là sự làm con nuôi này, tin Chúa rồi, nhận được trái của Thánh Linh rồi, mà thân thể thân thể này vẫn còn là con nuôi, chưa được cứu chuộc ra khỏi sự giải của luật pháp, vẫn là công cụ của ma quỷ. Bị Chúa xử phán này, các ngươi trả thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Đức Giê-va đã mang lệnh Chúa Giê-xu vào chiếm xứ Canaan. Chúa đã nói rõ rằng là ta không thể đuổi hết các dân ngay trong một lúc đâu, e rằng thú dữ sinh ra nhiều làm hại các ngươi chăng? Đuổi từng phần một để ngươi đủ sức tranh sưởng đông ra rồi mới giữ được đất chứ. Trong cuộc sống người tin Chúa vẫn còn đủ thứ đồn lũy trong đó, nói dối vẫn còn, tham lam vẫn còn, tà dâm vẫn còn, vì nó chưa phải là con Đức Chúa Trời, nó đang trên con đường trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu rõ điều này, đó là sự thật. Các môn đồ của Chúa Giêsu hơn 3 năm rồi, vậy mà cái giờ phút Chúa Giêsu bị người ta bắt đó, họ bỏ chạy, họ vẫn thang không sợ chết, đồn lũy sợ ai vẫn còn trong họ. Chúa biết mà. Bởi vì lúc đó Đức Linh chưa đến trên họ. Họ chưa có đủ sức để cai trị xác thịt mình. Đối với vì vẫn còn. Có những trận chiến của các quốc gia nó phải chờ đến khi có viện binh, có khi giới mạnh mới có thể đuổi được kẻ xâm lược ra khỏi đất nước mình, mới giải phóng được đất nước mình mà. Nước mình mang tên đó nhưng mà vẫn thuộc về kẻ xâm lược. Trước khi mình đủ sức, đủ khí giới, đủ viện trợ, mình đánh được, đuổi nó đi. Bây giờ mình công bố trên toàn thế giới là tôi đã được thống nhất đất nước.
Nên chúng ta phải hiểu rõ lời Chúa ban chúng ta rất là quan trọng. Giai đoạn 1 câu 12 đến 13 chép: Nhưng ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Trời vậy. Chúa đã nhận chép câu 12 trên, đó chữ Lambano số 2983 của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là nắm chặt lấy, túm chặt lấy, giữ chặt lấy, sở hữu lấy, chiếm lấy. Chứ mà bản tiếng Việt chép là quyền phép, chép cho câu 12 trên, đó là chữ exousia số 1849 của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là quyền hợp pháp, khả năng, sức lực, đặc ân, ủy quyền. Nguyên văn câu 12 trên có nghĩa là nhưng ai đã nhận, tức là đã nắm chặt lấy, túm chặt lấy, giữ chặt lấy, sở hữu lấy, chiếm lấy Ngài, tức là lời Đức Chúa Trời, thì Ngài, tức là lời Đức Chúa Trời, sẽ ban cho người ấy quyền hợp pháp, tức là có khả năng, có sức lực, có đặc ân, có uy quyền để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, tức là những người đã tin đến danh của Ngài, tức là Đức Chúa Jesus Christ, lời Đức Chúa Trời, là những người đã được sanh ra không phải bởi thịt và huyết, cũng không phải bởi ý muốn của loài người xác thịt, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho ta biết trong một câu thôi có hai phần rõ ràng: xác thịt và tâm linh, để có thể bám chặt được vào lời Đức Chúa Trời. Không phải đơn giản cái gì, tôi nắm được cái bàn là dễ lắm, nắm lời khó quá, nó trong đầu này. Không phải lúc nào mình cũng vang vang lời, không. Nhưng mà con người bên trong nó giữ cái lời đó, và xác thịt nó đang làm việc này việc kia, nó đang làm việc này, thì con người bên trong là không làm thế này, cứ giữ ở đây đi. Xác thịt có một thói quen làm theo cách của nó, nhìn thấy nghe được, nó phản ứng lại. Nhưng mà tâm linh thì giữ lời của trời, bắt ra phải làm theo ý của Đức Chúa Trời. Cũng là công việc đó với người này người kia, nhưng mà nó không được phép tây vị người này hay người kia. Đối với ai cũng vậy, tôi đã nói không là không, nói có là có, cứ vậy tôi làm thôi. Dù người đó là cha là mẹ đến đó bảo tôi làm được kia, tôi bảo không, tôi phải đứng ở đây. Chúa bảo tôi đứng ở đây, tôi phải đứng ở đây. Dù cha mẹ nói phải đi, hoặc vợ con nói phải đi, không, Chúa bảo tôi đứng ở đây, tôi phải đứng ở đây. Bám chặt lấy lời của Đức Chúa Trời, tức là dù ngày thế nào tôi vẫn giữ vững đức tin của tôi theo lời của Chúa. Công việc này là con người bề trong làm, nó bắt xác thịt phải vâng lời. Con người bề trong phải tập trỗi dậy cái gì xác thịt mình, chúng ta phải tập. Còn nếu không chúng ta sống theo xác thịt thì không bao giờ hưởng nước của trời đâu. Nhưng ai đã nhận Ngài, tôi đã nhận lời hứa của Chúa rồi, vậy thì tôi phải biết tôi phải nên thánh. Tôi đối diện bất cứ sự cám dỗ nào, tôi không chấp nhận sự cám dỗ đó. Tôi làm theo lời Chúa, tôi từ chối tất cả mọi sự cám dỗ đó, không làm theo. Vì một mục đích duy nhất là tôi phải đến thánh, tức là không phạm tội. Tôi nắm giữ lấy lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa đã phán, tôi phải đọc, sáng nay tôi giữ lấy nó. Không phải là sát thì tôi giữ, mà bắt sát thì phải vâng theo. Có người bên trong là động cơ. Cái máy bên ngoài hành động không là do tâm linh chúng ta cai trị. Chúng ta phải tập cai trị sát thịt mình. Không cho nó ngủ, không cho nó nhắm mắt lại, bắt nó mở. Tập chúng ta sẽ có cơ bắp, có sức lực. Như vậy, nắm chặt lấy lời Đức Chúa Trời, sở hữu nó cho mình, thì Ngài sẽ cho xác thịt à? Không, cho tâm linh cười đó quyền hợp pháp, có sức lực, có khả năng, có đặc ân. Chúa ban đặc ân chúng ta. Khi ta nghĩ đến việc cai trị thân mình, lập tức Chúa cho ta có ơn, đặc ân, có uy quyền. Xác thịt này phải phục hoàn toàn tâm linh, vì đó là mang lệnh Đức Chúa Trời. Nếu bất kỳ can thiệp, cầu xin Chúa xét xử nó. Lời này là cho tâm linh chúng ta. Bắt xác thịt mình phải làm theo lời Chúa Trời, thì con người đó sẽ được tái sanh. Khi nó làm theo lời Chúa như vậy, nó bám chặt lời Chúa như vậy, thì Chúa chấp nhận. Vì sao? Công việc đó là chứng minh rằng tôi tin Chúa. Tôi tin lời của Ngài có quyền năng, và tôi tin nên tôi giữ, tôi làm theo. Tôi tin tôi không bị hổ thẹn, và tôi phải giữ chặt lời Đức Chúa Trời. Ngài là sản nghiệp của tôi, ngoài Ngài ra tôi không có phước gì khác cả. Tôi biết rằng tai tôi vẫn còn, mắt tôi vẫn còn, mũi tôi vẫn còn, miệng tôi vẫn còn, mắt tôi còn, vẫn còn, vẫn đang sống. Nó vẫn tiếp tục tất cả mọi thứ ở xung quanh, vào mắt tôi, vào tai tôi cảm giác tôi đều biết hết. Nhưng mà tôi cai trị nó theo cách lời của Chúa bảo tôi. Tôi không chọn theo cách của thế gian như khi xưa tôi chọn, mà tôi chọn theo cách của Đức Trời, là tôi ở nơi nào Chúa bày tỏ cho tôi. Chúa bảo tôi ở đó, tôi ở đó. Chúa bảo tôi giảng, tôi giảng. Chúa bảo tôi im, tôi im. Tôi không làm theo ý tôi. Và cuối cùng tâm linh tôi được tái sanh. Và tâm linh tôi cai trị xác thịt tôi, bắt đầu cải phục. Mọi công việc ngày xưa tôi làm theo xác thịt mình đó không còn cai trị tôi được, bởi vì tâm linh tôi cai trị xác thịt tôi rồi. Đó là quyền năng của lời Chúa ban cho ta như vậy. Lời của Đức Trời là con đường dẫn những người tin Chúa đến với Đấng Christ, không phải trong xác thịt nhưng trong thánh linh. Điều đó có nghĩa là mọi người tin Chúa phải tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời đã chép trong Kinh Thánh, vâng giữ và tuân theo hết thảy mọi điều đã chép ở trong đó, tức là hết thảy các mệnh lệnh của các điều răn.
cùng các lời mà Đức Chúa đã phán qua cái đấng tiên tri để dạy dỗ dân sự Ngài, không phải chỉ cho dân Israel thuộc thể mà cho xem tương lai của Đức Chúa Trời nữa. Cùng những sự Đức Thánh Linh tỏ ra các sứ đồ của Ngài, các môn đồ của Ngài được chép xuống trong Kinh Thánh. Sự vâng giữ và sự tuân theo lời Đức Chúa Trời sẽ được Đức Thánh Linh dò xét trong mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta thì hôm nay tôi thích thì tôi làm theo lời này, mai tôi thích tôi làm cái thời kia. Không, nhất quán cai trị đó một tiêu chuẩn mà thôi. Hôm qua tôi làm thế nào, hôm nay tôi đã ý như vậy. Tôi không thay đổi, vì Chúa không thay đổi. Tôi một cái bồn tánh là tôi vâng phục Chúa. Tôi nhìn theo lời của Chúa, nghe tôi biết Chúa đang ở cạnh tôi, Ngài đang nhìn vào lòng của tôi, luôn tỉnh thức về cái điều này. Và bây giờ tôi không phạm tội. Từ mỗi người tin Chúa phải chứng minh lời mà người ấy đã công bố, rằng người ấy đã tin được Chúa Jesus Christ là Chúa của cuộc đời mình và là Chúa sử dụng mình. Chúng ta tin Chúa Jesus Christ là đấng cứu chuộc mình. Thứ nhất, tôi tin Chúa Jesus Christ là sự sống lại của tôi và là sự đời của tôi, vì Chúa phán Ngài là sự sống lại và sự sống đời. Ngài đấng cứu chuộc đúng và chính Ngài là sự sống của tôi, Ngài quyền phép ban cho tôi. Và thì tôi làm theo lời Chúa, không phải vì tôi sợ chết, mà là bởi vì tôi được sống với Ngài. Sợ chết khác và được sống với Chúa khác. Sợ chết là mình luôn luôn hoảng sợ, luôn luôn sợ may rủi, nhưng mà được sống với Chúa là có tích cực hơn. Mình làm mọi sự để được sống với Chúa. Tôi lo cho tôi để tôi được giống với Chúa, được đặt đèn tiêu chuẩn đó để tôi vào nhà Chúa. Một người luôn luôn lo để bảo vệ nhà mình để không bị chết, còn người luôn luôn lo cái nhà mình trang hoàng được đẹp đẽ để Chúa đến với mình. Hai cái khác nhau, hai tưởng khác nhau, hệ quả khác nhau. Cái người có đức tin là Chúa cai trị mọi sự, Ngài đứng ban sự sống, Ngài được khiến người ta chết không? Do Ngài, Ngài được công bình. Vậy thì tôi làm sao phải lo chết? Tôi làm sao tôi giữ được sự sống của tôi đúng tiêu chuẩn của Chúa để tôi được về với Chúa? Câu tôi thứ nhất đoạn 12 câu 1 đến câu 2, câu 12 trên này. Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thuộc linh. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng cầm, tùy người ta dẫn dụ mình. Bởi đó tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng mình rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các sự khác nhau, có chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho nên đều được sự ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có trí thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng mỗi Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Và như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, đấng Christ cũng như vậy. Chúa Giêsu đã phán rằng ấy là thần linh làm cho sống, sẽ tịch chẳng nghi trì. Những lời ta phán của ngươi đều là thần linh và sự sống, Giăng đoạn 6 câu 63. Tại điểm này người tin Chúa phải hiểu ý của Chúa Giêsu đã phán, vì danh Ngài được xưng là lời Đức Chúa Trời, được chép trong Khải Huyền đoạn 19 câu 13. Và chính Ngài là đấng đã tạo lên loài người và dựng lên muôn vật, cả là vật thấy được và vật không thấy được, hoặc ở nơi thiên đàng hoặc ở trên đất này, đều bởi Ngài mà được dựng nên. Vì thế cho nên các lời được chép trong Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền đều là bởi Đức Chúa Trời, mà lời của Ngài chính là Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời. Như vậy tất cả các lời được chép trong Kinh Thánh đó đều là của Đức Chúa Christ, vì Ngài với Giê-hô-va Trời là một. Chớ để được bất kỳ kẻ nào bẻ cong lời Đức Chúa Trời, và đừng coi Đức Chúa Christ là một thân vị nào khác với Đức Giê-hô-va. Và cũng đừng tin theo một người nào nói là Đức Chúa có ba ngôi, đừng bao chiếc người ta, vì đó như vậy là thiếu hiểu biết. Là con cái của Đức Khôn Ngoan, chúng ta phải tôn trọng từng chấm từng nét trong luật pháp của Đức Trời. Vì chính Chúa Xuân đến là mẫu mực chúng ta, là Ngài không tự nói bất cứ điều gì cả, Ngài nói những điều gì mà Ngài đã nghe Đức Cha nói. Với những mọi lời các Ngài mà Chúa Xuân nói là đều là nói lại điều Đức Chúa đã phán, không có thêm. Không có một người nào được phép xuyên tạc lời Đức Chúa Trời, vì lời Chúa là sự sống, là nền bền vững, là đã có quý báu. Và lời mà Đức Chúa Giêsu đã phán cũng là lời của Đức Trời vậy. Chúng ta xem chính Chúa Giêsu công bố điều này. Giăng 17 từ câu 1 đến câu 3, tiếp đến câu 17 đến câu 23 chép như sau. Đức Chúa Giêsu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho con. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Trời có một và thật
cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Xin Cha lấy lời thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin tới đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, là để cho họ cũng ở trong chúng ta. Đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến, con đã ban cho sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để họ hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một, con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiện làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha yêu thương họ cũng như Cha yêu thương con. Từ trời có một và thật của Jesus Christ là Đức Cha dạy, và biết chúng ta thông qua Chúa Jesus mà vào trong Đức Trời trở lại một, là sao có ba, không thể có ba được. Vì Đức Trời là thân, danh Ngài là Jehovah, vì Ngài Đức Trời, danh Ngài là Jehovah, và thân Đức Trời chính là Đức Thánh Linh, không thể có hai mươi ba được. Kẻ khôn nói biết là Chúa đã tôn cao lời Ngài hơn cả danh thiên Ngài, vì thì lời Chúa không có chết mà nó tự nó bịa ra, nó là kẻ nói dối. Thế là hai bớt đi là cầm bằng nói dối. Chúa ghét điều đó. Nên nhớ cái thời kỳ ngày nay là thời kỳ kỹ thuật số, thêm một chấm vào là sai ngôn nghĩa, không tìm ra nghĩa đâu. Bởi vì chúng ta hiểu rõ lời Đức Trời trang bị như thế, chúng ta vẫn là một, rồi con ở trong Cha, họ trong con, rồi chúng ta trở là một, tất cả đều là một. Từ Đức Trời mà ra tất cả mọi sự, tất cả đều ở trong Đức Trời và Ngài trong tất cả, không thể có ba được. Bây giờ chúng ta trở lại với lời Đức Trời chép về Gia-cốp. Sau khi người đã nhận được lời thề của Ê-sau, anh mình bán quyền con trưởng cho mình, là bóng về việc một người tin Chúa nhận biết được quyền phép của lời Đức Trời sẽ ban quyền hợp pháp, ban khả năng, ban uy quyền, ban sức lực cho những ai tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm Chúa của đời mình, để nhờ quyền phép đó mà trở nên con cái của Đức Trời. Đây là những người đọc lời Chúa, ôi con có lời hứa của Chúa rồi, con tin, con tin, con tin. Như vậy là người đó đã nhận được lời hứa của Đức Trời để mình có thể chỉ con cái Đức Trời. Cũng như Gia-cốp nghe được lời thề của anh mình, nhưng mà người đó chưa thực sự là con ký tự đâu. Vì sao? Còn trong nhà sẽ chết với người đó, không thể tranh chấp được, không thể tranh chấp được. Vì sao muốn giết em mình luôn? Cũng có thể như vậy. Khi ma quỷ biết cái người đó tin lời của Chúa mà muốn là con ký tự Đức Trời, nó tìm một cách để nó tận diệt người này. Bởi vì ma quỷ đã nghe lời Đức Chúa và phán xét nó, dòng dõi của nó sẽ dày đặt đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Bởi nó dình xem trong tất cả con cái là người ra, ai thì cũng mình nó giết cái đó. Nó tìm thấy A bên thì cũng mình, nó tìm cách giết A bên qua cả y. Nhưng vì khi Gia-cốp nhận lời hứa rồi, Gia-cốp không thể ở nhà được đâu, Gia-cốp phải ra khỏi nơi đó. Thì cũng có thể như vậy. Khi người tin Chúa đọc răng đoạn 1, câu 12, 13, 14 rồi, thì lập tức ma quỷ biết cái này là tin Chúa đây. Nó bắt đầu tìm một cách để giết con người này, không cho người này đến vì Chúa được. Vì nhiệm vụ của người giảng luật pháp trong hội thánh của Chúa phải làm gì? Đó là chức vụ của Rebecca. Hội thánh thiện của Chúa phải nhận biết ai là người thực sự muốn làm con ký tự Đức Chúa Trời, là kẻ đồng ký tự với Đấng Christ, thì phải đầu tư cho người đó, dạy luật pháp được cho người đó. Người đó phải đến với Đức Thánh Linh. Gia-cốp phải đến với La-bàn. Đó là bài chúng ta học ngày hôm nay. Con đường mà Gia-cốp phải trải qua, phải trả giá cùng những sự người sẽ nhận được từ La-ban để được Giê-hô-va Đức Trời đổi tên, tức đổi uy quyền, bổn thánh, sự tôn trọng cho, từ một kẻ nắm gót mà được trở nên thành Israel, nghĩa là được trở thành người được hưởng quyền cai trị như Đức Chúa Trời. Con đường của Gia-cốp đã đi, tức là con đường chúng ta phải đi, vì bóng đã được chép xuống, bây giờ chúng ta đi theo hình. Sáng-đê-ki đoạn 27, câu 30 đến 40 chép: vừa khi Isaac chúc phước cho Gia-cốp xong, và vừa khi Gia-cốp lùi ra khỏi nơi cha mình, thì Ê-sau anh người đi săn trở về. Người cũng dọn một món ngon dâng lên cho cha và thưa rằng: xin dậy, ngồi ăn thịt săn của con trai cha, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Isaac cha người hỏi: con đến đứa nào? Thưa rằng: tôi đến Ê-sau con trưởng nam của cha. Isaac lấy làm cảm động quá đỗi mà rằng: vậy con đứa nào đã săn thịt rừng và đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi và chúc phước cho nó lại sẽ được ban phước vậy. Vừa nghe dứt lời cha, thì Ê-sau la lên một tiếng rất lớn và rất thảm thiết mà thưa cùng cha rằng: cha ơi, xin hãy chúc phước cho con luôn nữa. Nhưng cha đáp lại: em con đã dùng mưu kế để cướp sự chúc phước của con rồi. Ê-sau liền nói rằng: có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp
mà nó hai lần chiếm lấy vị trí tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi, lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng, cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao? Isaac đáp rằng, này, cha đã lập nó lên làm chủ con, và đã cho các anh em làm tôi nó, và đã dự bị lúa mì và rượu cho nó. Vậy, cha sẽ làm chi cho con đây? Esau thưa rằng, cha ơi, cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với cha. Rồi Esau cất tiếng lên khóc. Isaac cha người đáp rằng, này, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất, cùng sương mắc ở trên trời xa xuống. Con sẽ nhờ gươm mới được sống và làm tôi tớ cho em con. Sau khi con lưu lạc rầy đấy mấy đó, sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy. Đây là lời tiên tri cho đến tận ngày tận thế. Isaac nói với Esau, tức là được Chúa Giêsu phán với những kẻ chối bỏ quyền làm con kế tự ngài, nó sẽ được cái gì? Ở một mình giữa xứ, nó bị bỏ lại trên đất này. Khi ở thành của Chúa các bạn thế nào rồi thì nó làm chủ về cái ác nhân. Hồi thánh kết rồi thì ở dưới đây nó làm chủ, là chủ xác định mình và nó ở trên đây và làm tôi tớ cho mặc bị. Lời Chúa chết này, này nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất. Làm sẽ có thể có màu mỡ của đất được khi nó từ chối nước mưa trên trời xuống, từ chối lời Đức Chúa Trời, thiếu màu mỡ của đất, cùng sứ bóc trên trời sẽ xuống, không có là thật cho họ đâu, không có là thật. Tại đó không thể có được, có nên nhờ gươm mới được sống. Gươm đó là cái gì? Lúc đó bây giờ người ta phải lo bảo vệ mình. Bằng cách nào? Phải nhờ cậy lời Chúa thôi. Bắt đầu bây giờ phải nhờ cậy lời Chúa. Phải làm tôi tớ cho em con. Tức là không thể thành kẻ tù nghi được. Phải làm tôi tớ. Phải rốt lên đầu. Đầu đền rốt ở chỗ này đây. Sau khi con lưu lạc về đây mới đó, sẽ bẻ cách của em trên cổ của con. Phải trải qua nhiều khó khăn lắm. Rồi mới biết thôi, bây giờ còn cách nào khác nữa. Hạ mình xuống để được cứu qua lửa. Để cứu qua lửa. Mặc dù đây là một câu chuyện thật đã xảy ra cho anh em đi sau và Jacob trong xác thịt, nhưng tất cả những sự việc đã xảy ra đây dù chỉ trong chốc lát theo cái tính thời gian của loài người, nhưng mà lời của Đức Trời đối với loài người thì không bị hạn chế bởi thời gian, hàng còn cho đến khi tận thế. Thế là pháp văn tự này, vì đối với Đức Chúa Trời một ngày ở trước mặt Chúa như một cả năm, một cả năm như một ngày vậy. Và như lời Đức Chúa Giêsu đã phán rằng, các lời của Ngài đều là thần linh và sự sống, và nếu là thần linh sự sống thì sẽ hàng còn. Vậy nên lời Đức Trời mà chúng ta đang học đây vẫn còn đang cai trị trong hiện tại và cả trong tương lai, cho đến khi kế hoạch tìm một dòng dõi thánh của Đức Chúa Ba đã được hoàn thành. Trong thực tế và trong lẽ thật, Jacob đã không cướp quyền con trưởng của Esau, mà chính Esau đã khinh rẻ quyền đó. Nên người đã đổi quyền đó lấy miếng ăn cho xác thịt mình. Cũng bởi đó rất nhiều người mang danh là người tin Chúa đã vứt bỏ quyền kế tự Đức Chúa Trời, bởi vì họ muốn cho cái miệng họ được thỏa thích, nói tầm bậy. Muốn nói gì thì nói. Kỳ thánh chết là sống chết do quyền của lưỡi cái mùa săn bông trái nào. Họ để cho miệng họ nói tất cả điều gì họ muốn, mà chúng ta phải nói theo điều Chúa muốn. Họ nói theo điều sách thì họ muốn. Họ nói theo những lời người đứng giảng mà không có kiểm chứng được trời, không có thế nên cả chị. Ở trên đứng giảng là sao nói y hệt như vậy. Họ chối bỏ ơn tứ của Chúa. Khi mới xếp ban luật pháp mà Giê-hô-va đã ban cho loài người để dạy cho dân Israel, người nói với dân Israel như này: Hỡi Israel, bây giờ hãy nghe những bằng lệnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi, hãy làm theo để ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va trời của tổ phụ ngươi ban cho các ngươi nhận được. Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. Nhân dịp của ba anh Phêrô, mắt ngươi đã thấy điều Đức Chúa đã làm, vì Giê-hô-va trời có diệt khỏi giữa ngươi mọi kẻ tin theo ba anh Phêrô. Còn các ngươi là những kẻ vẫn theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, ngày nay hết thảy còn sống. Ngày đây ta đã dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệnh y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán đàn ta, để ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy. Vậy các ngươi phải giữ làm theo các mạng lệnh và luật lệ này, vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc. Họ nghe nói về các luật lệ này sẽ nói rằng, dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hay. Và chăng há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta, có Giê-hô-va gần chúng ta, mà khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? Lại há có nước lớn nào có những mạng lệnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng? Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh giữ cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng có một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi. Phải dạy cho con, các con và cháu ngươi, hãy nhớ ngày ngươi chầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại Hô-rép, khi Đức Giê-hô-va phán cổ ta rằng, hãy nhóm hiệp dân sự để ta khiến cho nó nghe lời ta, hầu cho tập kính sợ ta lúc họ còn sống nơi thế thượng, và dạy lời đó cho con cái mình. Phục truyện Lời Ký đoạn 4 câu 1 đến câu 10. Đây là nền tảng
Ma quỷ tìm cách đánh lừa người ta. Tin theo nó, ôi bây giờ chúng ta thực hiện ân điển rồi, không phải thực hiện làm theo luật pháp nữa. Cái này thuộc về cứu ước, cái này thuộc về dẫn đi xem thôi. Bây giờ chúng ta có lời của Đức Thánh Linh cho hội thánh của Đấng Christ. Họ bỏ qua luật này. Nếu là bỏ cực qua cứu ước thì bỏ luôn cả thi thiên, bỏ luôn cả châm ngôn. Mà trong cái đó Chúa Giêsu không phán như vậy. Chúa Giêsu 30 câu 5 câu 6 chết này. Các lời của Đức Trời đều đã thiết luyện. Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài, chớ tiên tri vào các lời Ngài. Em Ngài của trách ngươi và ngươi bị cầm nói dối chăng? Chúa Giêsu đã phán về mục đích Ngài đến. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17 đến 19 chết này. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm cho tròn. Vì ta đã thật cùng các ngươi, đa khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được chọn. Vậy hủy một điều cực nhỏ nào trong điều ra này, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Có giữ như điều ra đấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Đây là lời Chúa đã phán. Nhưng mà mấy vị mục sư trong nhà thờ, họ trăng trận nói đây, đúng là Chúa Giêsu có phán điều này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5. Nhưng mà trên tệ thập tự giá Chúa đã làm xong rồi, Ngài làm cho trọn rồi. Họ trắng trợn đến mức độ như vậy đấy. Họ công nhận rằng Chúa Giêsu phán điều này là đúng. Nhưng mà cái điều mà được chọn đó đã được chính Chúa Giêsu làm chọn chạy trên thập tự giá rồi. Bởi chúng ta không phải làm thêm nữa. Vậy đối với họ chúng ta nói với họ như thế nào? Lời của Đức Trời cho chúng ta là kinh hy làm phần thần nước. Tiếng Hebrew phần ước. Và bản tiếng Việt chúng ta là quyền dịch lại của rất nhiều bản tiếng Pháp này, Tây Ban Nha này. Nó không có tiếng Hebrew. Bởi vì nó 100 năm rồi, hơn 100 năm rồi. Nhớ cuốn chính xác nhất gần đây nhất là năm 46, 51, King James 16, rồi 51, Amplified Bible. Là cuốn chính xác nhất, tổng hợp là tất cả để lại cho chúng ta tận bây giờ. Kiếp lại là một đầy đủ nhất. Chứ chọn mà Chúa nói ở trên tờ giá. Thì trong Giăng đoạn 17, Chúa Giêsu nói, con đã làm xong công việc cha giao cho làm. Chúa trên lên thập tự giá đâu, Ngài làm xong công việc cha giao cho làm rồi. Còn chiếc thập tự giá là Ngài hoàn thành cái điều được cha muốn. Chúa Giêsu đến làm xong công việc cha giao cho làm chứng về lẽ thật. Là ai tin lời Chúa, làm theo lời Chúa thì được sống lại và được sống đời đời. Còn chiếc thập tự giá là Ngài làm theo ý muốn của cha, là Ngài trả giá để chuộc lại người mà sự đã được chọn. Đó là công việc Ngài được giao cho, đã làm chọn. Ngài Chúa định rồi. Cái từ Chúa chọn cho tự giá là nói về chính Ngài. Ngài không có quyền thay thế. Vì Ngài đến để làm cho luật pháp của trời ban cho người qua mê xe đó là được vững lập. Và Ngài làm Chúa luật pháp đó không qua chính sự chết của chính Ngài. Họ bẻ quẹ lời Chúa để che lấp cái sự vô tín của họ. Vì họ không nhận ơn của Đức Trời. Bởi vì họ chạy trước Chúa. Họ chiếm lấy chức trọng Chúa không trao cho họ. Họ nhảy vào chiếm chỗ của mê xe nhưng không làm công việc của mê xe. Họ che giấu nó bằng cái việc họ vu cáo đi. Từ tội này sang tội khác. Từ nói dối này sang nói dối khác. Cuối cùng trở thành tôi tớ của ma quỷ. Luật pháp mà Đức Chúa Giêsu đã phán đây là luật pháp mà Giê-hô-va Đức Chúa đã ban cho dân Israel qua Môi-se. Cũng có lời tiên tri mà Đức Chúa đã cậy miệng các đấng tiên tri của Ngài để phán dạy dân Israel, cùng phán dạy người trên này để biết các thời kỳ cùng những sự sẽ xảy đến cho người trên đất này và trên tuyển dân của Ngài. Chứ Ngài không chỉ nói với chúng Israel trong xa thịt đâu. Đức Chúa Giêsu đã phán nói rằng Kinh Thánh là luật pháp của dân Israel, là tuyển dân của Đức Trời, nhưng không hạn chế phải là dân Israel trong xác thịt, vì lời Đức Trời che rất rõ là con cháu của Israel, tức là the children of Israel. Vì khi nói đến dân của Đức Trời là nói về thứ dân có sự sống được đời trong Đức Chúa Trời, không phải là dân trên đất này. Chúa Giêsu đã phán rằng luật pháp đó là của loài người và Kinh Thánh là lời Đức Trời là không thể bỏ được. Chúa Giêsu phán luật pháp của các ngươi. Sau khi đoạn 8 Đức Giê-va đã phán rằng hễ đất còn thì mùa gieo giống, mùa gặt hái, mùa nắng, mùa mưa, mùa hạ, mùa đông không bao giờ tuyệt được. Vậy luật pháp là của loài người. Vậy thì có phải là Chúa Giêsu đã dừng lại rồi, loài người không còn sinh ra được không? Không, loài người vẫn còn tiếp tục sinh ra trên đất này để cho đủ cái số Chúa tỷ như một dân đã thánh đó. Vậy tại sao có thể cất luật pháp đi được? Vậy đừng nghe cất luật pháp đi thì cái người sống sau này lấy điều gì mà biết họ có tội hay không có tội? Nếu được gì Đức Trời phán xét người ta? Giai đoạn 10 câu 25 đến 36 chép. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi mà ngươi không tin. Nhưng việc ta nhân danh ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng ngươi không tin ta vì ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó quen ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Ta với cha là một. Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta đã làm trước mặt các ngươi lắm việc lành bởi cha đến. Vì việc chi mà ngươi ném đá ta?
Người Giê-đa trả lời rằng, ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lậm ngôn, ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Đức Giê-xu đáp rằng, trong luật pháp của ngươi há chẳng chép rằng ta đã phán các ngươi là các thần hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây là đấng cha đã biệt ra thánh và sai xuống thế gian nói ta là con Đức Trời, cớ sao có ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? Lời Chúa tuyệt vời. Và bây giờ họ đang nói lộng ngôn, chứ không phải là Chúa nói lộng ngôn. Họ nói là Chúa bảo tôi nói tiếng lạ, mà nói tiếng lạ không hiểu nói làm chi? Thì Chúa nói các ngươi có mắt không? Nếu ngươi có mắt thì ngươi đọc hết cái đoạn thư tín của Phaolô đi. Thì Thánh chép gì về tiếng lạ? Tiếng lạ đến từ đâu? Thế nào gọi là lạ? Thế nào là gọi mới? Kinh Thánh chép rất rõ. Người nào nói tiếng lạ là nói với Đức Chúa Trời. Vì trong tâm thần mà người nói lời mầu nhiệm. Kinh Thánh chép rất rõ, đó là tâm linh của người ta nói chuyện với Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là thần. Điều chứng minh rằng người nào tin ta sẽ được sự sống lại. Mà khi tâm linh được sống lại, nó sẽ nó có ngôn ngữ của thiên đàng, nó không có ngôn ngữ của xác thịt. Nhưng ta không tin. Bất cứ khi nào lời Đức Chúa Trời đã được công bố ra, thì quyền lực của ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để khiến cho người ta hiểu sai ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời. Vì ma quỷ biết rằng, một khi người ta đã hiểu sai ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời, người ta sẽ nói sai, làm sai, hành động nghịch lại lời Đức Chúa Trời. Mà khi người ta đã nói sai lời Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ bị phán xét. Như lời Đức Chúa Trời đã cấm người ta không được nói sai, không được thêm, không được bớt điều chi vào trong lời Đức Chúa Trời. Khi người ta nói sai lời Chúa thì người đó bị giao cho ma quỷ cầm buộc. Đó là lý do tại sao ma quỷ luôn luôn tận thì giờ để cướp giết hủy diệt. Khi chúng ta giảng ra phải có sự sáng của Chúa và chúng ta phải đức tin để tiếp nhận lời Đức Chúa Trời và làm theo lời Đức Chúa Trời. Gia-cốp đã nấu canh phản động ở trong nhà của mình. Là bóng khi một người tin Chúa đang chia sẻ lời Đức Chúa Trời, tôi đang nấu canh phản động, tức là nói về lương thực để nuôi sống. Thì bây giờ chúng ta giảng ra đây cũng như nấu canh phản đạo vậy, bởi vì nó phải được bắc trên lửa, phải được chế biến, phải được hái từ cái cây đậu ra rồi chế biến đó để đưa vào nước và lên lửa. Thì lời Đức Chúa Trời trong cái bài giảng cũng dư như vậy, cũng phải được lấy ra từ cái gốc của lời Đức Chúa Trời, từng câu từng đoạn để chế biến theo cái khẩu phần, cái mục đích của cái đồ ăn đó cho sự sống của con người. Như vậy khi một người tin Chúa đang chia sẻ lời Chúa mà kẻ vô tín vào, nó chống đối, bắt đầu khẩu chiến bắt đầu xảy ra. Mà khi khẩu chiến xảy ra như vậy, nếu tiếp tục khẩu chiến như vậy thì cơn nóng giận người ta không thể kiềm chế được và cả hai cùng sẽ chết. Bởi khi người ta nóng giận lên, người ta mất khôn, ta nói lời vô lý và phải chết. Rõ ràng là tôi tới Chúa là Môi-se là người khiêm hòa, nhưng bị dối trí bởi sự vô tín và cứng lòng của dân Israel mà ông nói lời vô lý và ông làm hành động vô lý và cơn nóng chết. Gia-cốp đã canh phản động tại nhà mình. Là bóng khi một người tin Chúa đang chia sẻ lời Đức Trời ở trong nhà của Đức Trời, hoặc giữa những người tin Chúa với nhau, thì những người như Ê-sau sẽ tranh chấp. Người đi săn mà, đi săn thú rừng, tức là đi tìm kiếm điều gì mà nó thích, thích cãi lộn lắm, thích đi săn lắm, thích chiếm lắm, thích khoe tài bắn cung, tức là khoe cái tài năng của mình, tranh chấp, hiếu thắng, kiêu ngạo, tự phụ. Khi người ta chống đối lại cái điều người tin Chúa được Thánh Linh bày tỏ ra đó, thì khẩu chiến xảy ra thì sẽ có kẻ bị diệt. Vì cái cớ phạm thượng, vi phạm luật pháp của trời hoặc vi phạm đạo thật của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời không bao giờ qua đi. Thì khi ban luật pháp cho dân Israel, Giê-hô-va trời luôn nhắc đến danh Ngài để cảnh báo dân Israel và cho người biết rằng Ngài là đấng tự hữu, hàng hữu, Ngài đấng toàn năng. Sự khôn ngoan của Ngài là không thể dò, để người ta có sự tin cậy và quyền phép không bao giờ qua đi của Ngài và không được nghi ngờ, nhưng phải tin cậy. Đức Chúa Giê-xu đã cảnh báo về những người sẽ không bởi Ngài, tức là cửa của chiên, mà nhảy vào chức vụ chăn bề chiên của Ngài, và công việc của bọn người đó là công việc của quân trộm cướp. Những người không bởi Chúa Giê-xu chỉ định sẽ không được Đức Thánh Linh ân chứng cho. Điều đó có nghĩa là mắt của tâm linh nó chưa mở ra, tai của tâm linh nó chưa được thông, và miệng của nó vẫn còn câm, nó không hiểu lẽ thật, nên nó sẽ tranh chiến lại những người được Đức Thánh Linh sức dầu cho. Nó là quân trộm cướp là bởi vì khi nó giảng sai lời Chúa thì nó dẫn bề chiên đi sai đường lối của Đức Trời. Và khi sai đường lối của Đức Trời thì sa vào bẫy của ma quỷ đâu mua sói hay căn xe đó, nó sẽ cướp được tiên của Chúa. Thế cuối cùng người đó trở thành quân trộm cướp là vì như vậy. Giê-va-la, Đức Trời đã phán lỗi rằng chức vụ thầy tế lễ trong Giê-ru-sa-lem là do chính Ngài phòng tròn, bất luận người nào không được Ngài chỉ định mà tự ý nhảy vào chức vụ đó sẽ bị xử tử. Dân Sự Ký đoạn 18 câu 6 đến câu 7 chép: còn ta đây, trong Giê-ru-sa-lem ta đã chọn lấy anh em các ngươi là những người Lê-vi mà ban cho ngươi, vì đã dâng cho Đức Giê-va-la rồi, đó là công việc của hội mạc. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải kỹ lưỡng lo cho xong trước tế lễ, quản trị các điều chi thuộc về bàn thờ và vật chi ở về phía trong màn. Các ngươi phải làm việc mình tại đó. Trước tế lễ của các ngươi là một việc ta phong cho như một của ban. Người ngồi nào đến gần sẽ bị xử tử. Đây là bản tiếng Việt. Bản tiếng Anh kinh chưa bao giờ chép như sau: And
I, behold, I have taken your brethren, the Levites, from among the children of Israel. To you they are given as a keep for the law, to do the service of the tabernacle of the congregation. Therefore, thou and thy son with thee shall keep your priest office for everything of the altar and within the veil, and you shall serve. I have given your priest office unto you as a service of keep, and the changers that come nigh shall be put to death. Có nghĩa là còn ta hãy chú ý, ta đã chọn anh em các ngươi là người Lê-vi từ giữa con cháu của Israel để ban cho ngươi như một của dâng cho Đức Giê-hô-va để làm công việc của đền tạm giữa hội chúng. Về đến các ngươi và các con trai của ngươi sẽ phải lo mọi sự thuộc về chức vụ thầy tế lễ và công việc của bàn thờ, cùng mọi sự ở phía trong màn. Ta đã phong tặng chức vụ thầy tế lễ cho ngươi như một của ban, người lạ nào đến gần sẽ bị xử tử. Chứ người ngoài, tiếng Anh chép là the stranger. Chép câu 7 trên, đó là chữ is số 376 và chữ use số 2114 của tiếng Hebrew, có nghĩa là người nước ngoài, người nước khác, người xa lạ, người không quen biết, người ngoại đạo, người trần tục, người coi thường luật pháp, người xúc phạm thần thánh, người bị ô uế, người phạm tội tà dâm. Của chữ đến gần, tiếng Anh chép là come nigh. Chép cho câu 7 trên, đó chữ Karab số 7126 của tiếng Hebrew, có nghĩa là sửa lại gần, cách tiếp cận với bất kỳ mục đích nào, sự kết thân với, gia nhập vào, liên kết với, dính líu với, mồi chài, trả giá, dạm hỏi, đề nghị, để lộ ý muốn, chào hàng, ướm hỏi, mời mọc, có khuynh hướng với. Tức là mon men đến gần làm quen để hưởng lợi, kết thân, giao tiếp với. Tất cả mọi đó đều bị chu diệt. Bởi vì chức vụ thầy tế phải biệt riêng mình ra khỏi thế lực thần linh. Vì bất cứ người nào đó không thuộc về Chúa gọi ra thì trong người đó có quyền lực của ma quỷ hành động trong người đó đến tiếp cận thầy tế lễ, làm ô uế thầy tế lễ. Chức vụ thầy tế phải luôn luôn biệt riêng mình ra thánh để thực thông công với Đức Giê-hô-va, và thông qua thầy tế mà Đức Giê-hô-va sẽ phán bảo mạng lệnh để cai trị dân của Ngài. Vì thông qua thầy tế lễ là một cái cầu để Đức Trời nuôi dân sự của Chúa, bảo vệ và dẫn dắt dân sự của Chúa. Nếu tôi rất là cảm tạ Chúa, tâm trí của tôi được thoáng là vì Chúa bị riêng tôi khỏi tất cả hệ phái của Việt Nam này. Tôi đã giảng cho họ rồi, họ chống đối lại việc Chúa bị riêng tôi ra, Chúa không cho họ đến với tôi không cần biết họ nữa, để một mình tôi với Chúa thôi, và tôi không bị ảnh hưởng một tí nào, một tư tưởng của họ phải buồn phiền gì cả. Tôi tập trung vào ý tưởng của Chúa với tôi giảng ra, tôi chép xuống, tôi in ra để ghi lại. Đó điều Chúa biệt riêng chúng ta ra, gọi là Levi. Levi có nghĩa là gì? Biệt riêng ra, Chúa mượn chúng ta ra để chúng ta được dính líu với Ngài. Người ngoài mà Đức Giê-hô-va đã phán đây là nói về những người không được Đức Giê-hô-va chọn vào chức vụ thầy tế lễ, kể cả người thuộc về chi phái Lê-vi mà không phải là dòng của A-rôn cũng không được phép đến gần A-rôn nữa. Nghĩa là không được phép kết thân với bởi bất cứ lý do gì đó, mục đích gì, vì người đó hay là cho ai thì người đó sẽ bị xử tử. Vì chức vụ thầy tế lễ đại diện cho Đức Giê-hô-va để dạy luật pháp cho dân Israel, cùng sự dâng các của tế lễ cho Đức Giê-hô-va hoặc trong các kỳ lễ hoặc của tế lễ chuộc tội cho dân sự. Vì chức vụ này phải được biệt riêng cho Đức Giê-hô-va. Nó rất quan trọng vì Đức Giê-hô-va là đấng ghen tương. Dân Israel cũng như hết thảy mọi người tin Chúa trong thời kỳ sau đó này đều được tỏ ra cách công khai trước mặt các thiên sứ, ma quỷ biết, loài người biết rằng những người tin Chúa không còn là thuộc về họ nữa mà thuộc về đấng cứu chuộc mình. Chúng ta không thuộc về chính mình nữa mà thuộc về đấng cứu chuộc chúng ta, thuộc về Đức Giê-hô-va, đấng tạo nên và ban sự sống cho đời người chúng ta và đấng cứu chuộc đời chúng ta. Mà Đức Chúa Jesus là đấng cứu chuộc loài người và Ngài là giá cứu chuộc loài người cho Đức Giê-hô-va. Và như vậy, chúng ta hết thảy đều thuộc về Chúa Jesus và chính Chúa Jesus là đấng trung bảo giữa chúng ta với Đức Trời. Ngài đấng bảo lãnh chúng ta trở trước mặt Đức Trời. Bất cứ điều gì Chúa Jesus đã phán thì người ta phải làm theo đúng những gì Chúa đã phán. Vì chính Chúa Jesus là đấng đã chuộc ta bằng huyết của Ngài. Chúng ta phải đến với Ngài và được chính Ngài tuyển chọn. Nếu Ngài không chấp nhận, chúng ta sẽ không được cứu. Chức vụ thầy tế lễ trải các đời thời đại là do Đức Giê-hô-va chỉ định, và trước khi Đức Thánh Linh, tức là thần của Đức Giê-hô-va, còn gọi là Thánh Linh của Đấng Christ lập thánh của Ngài trên đất này, Ngài đã chỉ định các chức vụ, chứ không phải là loài người tự lập lên các chức vụ. Đức Thánh Linh cùng làm việc với các tôi tớ của Ngài, và nếu người nào là tôi tớ của Đức Chúa Jesus thì người đó có ân chứng của Đức Thánh Linh, tức là Đức Chúa Jesus bảo lãnh cho ta để chúng ta được nhận sự ban cho Đức Thánh Linh là Thánh Linh của Đấng Christ. Đó thì sao mà bản tin Việt rất là khi ta đi ta đã sai Ngài đến. Nếu như luận theo cách của người nhà thờ Đức Trời ba ngôi thì không lẽ Đức Thánh Linh là ngôi ba sao? Nếu Thánh Linh là ngôi ba thì nhỏ hơn ngôi hai. Mà Chúa Giê-xu nói là ai phạm được con người thì còn được tha, nhưng phạm được Đức Thánh Linh thì đời này về sau không được tha. Vậy nếu ngôi hai to hơn ngôi ba mà người ta phạm ngôi hai mà không chết thì phạm ngôi ba là chết sao?
tự họ là vô lý, họ vào cái miệng họ nói vậy. Vì Đức Trời là thần, Ngài Đức Trời thánh khiết của mình thì gọi là Đức Thánh Linh, Công giáo gọi là Đức Thánh Thần, chính xác. Và Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời, Ngài Đức Trời là một, vì không thể tách Ngài ra được, chỉ có một mà thôi. Như vậy Đức Thánh Linh cùng là việc với các tôi tớ của Ngài, vì Ngài lập các chức vụ lên, Ngài ban các ơn cho các chức vụ đó đều cùng Đức Thánh Linh cả để làm công việc Chúa sai bảo, sai khiến để gây dựng hội thánh của Chúa trên đất này. Loài người có thể đào tạo, có thể huấn luyện người ta thành nhiều công việc, nhưng chức vụ thầy tế lễ của Đức Trời thì phải để cho Đức Thánh Linh chỉ định, như lời Chúa đã có chép ở trong Hebrew đoạn 5 câu 1 đến câu 10 như sau: Phàm thầy tế lễ thượng phẩm từ trong loài người chọn ra thì vì loài người lập lên hầu việc Đức Trời để dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi, người đã bị vây trong sự yếu đuối nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm. Ấy vì sự yếu đuối đó mà người buộc phải vì tội lỗi mình dâng của tế lễ, cũng như vì tội lỗi của dân chúng. Và lại không ai chiếm chức trọng đó cho mình, phải được Đức Trời kêu gọi như Aaron ngày xưa. Cũng một thế ấy, Đấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm, như tại Đấng đã phán cùng Ngài rằng: Ngươi là con ta, ta đã sanh ngươi ngày nay. Lại nơi khác có phán cùng Ngài rằng: Ngươi làm thầy tế lễ đời đời, thế ban Melchizedek. Khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhận lời. Dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Lại có Đức Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm, thế ban Melchizedek. Người ta sẽ lý luận như thế này: chúng tôi được trở thành đạo là đúng theo mệnh lệnh của Chúa đấy, vì Chúa Giêsu mang lời cho các môn đồ của Ngài đi, hay đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ngài. Tôi bảo ta ha, nếu anh mở trường thần đạo rồi phong người ta là môn đồ của Chúa Giêsu, tôi không chết. Nhưng mà anh phong họ là mục sư là không được, vì môn đồ khác với mục sư. Môn đồ có nghĩa là một người được đào tạo, được huấn luyện để làm giống thầy của mình, nhưng không phải là cùng chức vụ với thầy của mình được, đúng không? Thầy tế lễ khác, môn đồ khác. Môn đồ là học trò, còn Chúa Giêsu là thầy. Chức tế lễ là chức vụ rất là quan trọng, là giáo sư dạy luật, được tấn phong bởi chính thần của Đức Chúa Trời, chính thế của Đức Đức ngự trên ngày đó, sứ giờ có để làm chức vụ cho ban cho. Cái gì sinh ra bởi xác thịt nó là xác thịt, chúng ta đào tạo ra môn đồ của Chúa Giêsu, đúng không? Được không sao? Nhưng tôi nói nó không phải môn đồ của Chúa Giêsu đâu, mà là môn đồ của các anh thì đúng không? Bởi vì các môn đồ của Chúa Giêsu được Chúa phong tặng Thánh Linh của Chúa ngự trên họ, họ đi, họ dạy người đó rồi Thánh Linh của Chúa ấn chức cho kẻ đó, và những người đó là môn đồ của Đấng Christ. Còn các anh là không hề có ấn chức của Thánh Linh, anh không thể đào tạo ra môn đồ của Đấng Christ được. Các anh có thể chế tạo một chiếc xe giống hệt Honda, anh không được phép đặt tên Honda. Anh là Honda là bị kiện ngay, phạt ngay lập tức. Anh có thể làm nhái được, anh không thể nói là Honda được. Phần nhiều người tin Chúa có thói quen phụ thuộc hoàn toàn vào cái người chặn đẩy, mà ta không kiểm chứng các lời mà người ta đã giảng đó có đúng theo lời Đức Trời không. Họ bỏ qua nguyên tắc không bao giờ thay đổi của Đức Trời, đó là Đức Thánh Linh là thần của Đức Giê-va, Ngài đứng toàn năng hiện diện ở trong tất cả mọi sự, Ngài làm mọi sự trong muôn vật và trong mọi người. Chính Ngài sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của người nào tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho họ hiểu. Vì Chúa phán này, hay tìm kiếm Ngài hết lòng sẽ được gặp Ngài. Chính Ngài trả lời tất cả mọi câu hỏi của những người thật lòng tin cậy vào danh của Đức Chúa Trời, và chính Ngài đứng duy nhất dẫn dắt tâm linh người ta vào trong các là thật của lời Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh không làm được điều này. Ngài không bao giờ nhường sự vinh hiển cho bất kỳ ai cả. Ngài không ủy quyền cho một công ty nào hay một trường thần đạo nào để thay Ngài ân chứng như người ta quyền phép của Ngài cả. Không có chuyện này. Dạy môn dân trở nên môn đồ Chúa được, nhưng mà người đó có là môn đồ không là do Chúa Thánh Linh ân chứng. Tất cả các trường trên đất này đều dạy người ta là học sinh. Tất cả trường đều có, các quốc gia đều có trường đại học, nhưng mà tất cả học sinh trong trường học đó đều tốt nghiệp đại học, đúng không? Các quốc gia đều có các trường khác nhau, tiêu chuẩn khác nhau, nhưng mà tất cả học sinh đều trở thành sinh viên đại học đâu. Họ không được đạo do lỗi của họ, nó có tiêu chuẩn cả đời. Đức Chúa Giêsu đã phán với môn đồ của Ngài như này: nếu có người yêu mến ta thì giữ gìn cái điều răn ta, ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho ngươi một đấng in ủi khác để ở với ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận anh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn đi lâu thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại,
ta sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giu-đe chứ không phải là Giu-đa Iscariot. Thưa ngài rằng, lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa đáp rằng, nếu ai yêu mến ta thì vẫn giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta để đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không muốn giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở với các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhớ lại cho ngươi mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Giăng đoạn 14 câu 15 kiêm sau chép. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã cầu nguyện để cho những người sẽ tin ngài qua chức vụ của các môn đồ của ngài, vì Thánh Linh của Chúa ngự trên các môn đồ đó. Thông qua các môn đồ thật của Chúa Giêsu mà những người tin Chúa được trở nên môn đồ. Vì sao? Thánh Linh làm việc và ngài biết ai xứng đáng là sức dầu cho người đó. Ngài sức dầu cho tôi bởi vì tôi thông qua chức vụ của các môn đồ của Chúa là người có Thánh Linh của Chúa ngự trên họ. Họ là tay chân tôi, chúc phước của tôi, Thánh Linh của Chúa ngự trên tôi và tôi cần Chúa cũng như họ là có vậy. Đó là công việc của Đức Trời, nó không nguyên tắc như vậy. Bất luận nơi nào, hội chúng nào, người nào mà không tôn trọng chủ quyền của Đức Thánh Linh, không tôn trọng các mệnh lệnh của Đức Chúa Trung Quyết đã phán, thì nơi đó, hội chúng đó, người đó sẽ không nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh. Người nào không có Đức Thánh Linh cai trị thì người ấy không thể hiểu được ý nghĩa của lời Đức Trời như Đức Chúa Jesus đã phán với câu đồ của ngài vậy. Giăng đoạn 16 câu 12 đến 15 chép: ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần thật sẽ đến thì ngài dẫn ngươi vào mọi nơi thật, vì ngài không nói tự mình nhưng nói về điều mình đã nghe và tỏ bày cho ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính ngài sẽ làm sáng thành ta, vì ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà đã bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà đã bảo cho các ngươi vậy. Lẽ thật là gì? Tại sao người tin Chúa phải biết lẽ thật? Giăng đoạn 18 câu 33 đến 37 chép: Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Giêsu đến, mà hỏi rằng: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng: nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta. Vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng: nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta phải về nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bèn nói rằng: thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: thật như lời ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho là thật. Hễ ai thuộc về là thật thì nghe lấy tiếng ta. Bằng cái chiếc mưa dần chép câu 37 chữ như sau: Pilate therefore said unto him, art thou a king then? Jesus answered, thou say that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should be a witness unto the truth. Everyone that is of the truth hear my voice. Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian này không chỉ đơn thuần làm giá cứu chuộc loài người như nhiều người tin Chúa đã nghĩ, mà ngài đến để làm chứng cho là thật. Đó là ngài làm chứng cho người biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, ngài là đấng cứu chuộc loài người, và Đức Chúa Trời cứu chuộc loài người qua luật pháp mà ngài đã ban cho Giê-sên qua Môi-se, cùng các lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã cậy miệng các tôi tớ của ngài mà phán dạy dân Giê-sên và lời người trên đất này trải các đời. Chữ làm chứng, be witness, chép cho câu 37 trên đó là chữ mature, số 3140 ra từ chữ mature, số 3144 của tiếng Hy Lạp có nghĩa là làm chứng, là bằng chứng, sự chứng tỏ, sự tỏ ra, sự chứng thực, sự chứng minh, là nhân chứng, cung cấp bằng chứng. Chữ đã thật, the truth, chép cho câu 37 trên đó là chữ aletheia, số 225 ra từ chữ aletheia, số 227 và chữ alpha, số 01 và chữ Latano, số 2990 của tiếng Hy Lạp có nghĩa là chân lý, sự thật bị người ta bỏ qua, không biết đến, có thể do sơ suất hoặc do vô tình. Sự đầu tiên, sự duy nhất, sự chính yếu. Cái điều quan trọng ở đây, lẽ thật này là sự thật trường tồn vĩnh cửu, nhưng người ta, tức là tâm linh của loài người đã bỏ qua nó, hoặc do vô tình, hoặc do bỏ quên, mà ta không biết. Nhưng mà Chúa đến để làm sáng lại cho người ta nhớ đó. Lẽ thật đây là chân lý, là sự đầu tiên, là thứ nhất, là chính yếu thuộc về sự sống. Đức Chúa Giêsu đến thế gian này để cứu chuộc loài người.
là loài được tạo nên bởi lời của Đức Chúa Trời, Đấng Thần Linh tối cao, theo tiêu chuẩn thánh khiết và công bình của Đấng tự hữu hằng hữu, và để cứu chuộc loài người. Là loài vốn được tạo nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời và bởi hơi thở của Đức Chúa Trời mà được dựng nên. Nhưng mà loài người vì cớ tội lỗi của Adam thứ nhất đó mà bị thiếu mất sự vinh hiển của Đức Trời, nên loài người phải ở ngồi trong bóng sự chết. Có nghĩa là theo sự công bình của Đức Trời, khi Chúa đã tự phán trong lòng mình rằng hễ đất còn thì mùa gieo giống, mùa gặt hái, mùa hạ mùa đông không bao giờ tuyệt được. Có nghĩa nếu có loài người được sinh ra trước đây, tức là khi có một phôi thai của loài người được cấu thành trong lòng của người nữ, thì Đức Trời ban một linh hồn cho tạo vật đó. Linh hồn đó khi được sinh ra trong thân thể xác thịt đó thì nó bị trong mồ mả rồi, thế là trong bóng sự chết rồi. Bởi vì tội lỗi của Adam đã khiến cho thân thể xác thịt của ta bởi bữa đất đó bị rủa xả, tức là bị ma quỷ cầm buộc rồi. Như vậy khi tâm linh được đặt vào trong cái thân thể bị rủa xả như vậy thì nó không hoạt động được nữa, nó ở trong đó nhưng bị một cái quyền lực khác cai trị nó. Nó giống như là ngồi trong bóng sự chết ấy. Chờ đến khi nào mà xác thịt nó qua đời thì tâm linh nó hứa mất luôn. Đức Chúa ban sự cứu rỗi cho loài người, Ngài đã chọn dân Israel ra biệt riêng ra, tức là Chúa tìm từ trong loài người những người có đức tin ở nơi Ngài. Và sau thời kỳ của Noe, Chúa tìm thấy Abraham, người có đức tin ở nơi lời của Ngài, và từ Abraham Chúa đào tạo huấn luyện người để người nhận biết Đức Chúa Trời. Cho đến kỳ đã định, bây giờ Đức Chúa Trời bước với Abraham, Ngài đổi tên cho Abraham thành Abraham, đổi tên cho Sarai thành Sarah, và đối ngay cả chọn đầu tay này, Chúa cũng đào tạo Abraham để ông kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời. Từ xứ Canaan ông xuống phương Nam vào Egypto, rồi Đức Chúa Trời đã cứu vợ của ông ra khỏi tay của vua Abimelech. Rồi qua cái trận các cái dân của cái xứ đó bắt Lót này và con cháu của Lót, thì qua trận chiến đó Đức Chúa Trời đã khiến cho ông được thắng, ông chiến được chiến lợi phẩm rồi. Rồi vua Melchizedek đã đến để chúc phúc cho ông. Qua lời tỏ ra của Melchizedek mà Abraham biết rằng chính Đức Chúa Trời đã khiến ông thắng chứ không phải là ông giỏi. Khi ông nhận biết đó rồi, ông bắt đầu dâng phần 10 đã chiến lợi của giang đó cho vua đó. Chỉ đến khi Chúa phát hiện được ra là Abraham đã nhận biết Ngài rồi, bây giờ Chúa mới lập giao ước với Abraham. Thông qua đó mà có một cái dòng dõi sau này. Vì Chúa phán là Ngài sẽ không giấu Abraham bất cứ điều gì. Vì Abraham chắc sẽ trở nên một dân lớn. Vì Abraham sẽ dạy con cháu nhà mình, nội nhà người đó giữ đạo được Chúa Trời. Chứ Chúa tìm kiếm những người có đức tin và có biết trách nhiệm của mình để giảng lời Chúa cho dòng dõi của mình. Bây giờ Chúa mới lập giao ước cho. Và đó là nguyên tắc. Tất cả mọi đời đã chết trong thánh đó, đó là đường lối, là nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Giữa bao trời yêu thương loài người nên Ngài đã có giá cứu chuộc cho loài người, và giá cứu chuộc đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời là sự sống, và sự sống đó là sự sáng của loài người. Bởi vì tội lỗi của Adam đã khiến cho ngọn đèn Đức Chúa Trời ở trong loài người đã bị tắt lịm đi rồi. Vì Chúa ban lời của Ngài đến để thắp sáng nó lại. Điều này có một giá trị quan trọng như thế này: Chúa Giêsu là lời Đức Chúa Trời, trong Ngài có sự sống của Ngài là sự sáng của loài người. Chúa đến thế gian này để Ngài nói lời của Ngài ra. Nhưng mà hết thảy loài người đều có thể nghe tiếng Chúa, nhưng có những con người, tức là những tâm linh của người ta nghe tiếng Chúa nhưng không tin, không trỗi dậy, không làm theo. Và Chúa cứ như Chúa nói, Chúa giảng, ai có tai mà nghe hay nghe. Và khi ta nghe như vậy đấy, người ta sẽ quyết định theo Chúa hay là theo mình. Nếu người nào mà theo Chúa thì trỗi dậy thì Thánh Linh sẽ giúp đỡ người đó để người đó theo Chúa được. Còn nếu không, Chúa sẽ bỏ người đó. Bởi đó không phải tất cả mọi người nghe tin lành của Chúa đều sẽ trỗi dậy đâu. Bởi vì Chúa tìm kiếm một dòng dõi thánh, Chúa biết cái tạo vật của Ngài. Bởi đó khi Chúa ban sự cứu chuộc cho người, ấy là Ngài đã có giá cứu chuộc rồi. Nhưng mà ai sẽ là tin Ngài, nó còn có điều kiện đi theo nữa. Trái một thời kỳ, Chúa để cho thời gian kéo dài trên đất này, và Chúa dùng lời tiên tri của Chúa phán ra qua các đấng tiên tri nói trước về sự cứu chuộc của Đức Trời xem, để người ta sửa soạn cái lòng của mình. Và cái thời gian kéo dài là bởi vì Chúa nhìn thấy người ta không để đến lời Đức Chúa Trời. Sẽ có các thế hệ, thậm chí khi mà Chúa Giêsu đã đến thế gian này có giá cứu chuộc rồi, tin lành nó bị a chết tới cả 1000 năm không phát triển, vì Chúa nhìn thấy lòng người ta không cứng, không muốn nghe lời của Đức Chúa Trời. Nên Chúa để có thời kỳ, đến kỳ đây Chúa tìm kiếm ai là người Chúa có thể giao trách nhiệm cho nó được. Đặc biệt thời kỳ của Luther Martin, Chúa dùng một người nữ, người phụ nữ đó là vợ của Luther Martin đó, để nhắc cho ông ta biết là Đức Chúa Trời của ông không chết, tại sao ông buồn. Bây giờ ông mới trỗi dậy được, và ông bắt đầu dịch kinh thánh ra để mọi người có lời của Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ đó là thời kỳ phục hưng, Chúa bắt đầu làm công việc đó cho sự vô luận của Đức Chúa Trời. Luật pháp Đức Chúa Trời là con đường dẫn đến sự cứu chuộc. Nhưng mà tại sao được gọi là luật pháp của Thánh Linh sống, hay là lẽ thật được gọi là luật pháp của Thánh Linh sự sống? Ấy là bởi vì mục đích Đức Chúa Trời tạo nên đời người là để tìm một dòng dõi thánh. Mà sự tìm này là sự tìm kiếm, là yêu cầu, là mong muốn, là đòi hỏi, là tiêu chuẩn cần phải đạt được, là sự điều tra, sự thẩm tra chính thức. Chúa ban luật pháp của Đức Chúa Trời cho loài người đó là văn tự. Bởi vì văn tự sẽ được giảng ra khắp mọi nơi. Trong sự vô luận Đức Chúa Trời, Satan không hề biết
Kế hoạch Đức Chúa Trời là cứu chuộc loài người, là cứu chuộc tâm linh. Mà ngay ban luật pháp ra, Satan không thể biết được sự bố luận của Đức Chúa Trời. Nên là họ cứ tràn ra khắp mọi nơi. Nhưng kỳ thực là Chúa tìm kiếm xem tâm linh người nào khi nghe lời Đức Trời mà nhận biết được. Là vì Chúa biết tạo vật của Ngài, ra từ hơi thở của Ngài đã có luật pháp ở trong lòng họ rồi. Và tâm linh người ta là ngọn đèn của Đức Chúa Trời. Như vậy, khi lời Chúa được trải qua như vậy, nếu tâm linh nào có tỉnh thức thì nó sẽ nhận được tín hiệu của lời Chúa và nó tỉnh trở lại. Chúng ta nhớ là trong đêm vượt qua của Đức Giê-ba tại sự Ê-díp-tô, thần của Đức Giê-ba trải qua khắp cái sự Ê-díp-tô này để phát xét các thần. Mà nếu có nhà nào mà có huyết trên con bôi trên này cửa thì Ngài sẽ vượt qua. Điều đó có nghĩa rằng Chúa nói trước, ai nghe lời Chúa mà tin cậy và làm theo thì người đó được thoát. Nhưng đó là cái hình cho chúng ta ngày nay, là nếu người nào tin Chúa mà tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, có sự ăn nuốt, thiếu đốt, tiêu thụ, sử dụng trong cuộc đời của mình như lương thực đó, thì sẽ có huyết của trên con chuộc cho người đó. Vì người nào ăn nuốt lời Chúa thì quyền năng lời Chúa vào trong người đó. Khi người nào tỉnh thì Chúa biết cái người nào tỉnh, Ngài sẽ cho người đó biết lẽ thật. Mà khi người ta biết lẽ thật rồi, người ta sẽ công bố lẽ thật của miệng mình ra, thì bây giờ Thánh Linh sẽ cứu người đó. Đó là bóng và hình, nên gọi là lẽ thật, là luật pháp của Thánh Linh sống, là bởi vì có hai thứ luật, có hai thứ luật cho người ta. Khi Chúa ban luật pháp văn tự mà tâm linh người nào còn tỉnh thức nhớ về Đức Chúa Trời, nó nghe được, nó bảo đây là luật của Đức Chúa Trời cha mình. Cũng như người ta không quên cái quê hương mình, cái tiếng nói của quê hương mình, cái giọng nói của ngôn ngữ mình, người ta nghe được, người ta hiểu, người ta sẽ trỗi dậy. Mà khi ta trỗi dậy về thì Chúa sẽ ban cho cái tâm linh đó một cái luật. Mà cái luật này chỉ dành cho tâm linh nào trỗi dậy làm theo lời Đức Chúa Trời, thì cái luật đó dẫn người đó lớn lên. Bởi vì chúng ta có hai con người thuộc về đất và con người thuộc về trời. Có người thuộc về đất, nó bị bán cho tội lỗi, thì Chúa ban luật pháp nó cho con người thuộc về đất. Nhưng mà con người bề trong này nó phải trỗi dậy để bắt thắc tín nó làm theo luật pháp đó. Mà khi làm theo luật pháp đó, nó làm cho sự hiểu biết. Bởi vì khả năng hiểu biết Đức Chúa ban cho loài người bằng một bậc như Ngài rồi. Vậy thì bây giờ luật pháp đã được bố thang, con người bề trong nó trỗi dậy. Nhưng mà đây là lời của Chúa công bố cho mình. Người nào làm theo nhờ đó mà được sống, nó biết đây là ngôn ngữ của cha mình. Như vậy, nếu mình bắt xác định mình làm theo thì mình sẽ được sống lại. Vì nếu sống nó là ngôn ngữ Hebrew, nó biết, sao thì không biết, nhưng nó biết. Vì ngôn ngữ là ngôn ngữ đầu tiên của thiên đàng, Chúa ban cho loài người. Khi con người bề trong nó trỗi dậy, nó làm như vậy, nó chứng minh là nó tin Chúa đã tha tội cho nó và cứu nó. Thì bây giờ Chúa ban cho nó một cái luật thứ hai. Luật thứ hai là luật của công dân thiên đàng, luật pháp của Thánh Linh sự sống. Luật pháp này là luật pháp thuộc về tâm linh của loài người. Khi cái tâm linh mà trỗi dậy, quả trị sắc tiên mình làm theo luật pháp của trời, thì Chúa ban cho tâm linh đó sự thiêng của đạo, tức là sự thật. Sự thiêng đây nó gọi là sự thật của đạo, chứ thật đây là nói về thuộc linh. Cho cái tâm linh đó, nó được trỗi dậy, nó được nuôi bằng sự thiêng đó, nó được nuôi bằng sự thật của Đức Trời đó, nó là tăng trưởng, nó lớn lên. Như vậy nó càng cái trị sắc tiên vững bền bao nhiêu thì nó càng tăng trưởng, nó lớn lên bấy nhiêu. Nó sự ban thưởng của Chúa cho nó. Vì Chúa làm việc rất công bình, người làm công sẽ được hưởng tiền công mình. Cái người mà bỏ sức cô mình của mình ra để trồng trò đó thì trước hết sẽ được hưởng bông trái của cánh đồng mình. Con người bề trong này trỗi dậy làm theo luật pháp của trời như thế nào thì Chúa ban lại thật cho nó. Như vậy con người bề trong lớn lên, con người xa thì cái hạ xuống nó vừa phục, thì con người bề trong càng lớn lên, luật pháp trên sự sống sẽ gia tăng lên khi luật pháp văn tự được vững lập trên xác thịt của người ta. Mà để kế hoạch tìm một dòng nước thánh để được hoàn thành, thì Giê-hô-va và trời đã lấy bụi đất để tạo lên một thân hình cho loài người, tức cho Adam. Và chính tâm linh của loài người, tức là Adam đó, sẽ được đặt vào trong thân hình đó để người quản trị xa tỷ mình. Đây là một cái bài tập đầu tiên, vỡ lòng đầu tiên cho loài người trước đây, để tập quản trị xa tỷ mình. Bởi vì chúng ta được đào tạo để được làm người lãnh đạo. Chúng ta phải tập về luật pháp. Người nào yếu với luật pháp thì người đó sẽ làm theo luật pháp. Người làm theo luật pháp tức là tăng trưởng, trở thành giáo sư dạy luật. Ngay từ khi chúng ta mới tin Chúa phải được học luật pháp. Và Chúa sẽ đào tạo người ta, tức là đào tạo những người nào yếu với luật pháp của Chúa ngay từ những ngày đầu tiên theo Chúa, để lớn lên nó không bao giờ liệt bỏ con đường của nó nữa, thì nó trở thành giáo sư dạy luật và thầy tế lễ vậy. Như vậy, loài người, tức là tâm linh của loài người là Adam, chính là mục tiêu để Giê-hô-va trời luyện lọc, và thân hình bằng bụi đất của loài người chính là một môi trường để loài người trực tiếp thực hành quyền cai trị của mình theo ý muốn trong kế hoạch của Đức Giê-hô-va. Giê-hô-va trời đã ban luật pháp của Ngài cho loài người, mà trước hết là cho dân Israel, để hễ người nào tiếp nhận, vâng giữ và làm theo luật pháp trời, thì tâm linh người đó sẽ nhờ quyền phép của lời Đức Trời mà được sự sống lại và sẽ được sống đời đời. Đây là một điều kiện, không có một điều kiện nào khác để khiến người ta trở nên con cái được của trời được, ngoài việc người đó tập vâng lời ngay từ khi mới trở lại cùng Chúa. Nên Chúa Giêsu khi đến thế gian này để làm mẫu mực cho chúng ta.
52 tuổi Ngài lên đền thờ cùng với cha mẹ mình. Và Ngài là trên đó nói chuyện về luật pháp của trời đối với các thầy tế lễ và người thông giáo ở tại thành Jerusalem. Điều có nghĩa rằng ngay từ khi còn nhỏ Ngài đã tập vâng lời cha rồi. Điều đó cho ta biết rằng khi Chúa ban luật pháp cho dân gian, Chúa mang lệnh dân gian phải dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dạy lại cho con cháu của mình trải các đời biết luật pháp của trời để nó không bao giờ lì bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. Và Chúa Jesus đã làm theo đúng gì mà Đức Trời đã phán với dân gian qua Môi-se vậy. Cái điều kiện để người ta được sống lại đó là người ta phải vâng giữ và tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Như tôi vừa nói, ngoài việc chúng ta tiếp nhận luật pháp của trời để được sạch tội mình, mà cái phần quan trọng nữa là tâm linh của người ta tập tành làm thầy giáo dạy luật. Mình phải tập vâng lời, mình kinh nghiệm được quyền phép của luật pháp thay đổi cuộc đời của mình. Thì khi lớn lên, mình tăng trưởng lớn lên trong tầm thước vô dạng tròn vẹn mà Chúa đặt cho chúng ta đó, thì chúng ta trở thành thầy tế lễ. Không phải bắt chước trong thần đạo trong mấy tháng theo cái thủ tục của tôn giáo rồi ra làm mục sư, cái đó không đúng. Mà chính cuộc đời của đó là một cái trường, một cái môi trường đào tạo để nó được trưởng thành, để lớn lên trong tầm thước như Đấng Christ vậy, chứ không phải là vào trong trường 3-4 năm rồi ra làm mục sư, mà chính trên cuộc đời của người đó. Khi thân thể xác thịt của người ta được chuộc ra khỏi sự xả của luật pháp, thì tâm linh của nó sẽ được giải thoát khỏi bóng của sự chết. Và bây giờ tâm linh đó phải được tiếp nhận lẽ thật, được gọi là luật pháp của Thánh Linh sự sống, là luật pháp dành cho tâm linh của loài người, để tâm linh người đó sẽ nhờ quyền phép của thật mà được sự sống lại, tức là được phục hồi khả năng, chức năng, uy quyền, quyền phép nó sẽ thuộc về con cái của trời từ lúc ban đầu trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Hai phần luật pháp văn tự dành cho xác thịt này ở trên đất này, nhưng mà con người bên trong phải chứng minh, nó chứng minh nó tin Chúa, nó nhận biết rằng nó ra từ Đức Chúa Trời, căn cứ lời Đức Trời. Như vậy đức tin nó căn cứ lời Chúa đã chép, và nó phải thực hiện đức tin của mình không thay đổi, nó cai trị xác thịt mình. Khi nó cai trị xác thịt mình được thành công thì nó được thưởng quyền làm con kế tự lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật. Bây giờ nó sẽ tập tành làm theo luật pháp của Thiên Đường sống, vì luật pháp này theo nó đời đời trong thiên đàng, vì cái nước thầy lễ ở trong thiên đàng. Vậy thì chúng ta nhận được sự ban cho sự sống đời ngay trên đất này thông qua lẽ thật của Đức Chúa Trời, và chúng ta tập tành áp dụng lẽ thật đó trong cuộc sống của chúng ta để cai trị thế giới thần linh ở trên đời chúng ta. Nên chúng ta áp chế của lượng ma quỷ khi nó không thể cai trị xác thịt chúng ta cũng được. Bởi vì thông qua luật pháp văn tự Đức Trời, chúng ta biết bổn tánh của ma quỷ, chúng ta biết cái nọc độc của nó là gì, chúng ta áp chế nó thông qua lẽ thật, chúng ta gây dựng chúng ta một cái quyền năng chống hoàn toàn với cái bổn tánh của ma quỷ. Giống như ngày nay chúng ta thấy là người ta tiêm vaccine vào cơ thể mình đó, để tạo chúng ta một cái cơ chế để chống lại cái thứ vi trùng đó, để nó không thể nhiễm chúng ta được nữa. Thì trong tục linh cũng vậy, chúng ta được biết bổn tánh của ma quỷ, công việc của ma quỷ, mưu trước của ma quỷ ngay trên đất này, và chúng ta dùng lẽ thật để chống trả nó, hủy phá công việc của nó, để khi chúng ta về thiên đàng chúng ta không hề bị vi được nó, tức là không bị nhiễm cái bổn tánh của nó nữa. Trên đất này là một cái môi trường đặc biệt quan trọng cho cuộc sống tục linh của người tin Chúa. Qua cái môi trường này chúng ta áp dụng, ta được trở thành, được lớn lên để hiểu biết Đức Trời, để ta được đồng với Chúa cai trị trên đất này, và khi về thiên đàng chúng ta không bao giờ bị nhiễm cái nọc độc của ma quỷ nữa. Thi Thiên đoạn 8 câu 1 đến câu 9 chép: Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời, nhưng vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con năng bú mà lập lên năng lực Ngài, đang làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa như đến, con là người là chi mà Chúa tham thương nó. Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến một vật phục dưới chân người, cả loài chiên, loài bò, đến đối các thú rừng, chim trời và các biển, cùng phàm vật gì đội đi các lối biển. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Đây là lời chứng minh rằng Chúa đã đặt chúng ta kém Đức Chúa Trời một chút, đội trên đầu chúng ta mão triều thiên vinh hiển. Đó là ngày ban cho ta trí hiểu, ngày ban ta sự chỉ định của Đức Trời. Chúng ta biết là Chúa đã định chúng ta ở trong nước của Ngài để ta được đồng kế tự với Ngài. Và chúng ta phải biết đây là lời hứa của Chúa cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta có nhận được điều này hay không? Chúng ta phải có sự hiểu biết để chúng ta đi theo đường lối của Chúa. Thông qua lời của Chúa mà ta bước tới nữa để chúng ta được trưởng thành, để ta được hưởng điều này. Điều có nghĩa trong bài chúng ta học này, Gia-cốp sau khi nhận được lời thề của anh mình, Gia-cốp phải đến với La-bàn, để tại đó người sẽ được trưởng thành, để được hưởng cái quyền kế tự thật do chính Chúa ban cho. Thì cũng có thể như vậy, chúng ta được lời hứa của Chúa chép trong Thi Thiên đoạn 8.
Đấy là chân dung của chúng ta. Đây là điều Chúa định chúng ta ngay từ ban đầu. Chúng ta bị mất bởi tội lỗi Adam, nhưng mà chúng ta sẽ được lấy lại với điều kiện chúng ta nhận biết được Adam bị mất cái quyền đó vì bỏ lời Đức Trời. Nay chúng ta Chúa ban cho lời Đức Trời, chúng ta phải bỏ những gì mà ma quỷ nhiễu chúng ta để chúng ta tin vào lời Chúa để thay đó. Chúng ta phải chứng minh chúng ta tin Chúa và Đức Trời chứng minh Ngài là Đấng thành tín. Chúng ta làm theo lời đã định này. Vậy để chúng ta có thể hưởng điều này, chúng ta phải đến với một cái đấng. Là điều cái thánh đã chép về Laban, là anh của Rebecca, và Jacob phải đến đó. Và chúng ta phải hiểu rõ lời của Đức Chúa đã chép về vấn đề này, hầu chúng ta hiểu cái bóng đó để đi theo cái bóng Chúa và đến cái hình mà Chúa định cho chúng ta theo cái tiêu chuẩn lời Chúa đây. Hỡi lẽ thật là luật pháp của thế gian sống, vì Giê-hô-va trời đã dùng lời Ngài để tạo nên muôn vật, ban đời sống cho muôn vật, cai trị muôn vật. Và như vậy, lời của Đức Trời là luật pháp, mà luật pháp này không phải dành cho xác thịt, vì xác thịt của là người không có sự sống đời đời như các thiên sứ của các Đức Trời ở nơi thiên đàng, nên gọi lẽ thật là luật pháp của thế gian sự sống. Luật pháp của thế gian sự sống là luật pháp của Đức Chúa Trời Đấng Thánh, Ngài là Thần, nên luật pháp của Đức Thánh Linh. Và luật pháp này trường tồn với kiểu nữa gọi là sự sống. Nếu chúng ta không có luật pháp của tinh sự sống, chúng ta không thể sống lại được. Tức là không có sự sống của Thần Linh, tâm linh ta không sống lại được. Vậy chúng ta phải tập làm theo. Nếu ta làm theo luật pháp văn tự mà khiến cho bản ngã xác thịt của tội lỗi ở trong thể xác thịt ta phải chết, thì cũng một nguyên tắc đó, chúng ta làm theo luật pháp của tinh sự sống thì tâm linh đã bị chết đây được phục hồi lại, được sống lại, đã bị mất nay được phục hồi lại, cùng nguyên tắc đó. Vì Đức Chúa Trời là Thần Linh, Ngài là Thánh, nên để là người có thể hiểu được ngôn ngữ của nước Đức Trời, thì thần của Đức Trời đã cảm động lòng người ta xưng danh Ngài tùy theo ngôn ngữ của mỗi dân tộc tin đến danh Ngài, mà dân sẽ xưng danh Ngài là thần của Đức Chúa Trời. Tiếng Anh chết là the Spirit of the Lord, hoặc là thần Đức Chúa Trời. Tiếng Anh chết là the Spirit of God, để nói về thần của Đức Chúa Trời mà ngày nay chúng ta xưng danh Ngài là Đức Thánh Linh, hay gọi là the Holy Ghost, hoặc là the Spirit, là thần lẽ thật. Tức là the Spirit of Truth. Tùy theo ngôn ngữ của các dân mà Chúa ban cho ta cái ngôn ngữ để nói về danh Ngài. Đức Thánh Linh, Thần Linh Thánh của Đức Trời đã ban ngôn ngữ cho loài người và Ngài ban luật pháp cho loài người, mà trước hết là cho dân Israel, để loài người sẽ dạy dỗ cho dòng dõi hậu tự của mình trải các đời được biết mà phân biệt có hai luật pháp mà loài người phải đối diện. Luật pháp đầu tiên mà loài người phải được nhận lãnh là luật pháp được chép thành văn tự mà năm sách của Môi-se được chép xuống theo mệnh lệnh của Đức Ba, được gọi là quyền sách luật pháp. Luật pháp văn tự có tác dụng chỉ cho là người biết tội lỗi và biết hậu quả của tội lỗi liên quan đến sự sống của loài người, và luật pháp đó được gọi là luật pháp của sự tội và sự chết. Luật pháp văn tự là con đường dẫn loài người ra khỏi nơi tối tăm, tức là ra khỏi quyền lực của tội lỗi, để người đến với sự cứu chuộc, sự sống cho tâm linh mình, được gọi là linh hồn. Khi luật pháp văn tự được công bố ra, thì tâm linh của những người được nghe luật pháp đó phải nhận biết trách nhiệm của mình, là phải đứng dậy quản trị xác thịt mình sống theo luật pháp của Đức Trời. Như vậy, nếu như không giảng luật pháp ra, thì đồng nghĩa rằng không có Chúa Giêsu đến. Chúa Giêsu là lời Đức Trời ngày đến để giảng luật pháp của Trời. Ai có tai mà nghe hãy nghe. Và công việc này được giao cho các đồ của Chúa làm đến ngày hôm nay. Nếu không giải luật pháp, tâm linh không nghe, nó không nghe được. Nó không nghe được thì coi như là không nghe tiếng gọi của cha mình, nó không trỗi dậy. Điều chi Chúa Giêsu đã làm thì Ngài tiếp tục làm cho đến khi tận thế. Phải có những người đi giao giải luật pháp của Chúa Trời, tức là giáo giảng con đường, người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sự sống lại và sẽ được sự sống đời đời. Không phải cho xác thịt, vì xác thịt là cái công cụ mà con người bên trong tâm linh người ta phải quản trị. Như vậy này, nếu không có luật pháp giảng ra thì con người bên trong vẫn ngồi trong sự chết, nó không nghe tiếng Chúa và nó tiếp tục ngủ quên cho đến khi xác thịt nó chết luôn. Chúa Sư Đại Ban này, hay ai tin Ngài sẽ làm những việc Ngài đã làm và làm việc lớn hơn. Hãy ủy quyền nó cho chúng ta tiếp tục giảng luật pháp của Đức Trời cho muôn dân. Khi Chúa Sư giảng như vậy, thánh linh của Chúa dò xét lòng ta xem ai là người tính Ngài khiến mà nó trỗi dậy đi theo Ngài. Chúa Giêsu đến với hình tôi tớ, Thần Linh sẽ giúp Ngài công việc này. Nhưng mà khi Ngài giảng, Chúa làm việc cho lòng người ta. Bằng chứng, khi Chúa đứng trước cái lâm mộ của Lazarus, trước khi Ngài kêu gọi Lazarus ra khỏi mộ mà, Chúa cùng Ngài đứng cha, cả con cha thì có biết là cha thừa nhận lời cầu nguyện của con. Nhưng mà vì những người đang đứng trong đây nên con nói điều này để họ biết là chính Ngài sai con đến. Như vậy không phải Chúa Giêsu khiến Lazarus sống lại, mà chính thần của chúng ta hành động qua yêu cầu của Ngài. Điều đó là mỗi một chương trình này khi chúng ta công bố theo điều chúng ta yêu cầu và Chúa làm công việc đó. Nên Chúa nói là Chúa còn là điểm các môn đồ lấy các phát lạc cặp theo để là cho vững đạo ra như vậy.
Chúng ta không làm, nhưng Chúa làm qua yêu cầu chúng ta. Khi chúng ta được Chúa sai đi, trên ơn trước chúng ta là tội tới Ngài. Nhưng mà chúng ta đã hiểu rõ, đây là nguyên tắc của nước Đức của Trời. Vì tâm linh của người bị cầm buộc trong cơ thể xác thịt hay chết, bị của lực ma quỷ cầm buộc, nên ngọn đèn của Đức Giê-hô-va nơi tâm linh đó không được thắp sáng, nên chính tâm linh của người ta bị bỏ qua, không được chăm sóc, không được chú ý đến. Hoặc có thể do tâm linh đó bị cầm buộc bởi tội lỗi quá nặng của chính tổ phụ mình và của người đó. Hoặc là tâm linh đó thỏa hiệp với xác thịt mình, không muốn thèm theo lời Chúa nữa, mà nó không được thắp sáng. Bởi vì có những người chúng ta giảng, họ không nghe là không nghe, bởi vì nó bị bán cho ma quỷ. Nhưng mà luật pháp vẫn phải công bố rằng, vì nếu luật pháp không công bố thì tư thế không thể hành động được. Cũng như nếu ta không rách hạt giống xuống thì trong vườn đó không thể có cây nào mọc cả. Phải có hạt giống được gieo xuống, Chúa mới làm cho lớn lên. Cũng có thể như vậy, luật pháp đó là con đường, nhưng nó là một cái tiêu chuẩn để thử lòng người ta. Nếu luật pháp công bố ra mà không ai giơ tay lên, không ai lên tiếng cả, coi như nó thỏa hiệp rồi, nó không theo Chúa nữa, nó sẽ chết. Nhưng vì có luật pháp được gieo ra đời thì Chúa mới nhìn xem ai là người còn có tai để nghe, trỗi dậy để nghe, thì Chúa biết người đó vẫn còn sống, có sự sáng, trỗi dậy thì Ngài thương đến nó và Ngài khiến cho nó được phục hồi, là cho nó có khả năng để tỉnh dậy, để mà làm theo lời Chúa để được cứu. Nếu tâm linh người ta nghe tiếng Đức Trời quá là thật được công bố mà Chúa dạy thi hành trách nhiệm của mình, thì tâm linh đó sẽ nhờ sự vâng giữ và tuân theo lời của Đức Trời mà được nhận lãnh quyền phép của lời Đức Trời. Bây giờ Đức Thánh Linh sẽ thắp sáng ngọn đèn của Ngài lên tâm linh của người đó, khiến cho tâm linh đó nhận được sức mạnh, nhận được quyền hợp pháp, nhận được khả năng, nhận được sức lực để thi hành uy quyền của mình mà được sự sống lại. Và nếu tâm linh đó bền lòng nói theo luật pháp của Thiên Chúa sống, thì tâm linh đó sẽ được sự sống đời đời như lời Chúa đã phán. Vậy làm thế nào để tâm linh của người tin Chúa được nhận biết lại thật? Nó từng bước một. Thế chúng ta biết là luật pháp là con đường của sự cứu rỗi. Luật pháp là con đường chúng ta đến với đấng cứu chuộc mình. Luật pháp tỏ cho ta biết tội lỗi, được rồi. Luật pháp chỉ cho ta biết làm sao để được sạch tội, để được tha thứ. Thế nên chúng ta phải biết là chúng ta phải biết lại thật. Vì nếu ta không biết lại thật thì chúng ta không thể được cứu. Vì thế này dành cho tâm linh của chúng ta. Và chúng ta phải biết là chúng ta có hai con người. Có người bên trong, có người bên ngoài. Có người bên ngoài là người thuộc về đất, người bên trong là người thuộc về trời. Vậy nếu có người thuộc đất thì phải có luật pháp dành cho người thuộc về đất, và có người thuộc về trời cũng phải có luật pháp cho nó. Nhưng mà luật pháp đầu tiên phải có là con người bên ngoài, chúng ta phải có luật pháp. Thông qua luật pháp đó mà con người được đến với đấng cứu chuộc. Đến đấng cứu chuộc rồi thì người ta bắt đầu được biết là có người bên trong phải làm theo luật của Đức Trời, để nhờ đó mà nó được trở thành con cái của Đức Trời. Giang đoạn 1 chúng ta vừa đọc từ câu 12 đến câu 13. Nghe anh nhận Ngài. Chứ Ngài đây nói về lời của Đức Trời là Chúa Jesus Christ. Không phải chỉ là luật pháp văn tự, mà luật pháp trọn vẹn cả văn tự và luật pháp của Thánh Chúa sống. Chúng ta thấy rằng là một cái cây khi mà gieo hạt giống, gieo đất rồi, nó mọc bầm rồi. Nó chưa thành cây, nó chưa thành cây được. Nó bắt đầu mọc xuống rồi. Rồi bắt đầu nó mới mọc bầm lên. Phải có quá trình nó bắt đầu mọc bầm xanh lên rồi. Nó mới lớn lên rồi, nó bắt đầu ra lá. Chúa từng bước một khiến nó được mọc rễ ra để lấy thêm chất vào để bổ sung cho thân mới của nó để trưởng thành lên. Có người bên trong chúng ta cũng vậy. Nó phải làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Chứng minh rằng tôi tin Ngài. Bằng chứng tôi tin Ngài là tôi cai trị xác thịt tôi làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó là nguyên tắc không thể thay đổi được. Như vậy nếu người tin Chúa ở trong hệ thống nhà thờ mà cứ tin rằng tôi trong ân điển của Chúa rồi, không được theo luật pháp rồi, thì làm sao tôi nên có thể tái sanh được? Họ không nên gì chứng minh họ tin Chúa cả. Vì Chúa này, sao người gọi ta là Chúa mà không làm theo lời ta phán? Sự tái sanh này là tái sinh tâm linh ngay trên đất này, không phải là khi về thiên đàng mới tái sanh đâu. Chúng ta được đồng với Chúa cai trị trên đất này, không phải là trên thiên đàng. Mà ngay từ trên đây đã được đồng với Chúa cai trị rồi. Giang đoạn 8, câu 31 đến 32 chép này. Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng, nếu ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết là thật, và là thật sẽ buông tha các ngươi. Bởi cái thanh kinh chế vô dần chép như sau: Then said Jesus to those who believed on him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Có nghĩa là khi ấy Đức Chúa Giêsu phán với những người Giu-đa đã tin Ngài rằng, nếu các ngươi hằng ở trong lời của ta thì các ngươi thật là môn đồ của ta, các ngươi sẽ biết là thật, và là thật sẽ buông tha các ngươi, hay là khi các ngươi được tự do. Chúa Giêsu không phán lại thật này với xác thịt của người Giu-đa, nhưng Ngài phán với tâm linh họ. Nhưng mà người Giu-đa không nhận biết rằng Chúa đang phán với tâm linh. Nên người Giu-đa nói: Ủa sao thầy nói lạ vậy? Chúng tôi có cha là Abraham, có cha đúng với trời, đúng của tôi là Abraham. Chúng ta chẳng làm tôi bỏ tay cả. Sao thầy nói chúng tôi được giải phóng vậy, được tự do vậy?
Họ không biết là Chúa đang nói với người bên trong của người ta. Nên cho nên mọi lời phán của người đều là thần linh và sự sống. Xác định những cái gì cả? Chúa đến để cứu chuộc loài người, không phải là thân hình loài người, mà tâm linh loài người, Adam, linh hồn người ta vậy. Vì chúng ta không biết điều này. Vì tâm linh của những người đang ngồi trong bóng của sự chết, dù họ đã nhận lấy luật pháp văn tự mà Đức Chúa Trời đã ban cho sen qua môi xe, họ có tin nào? Họ tiếp nhận luật pháp đó rồi là họ có tôn trọng luật pháp đó là họ được sống lại rồi. Ngày hôm nay thì tôi bây giờ cũng làm y hệt như vậy. Họ để cho ma quỷ lừa dối. Họ không chú ý rằng trong lời của Đức Chúa Trời luôn luôn có những chìa khóa cho nó. Chúa nói rằng các lời ta phán của ngươi đều là thần linh và sự sống. Nhưng mà trong ngươi có kẻ không tin. Họ không hiểu lời của Đức Chúa Trời. Họ vẫn sống theo xác thịt. Họ không để ý vào lời Đức Chúa Trời. Nên Chúa không mở trí cho họ được. Cũng như khi người ta không ăn thì không nhận được dinh dưỡng ở trong cái thực phẩm họ có. Lời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đó, nó là con đường. Nhưng mà nếu ta ăn nuốt nó làm theo thì nó lại là bánh. Nhưng vì người ta không làm theo điều đó, người ta không tin, họ làm theo thủ tục của tôn giáo nên họ không nhận được những gì chép ở trong đó. Và lại, họ không hiểu mấy luật pháp Đức Chúa Trời. Họ thuộc kinh thánh để khoe mình. Họ trong trường thần đạo để khoe mình về được cái công việc cho chức vụ của mình, để dạng danh mình. Không phải vì cơ nước Chúa. Họ sống cho linh hồn mình. Và cơ đó Chúa biết rõ cái động cơ của họ nên Chúa không bổ trí cho. Còn Chúa Giêsu thì Ngài đã cầu nguyện vì Ngài biết rằng những kẻ mà Cha đã chọn mà giao cho Ngài thì Ngài sẽ khiến kẻ đó được sống lại. Ngài biết tạo vật của Ngài. Khi mà tạo vật được ban cho sống trên đất này thì Chúa đã dõi theo nó xem trong cuộc sống đó kẻ này sẽ làm gì. Tâm linh kẻ đó sẽ cai trị thân thể mình như thế nào. Nên có những người mà Chúa bỏ luôn. Ví dụ như là anh hai của David. Khi tiên tri Samuel đến nhà của Isai theo mệnh lệnh của Chúa để sức dầu cho một người ngày lập làm vua Israel. Mới đến đó được, ô chắc người này là người Chúa chọn đây. Chúa giờ phán không, không phải người này, ta bỏ cái này từ lâu rồi. Thì Chúa biết cơ mà. Và bằng chứng đó là khi người thấy David đến, không biết cảm ra cha mình đã sai em út của mình mang bánh đến cho mình. Mà nó sao mày bỏ đàn chiên ở nhà đến đây vậy? Thằng biết mày ra lát mà. Thế bỏ bê đàn chiên nhà không chăm chiên mày đến đây làm gì? Mày muốn xem thằng đánh nhau à? Chứ gây thì đố kỵ ở trong đó đây. Bởi vì đó chúng ta thấy Chúa đã bỏ người đó từ lâu, mày biết tâm tánh người đó. Nên ngày đây có những người chúng ta giảng cho họ không có nghe theo được. Rồi người nhìn bên ngoài, Chúa nhìn bên trong, Chúa biết rõ điều đó. Chúa cho họ có cơ hội để họ không thể chối cãi được rằng từ khi tôi xem trước đây thì có bao giờ tôi nghe lời Chúa đâu. Chúa cho họ đến với lời Đức Trời. Nhưng mà rồi cuối cùng họ không để ý lời Chúa, họ không có lần làm theo lời Chúa. Chúa khiến nó phải ra. Trở lại lời Chúa, chữ hàng ở, tiếng Anh chết là continue. Được chép cho câu 31 trên, đó là chữ meno, số 1306 của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là sự chịu đựng, sự lưu lại không rời đang, sự kết tiếp tục chờ đợi, sự duy trì, sự giữ vững vị trí. Chứ bản tiếng Việt dịch là đạo đó, nguyên văn là lời. Đó là chữ logo số 3056 của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là lời đã được nói ra, đã được giảng ra để truyền đạt, để dạy dỗ, để khuyên bảo, để của trách và được chép xuống thành văn tự. Chứ hằng ở trong đạo, tức là sự bền lòng giữ vững đức tin sống theo lời của Đức Trời. Bất luận là lời tiên tri hay là luật pháp, là điều răn, thì sự tuân theo, sự nói theo, sự làm theo các mệnh lệnh và các điều răn của Đức Trời, chứ không phải là sự cứ ở trong tổ chức hay là tôi thuộc lòng lời Đức Trời. Bền lòng có nghĩa là gì? Khi ta đọc lời Chúa, Chúa biết ta đọc đến đoạn nào, sách nào, nói về môi trường nào, nói về hoàn cảnh nào, lập tức Chúa đưa ta vào cái hoàn cảnh đó. Lời Đức Trời thử rèn chúng ta. Đọc xong rồi, Chúa đưa ta vào hoàn cảnh đúng như vậy để ta thực tập nó. Thì hành cái bài tập chúng ta xem, chính Chúa chứng minh rằng nếu ta làm theo lời Chúa thì Ngài sẽ làm thành điều Chúa đã hứa. Chúng ta phải vượt qua cái thử thách đó thì Ngài ban phước cho chúng ta. Chúng ta học đến đâu, Ngài tham đến đó. Ngài là thần linh, Ngài chăm sóc tất cả mọi sự trên đất này. Cứ ở trong lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa chép thế nào chúng ta tin và làm theo y như vậy. Lời Chúa hằng còn. Bởi vì ngày hôm nay khi người ta nói chúng ta được thì ân điển rồi, riêng cái câu đó đã là sự phản bội lời Đức Chúa Trời rồi. Không có chỗ nào chép rằng có thời kỳ ân điển. Với ân điển Chúa ban cho người ngay từ lúc ban đầu, người chẳng phải làm gì cả. Chúa làm xong tất cả mọi sự trong vườn Eden rồi. Bây giờ Chúa tạo lên cho người và ban phước cho người và giao cho người công việc quản trị, công việc tay Chúa làm, đó là ân điển đó. Chính Chúa Ban Trời là đấng biết rõ tình trạng đức tin và sự bền lòng của người ta như thế nào. Và chính Ngài sẽ báo trả người ta tùy theo công việc mà người ta đã làm theo tiêu chuẩn của Ngài, chứ không phải là sự vâng giữ thủ tục tôn giáo. Mà chính quyền phép của lời Đức Trời sẽ khiến được tội lỗi ở trong xác thịt của đó được bồi xóa. Vì Chúa Ban Trời là quán công bình, Ngài biết rõ các tà vật của Ngài, nên Chúa Giêsu đã phán như này: nếu ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết là thật và thật sẽ buông tha các ngươi. Chúa bảo môn đồ của Chúa đi, hãy khiến môn dân trở nên môn đồ ta. Như vậy thì hãy khiến cho người ta trở nên môn đồ Chúa thông qua việc chúng ta dạy luật pháp của Đức Trời cho họ. Thế ai vẫn giữ luật pháp của Đức Trời thì người đó là môn đồ. Vì Chúa Giêsu là thầy tư lễ, là giáo sư dạy luật. Môn đồ của Chúa thì phải yêu biết luật pháp của Đức Trời thì mới trở thành người dạy luật được chứ. Học sinh mà không yêu nghề sư phạm làm sao có thể làm thầy giáo được.
người ta phải biết sư phạm, tức là giáo sư dạy người ta một cái phạm trù đặc biệt về ngôn ngữ hay về văn hóa hay về hóa học, là cái phạm trù của cái chức vụ đó, đó là sư phạm. Người đó phải là yêu mến cái nghề của mình. Nếu người đó chuyên môn giỏi toán, người đó sẽ làm giáo sư dạy toán, ví dụ như vậy. Thì ngay từ khi chúng ta mới được sinh ra, Chúa tìm kiếm một dòng cái thánh, thì cũng có thể như vậy, Chúa tìm trong tất cả người tin Chúa xem ai yêu mến cái gì. Ngài báo trả cho người ta tùy theo cái tiêu chuẩn Ngài đã định cho người thông qua luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho người. Chúa Jesus không phán rằng người ta phải làm thêm những công việc gì nữa để nhờ đó mà được biết là thật. Ngài không muốn bảo người ta phải vào trong các trường gọi là thần đạo hoặc là thánh kinh thần học viện thì người ta mới biết là thật. Vì Đức Chúa Jesus đã phán này, hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Rõ ràng là chúng ta phải nhờ nước và thánh linh để sanh lại. Không thể vào trong trường thần đạo được, vì vào trong đó là xác thịt không thể ra sinh ra thần. Khi thánh chép rất rõ điều đó, chính Đức Thánh Linh là thật là thật. Ngài biết rõ người nào thật lòng tin Ngài và tin vào danh của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài sẽ chọn những người nào xứng đáng theo tiêu chuẩn công bình của Ngài. Nhưng ngày nay rất nhiều người không biết là pháp luật trời mà lại muốn trở thành mục sư, chuyện đó là chuyện hoang tưởng. Họ có thể có cái tấm giấy là mục sư không khó khăn, bỏ thời gian ra học là thế nào cũng được tấm giấy đó. Nhưng tấm giấy đó không có giá trị trong nước Đức Chúa Trời, không có. Giai đoạn 3 câu 1 đến câu 8 chép: trong vòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giuđa. Ban đêm người này đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nói rằng: thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật tôi nói cùng ngươi, nếu người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật tôi nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Chớ nên làm lạ về điều ta nói với ngươi, ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Kinh Thánh chép rất rõ mạng lệnh của Chúa Giêsu, người ta phải nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh và nước, mà nước đây là nước hằng sống. Nói về chính Ngài, là sự chính Ngài tỏ ra cho người ta biết, thì người ta sẽ nhờ quyền phép đó và của phép Thánh Linh mà tâm linh được sành lại, tức là được phục hồi lại quyền làm con kế tự lời của Đức Chúa Trời, rồi mới được làm con kế tự Đức Chúa Trời. Tại sao phải làm con kế tự lời Đức Trời trước rồi mới làm con kế tự Đức Chúa Trời? Kế tự có nghĩa là được thừa hưởng, thừa tức là được sở hữu nó. Có nghĩa là Ngài phù hợp với khả năng hiểu biết lời Đức Chúa Trời. Cũng giống như là chúng ta được ban cho khả năng hiểu biết trí tuệ rồi, ban cho bộ răng, biết nhai, biết nuốt. Bây giờ có thể nhai được đồ cứng, nhai tất cả mọi sự chúng ta người ta, mà thịt con chiên, thịt con bò, nó la bóng. Phải có răng mới nhai được, phải có tâm trí mạnh mẽ đổi mới mới có thể tiêu hóa được cái lẽ thật của Đức Chúa Trời chứ. Nếu chúng ta không có bộ răng, cũng như con bò, con trâu, không có cái bộ hàm để nhai, có cỏ không ăn được, thì nó sẽ chết đói. Nếu người tin Chúa không được đổi mới tâm trí mình, thì không thể nào có hiểu được chiều sâu, chiều cao, bề dài, bề rộng, sự mầu nhiệm của đời lúc trời được. Đó là sự mà Chúa sẽ bày tỏ cho những người nào Chúa đã chấp nhận, Chúa bảo lãnh cho, thì người đó mới được sự ban cho được tâm linh. Bây giờ tâm linh đó mới được phục hồi là quyền làm con kế tự lời Đức Chúa Trời, được quyền sở hữu rồi. Khi Chúa phán, tôi nghe, tôi hiểu. Khi tôi đọc, Chúa bày tỏ, tôi hiểu. Mà tôi hiểu thì tôi có sức lực để nhận biết là thật. Tâm linh vừa tin Chúa phải tái sanh, nghĩa là phải sống lại, tức là được phục hồi quyền làm con kế tự lời Đức Chúa Trời. Nhưng từ với người tin Chúa không thể khiến tâm linh của mình được sống lại, mà người đó phải trước hết nhận biết trách nhiệm của tâm linh mình phải được sống lại. Tức là chúng ta phải biết tôi phải được sống lại, tôi phải sống lại, đó là mạng lệnh của Chúa. Vậy Chúa ơi, làm sao tôi được sống lại? Tôi muốn sống lại mà. Ta nói rồi, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, không phải là ở trong tổ chức, không phải là thuộc lòng, mà là lời Chúa đặt đề thế nào, ngươi làm theo ý như vậy, không sai lệch. Chúa bảo là sao? Tôi vâng lời, tôi vâng phục trọn vẹn, tôi bền lòng, ngày nào tôi cũng vâng phục điều đó, không bỏ qua, tôi không vi phạm nữa. Như vậy mới được ban cho ban cho tôi làm theo. Điều gì Chúa quyết định cho tôi vâng phục, tôi làm theo, tôi không vượt qua, tôi không trèo qua, tôi không bỏ qua, tôi đi theo đường lối của Chúa, thì tôi quả là môn đồ Chúa. Vì sao? Vì khi tôi làm theo lời pháp Đức Trời, tội lỗi không còn trên tôi nữa và tôi được giải phóng. Và chính lời Chúa dạy tôi, bởi vì chính lời của Đức Trời là sự sống của tôi. Khi tôi làm theo lời pháp, lời đó ở trong tôi được phục hồi lại rồi. Cũng như tất cả điều gì trong văn phòng của tôi đã bị bán bởi tội lỗi của người tiền nhiệm tôi, bây giờ Chúa ban tôi được phục hồi lại đây.
tôi phục hồi lại, tôi được mua lại hết rồi. Nhưng mà trang bị tất cả mọi thứ khác ở trong văn phòng đã được phục hồi lại rồi, thì bây giờ tôi bắt đầu vận hành cái văn phòng của tôi thì đúng cái tiêu chuẩn đã định cho tôi từ lúc ban đầu. Người tin Chúa phải nhận biết trách nhiệm của mình, phải được sự sống lại. Bây giờ người đó mới tìm kiếm quyền phép cùng những điều kiện, những tiêu chuẩn mà lời Đức Trời đã chép, mấy người phải đạt được cái tiêu chuẩn đó, yêu cầu đó, hầu cho tâm linh được sống lại. Nhà thờ không dạy dân sự của Chúa tìm kiếm. Chúng ta biết là Chúa Giêsu đã cho ta điều kiện, chúng ta phải nhờ nước và thánh linh mà sanh mới thấy được Đức Chúa Trời, tức là mới được thấy cái nền tảng của quyền phép, sự cai trị hoàng gia của vua ở trong lời. Nhưng mà chúng ta biết có điều kiện rồi, vậy chúng ta phải tìm chứ. Biết được phải tìm. Mà khi tìm thì Chúa cho chúng ta biết rồi, phải hằng ở trong đạo Chúa. Đạo đó là con đường lời văn tự. Vậy chúng ta cứ ở trong lời đó thì mới được. Nhưng ngày nay người ta tước bỏ điều đó rồi. Người tin Chúa trong thức thờ không có đạo của Chúa, không có lời của Đức Chúa Trời, văn tự không có nữa. Vậy họ làm sao được tái sanh? Không làm sao tái sanh được. Đức Chúa Giêsu đã phán: quả thật tới đây cùng người, nếu người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào Đức Chúa Trời. Đó là 3:5. Nước Đức Chúa Trời trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là nền tảng của người phép, hoàng gia của vua, chủ quyền tối cao của vua, sự cai trị. Chữ nước tiếng Anh chép là waters, mà Đức Chúa Giêsu đã phán với Nicodem đó là chữ hudo số 5204, ra từ chữ heuto số 5205 của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là nước mưa từ trên trời xuống. Nước này là nước mưa từ trên trời xuống. Chúa Giêsu đã phán về nước từ trên trời xuống này, nó là chính Ngài, và Ngài đã phán Ngài là bánh và nước từ trên trời xuống vậy. Giang đoạn 4 câu 10 đến câu 4 trên không, Đức Chúa Giêsu đã rằng: vì bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hay cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi được sống. Người đàn bà thưa: hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật của người nữa. Vậy Chúa lớn, vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: thà mãi uống nước này vẫn còn khan mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khan nữa. Nước ta sẽ cho thành một bạch nước trong người đó, vang ra cho đến sự sống để đời. Cái nước này do Chúa ban cho, vì chính Chúa là đấng chuộc chúng ta, chuộc tâm linh chúng ta rồi, thì bây giờ chính Chúa là đấng bảo lãnh ta để Đức Cha ban thánh linh của Ngài cho chúng ta. Thật là thật. Và sự tỏ ra của Chúa chính là nước hằng sống Chúa ban cho những người chủ cứu. Dân đoạn 6 câu 48 đến 5 bố chép: ta là bánh của sự sống, tổ phụ ngươi đã ăn mana trong đường vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Còn bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Dưới ba trời là đấng tự hữu hàng hữu, Ngài thành tín trong hết thảy các công việc của Ngài. Vì thế cho nên ngay cả khi là người không nhận biết Đức Chúa Trời thì Đức Trời vẫn thành tín với điều Ngài đã ban cho lại người. Chúng ta không biết Chúa, nhưng mà hết người đó gieo hạt giống xuống đất, hạt giống đó là do Chúa ban cho lại người. Mà người không tạo nên hạt giống, mà người chỉ có lái tạo thôi chứ không thể tạo nên hạt giống. Mà người không tạo nên sự sống, người ta chỉ duy trì và lai tạo để phát triển ra thôi chứ không có tạo nên sự sống. Nhưng mà khi người ta gieo hạt giống rồi, Chúa kia nó mọc lên, mà nó mọc lên thì Chúa ban mưa xuống để cho đất được màu mỡ. Ngài thành tín vì Chúa đã này hết đất còn thì mùa gieo giống của thái, mùa hạ mùa đông, nóng mùa lạnh, mùa mưa mùa khô, không bao giờ tuyệt nhiên được. Ngài thành tín với công việc của Ngài dù người ta không biết Ngài. Cũng bởi thế đó, khi một người tin Chúa nhận biết trách nhiệm của tâm linh mình phải được sống lại, tức là phải được sanh lại, thì nó sẽ vâng giữ luật pháp của Đức Trời. Và khi luật pháp của Trời được giữ ở trong lòng, trong sự biết, trong sự trông cậy, thì Đức Thánh sẽ khiến các lời đó sanh bông trái của sự công bình cho người đó. Đây là điều rất quan trọng. Hệ thống nhà thờ luôn luôn kìm hãm người ta. Người ta giảng cái bài là theo ý của cái người đó, dân sự muốn nghe người đó kể, không trang bị sự biết cho thật sự thì họ đó có đâu mà trang bị. Công giáo cũng vậy, khi người ta mềm mỏi huyền bí lên sự của Chúa, hoàn ta hoàn toàn là gì phụ thuộc vào họ, không biết là thật. Đó là điều A. Chúa Giêsu mà lại cái bộ đồ của Chúa này: hãy đi giảng thế này cho muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha Đức Con và Đức Thánh Linh và làm phép bắt tên cho họ, tức là bắt tên họ vào trong danh của Đức Cha Đức Con và Đức Thánh Linh, tức là cái bộ đồ của Chúa phải được ở trong danh của Đức Cha Đức Con và Đức Thánh Linh rồi. Tất cả điều gì đã có chết rồi, họ đã được ở trong đó rồi. Bây giờ họ đi giảng cho ta những điều gì họ đã có, đã được trang bị. Khi họ làm như vậy, thánh linh còn làm việc với họ. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Và nếu ta không hiểu thì làm sao theo Chúa được? Trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, bất cứ điều gì ta hiểu biết, chúng ta đều gặp thiệt hại. Cái gì cũng cần phải có sự hiểu biết chính xác đúng để ta tận dụng cho chính cuộc sống của mình vậy. Cuốn tố thứ hai đoạn 9 câu 10 chép như sau: đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình cho anh em nữa. Chúa nói ca thuộc thể và thuộc linh. Chúa ban ta lời của Ngài và để ta gieo vào lòng người ta.
Chúa khiến cho bông trái được xanh trái trong lòng của những người đã tiếp nhận cái lời đó. Thứ răng thứ nhất đoạn 3 câu 9 chép: ai xanh bởi Đức Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã xanh bởi Đức Trời. Đây là nói về đại thật. Khi ta được gieo vào lòng người ta rồi, nó thuộc về tâm linh người ta rồi, dù xác thịt có thể cảm thấy là lạ lùng, nhưng mà lời của Đức Trời không phải vì cớ người ta thấy lạ lùng mà không phát triển đâu. Ví dụ chúng ta sinh ra, ta biết các loại thuốc. Nếu ta lấy một viên thuốc người ta đưa cho người đó, đây là một viên thuốc này, thuốc được gì không có tên, không dám uống, nó giống viên phấn quá, nó chỉ có tác dụng khi được uống với trong người ta thôi. Nhưng nếu ta không tin nó, không hiểu nó mà ta uống thì thuốc không tác dụng. Ta phải có bằng chỉ dẫn rõ ràng và ta có sự hiểu biết. Khi hiểu biết rồi, người ta sẽ tìm kiếm nó, tận dụng nó khi người ta có nhu cầu. Thì cũng có thể như vậy, lời Chúa phải được giảng ra khi người ta hiểu lời Chúa. Vì khi ta hiểu rồi, mắc quỷ không thể lừa dối người ta nữa, người ta sẽ sử dụng nó và sẽ mang tác dụng. Chúa là đấng công bình, chúng ta phải hiểu lời Chúa để thực hành đức tin của mình trong sự hiểu biết. Nhưng ngày hôm nay rất nhiều người mang danh người tin Chúa rất thờ ơ về sự tìm kiếm sự thông biết của lời Đức Chúa Trời. Họ phó thác đường lối mình cho những người đứng giảng, đó sự lười biếng, và người đó không thể chối bỏ trách nhiệm của mình trước mặt Đức Chúa Trời ngày cuối cùng được. Vì họ không dùng đức tin của mình để tìm kiếm sự thông biết mà Chúa đã hứa trong Kinh Thánh: hãy tìm kiếm Ngài hết lòng thì sẽ được gặp Ngài. Ai sẽ là người mang nước mưa của Đức Trời đến cho người tin Chúa để người ta nhờ nước đó và nhờ Thánh Linh mà được sự tái sanh tâm linh mình? Vì Chúa xuất phát rằng nước mà Ngài sẽ ban cho. Ngày nay Ngài trở về thế nào rồi? Vậy chỉ có những tôi tới nào do Chúa Giêsu chỉ định thần của Ngài ở trên người đó thì người đó sẽ mang lẽ thật của Chúa đến cho những người xứng đáng để nhận lẽ thật đó mà thôi. Rốt đoạn 33 câu 14 đến 30 chép: vì Đức Trời phán một lần hoặc hai lần nhưng người ta không để ý đến. Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình. Bây giờ Ngài mở lỗ tai loài người, niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ, hầu cho trở loài người khỏi điều họ toan làm và giấu họ tánh kiêu ngạo, cứu linh hồn họ khỏi cái huyệt và mạng sống họ khỏi bị gươm giết. Là người nằm trên giường mình bị đau đớn sửa phạt, và xương cốt người hằng tranh chạm nhau mãi mãi. Miệng người bèn lấy làm gớm biết vật thực, và linh hồn người ghét những đồ ăn mỹ vị, thì người bị thiêu hao không còn thấy nữa, và xương người mà trước chẳng thấy được bèn bị lộ ra. Linh hồn người đến gần cái hầm, và sự sống người xích lại kẻ giết. Nếu cho 1000 thiên sứ có 1 thiên sứ làm kẻ truyền giải cho người, để dạy cho người biết điều ngay thẳng cho người, ắt Đức Trời làm ơn cho người và phán rằng: hãy giải cứu nó khỏi bị xa xuống cái hầm, ta đã tìm đặng giá cứu chuộc rồi. Người sẽ được thẳng giá bao thịt như buổi thơ ấu. Người trở lại ngày đang thì, người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bèn gọi tới người, khiến người vui mừng xem thấy bằng Ngài, và Ngài trả lại sự công bình cho người. Đoạn người đó sẽ hát trước mặt loài người mà rằng: tôi đã phạm tội, làm hư hoại sự ngay thẳng, song chẳng có ích gì cho tôi. Đức Chúa Trời có giải cứu linh hồn tôi khỏi xa xuống cái hầm, và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng. Kìa, cái việc ấy Đức Trời đã làm cho loài người đến 2 lần hoặc 3 lần, đặng khi linh hồn người trở lại khỏi cái hầm, hầu cho người được ánh sáng kẻ sống chiếu vào cho. Đây là nguyên tắc thi hành sự cứu chuộc. Giá cứu chuộc đã có rồi, và loài người vì bị sự đồ sáng của luật pháp giáng trên thân thể xác thịt mình lên lời Chúa chết đó, là miệng đã đắng ngắt, không có gì ngon cả, gớm biết cái vật thực đó. Xương người trước bị giấu đi, bây giờ vì lửa loét rồi lộ ra, nằm trên giường bệnh bị sở phạt đau đớn vô cùng, đó sự đồ sáng của luật pháp trên người ta. Giá cứu chuộc đã có, dù cái đó mong muốn được nhưng không thể đến được với giá đó, vì họ không hiểu. Phải có một sứ giả được sai đến, và chính sứ giả này được kinh nghiệm được sự giải cứu của lời Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Chứ thiên sứ, bản tiếng Việt chép là thiên sứ đó, tiếng Anh chép là a messenger, được chép trong câu 23 trên nguyên văn trong tiếng Hebrew là chữ malach số 4397 của tiếng Hebrew, có nghĩa là sứ giả, người đại diện, là thầy tế lễ, tiên tri hoặc thiên sứ được sai đi là người đưa tin. Còn chữ kẻ truyền giải, an interpreter, chép cho câu 23 trên là chữ lot số 3887 của tiếng Hebrew, có nghĩa là người phiên dịch ngôn ngữ, người can thiệp làm trung gian hòa giải, người giải nghĩa ngôn ngữ nước ngoài, đại sứ, thầy giáo. Cái người được sai đi, thứ nhất là Chúa sai đi, Ngài quý nhiệm sai đi, có quyền phép rõ ràng. Nhiệm vụ người đó là người phiên dịch ngôn ngữ thiên đàng, chuyển từ văn tự sang lẽ thật để người ta áp dụng được. Vậy cái người này sứ đại đi này, là người làm nhân chứng, mà chính Chúa Giêsu là nhân chứng sống. Ngài đến làm chứng cho tới bây giờ luật pháp của trời không qua đi đâu, là sự cứu đội đấy. Ai cứ làm theo thì đúng như Đức Giêsu nói, sẽ nhờ quy phép của lời đó mà được sự sống lại và sự sống đời đời. Chính Chúa làm chứng về đó. Chúng ta biết là trong ngành y học có một người tên là Amilopen, một giáo sư nghiên cứu về loài mũi.
gây ra cái bệnh sốt rét ở trên thế giới này. Ông ta dùng chính thân thể xác thịt mình để làm thí nghiệm, cho mũi đó đốt chích vào mình, để dùng thân thể mình làm một cái môi trường chế tạo thuốc kháng lại cái chất độc đầu của con loài Mỹ, cái mũi này. Rồi ông chết. Nhưng mà qua đó mà người ta chế tạo một cái thuốc là quinine, mà cái mũi đó đặt tên là amidopen, lấy tên của cái người bác học đó, đặt tên con loài mũi là amidopen. Mà quinine đó là cái thuốc điều trị đặc hiệu để chữa bệnh sốt rét. Chu Xuân đã đến, người làm dùng chính thân thể của mình làm một môi trường sống để cho người ta nhận biết là Chúa mang thân thể xịt như là người, mà nếu thân thể xác thịt thì sẽ chết. Nhưng nếu chúng ta làm theo lời Đức Trời thì nó sẽ vượt qua sự chết. Cái chính là ông người bên trong để cứu người bên trong. Nhưng ngài không chết như Amidopen, ngài sống lại. Ngài dùng chính thân thể của mình để làm bằng chứng sống rằng lời Đức Trời khiến ta sống lại. Chính Chúa ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin ta thì sẽ sống, dầu đã chết rồi, dầu đã bị phán xét bởi mạng lệnh của Đức Chúa Trời trước tối quá đam rồi, nhưng vẫn sống lại được nếu vâng giữ lời ta. Như vậy chính của chúng ta là nhân chứng, chúng ta phải làm nhân chứng sống rồi. Tôi đã được sống lại, nè, tâm linh tôi được sống lại, và tôi đang sử dụng quyền hợp pháp sở hữu lời cho ở trong tôi và thần của Chúa ở trên trong tôi, nên tôi công bố sự chữa lành là người đó được chữa lành là bằng chứng sống. Nhà thờ không làm được điều này, họ không làm được, họ không phải nhân chứng, họ là kẻ chống lại nhân chứng thật của Đức Chúa Jesus Christ. Lời Chúa đã tỏ cho ta thấy rằng Đức Trời sẵn sàng ban giá cứu chuộc cho loài người và quyền phép của Ngài là vô đối. Nhưng có một điều kiện không thể thiếu, đó là phải có một sứ giả được Chúa sai đi để làm người thông giải, là người diễn giải, là người phiên dịch ngôn ngữ thiên đàng, tức là chuyển ý nghĩa từ luật pháp văn tự sang luật pháp của tinh sự sống, đó là nước hạt sống, tới những người tin Chúa mà tâm linh của những người ấy chưa được tái sinh. Như khi người ta chế biến thực phẩm sống tại thực phẩm chín mà ta vẫn bảo đảm chất dinh dưỡng của cái thực phẩm đó vậy. Cái miếng thịt đó hoặc là cái trái đó, cái củ đó ăn sống mà không được, nhưng nếu chế biến thì nó lại có dinh dưỡng cho người ta sống. Thì luật pháp của Đức Trời cũng như vậy. Chỉ khi nào người tin Chúa hiểu được chân giá trị của lời Đức Trời thì bây giờ Đức Thánh Linh mới hành động trong lòng của người ấy, như ngài là khiến hạt giống được gieo vào trong lòng đất khi gặp môi trường đủ điều kiện được đẩy mầm vậy. Nhưng mà trong thời kỳ sau rốt này có quá nhiều người mang danh là người đứng giảng tin lành nhưng không phải là người gieo hạt giống nước thiên đàng, nên Đức Thánh Linh không thể giúp gì cho người nghe các lời những người đó giảng ra được, bởi những người đó giảng không phải lời Đức Trời, họ làm sai lời Đức Trời, nên Chúa không thể khiến cho hạt giống nó bị lai tạo đó được. Thì Chúa nói là không ai được gieo cho một ruộng mình hai con giống khác nhau, không thể có vừa lời Đức Trời vừa có lời xác thịt được, không thể có điều đó được. Chúng ta vừa điểm qua những điều kiện mà mọi người tin Chúa phải trải qua, hầu cho tâm linh của họ được sự sống lại và sẽ được Đức Thánh Linh là thật lẽ thật ra dẫn vào trong lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Bây giờ tâm linh họ mới thật sự được hưởng quyền làm con kế tự Đức Trời. Chúng ta đang nói trước về một cái công việc mà vài tuần sau chúng ta mới có thể bước theo được. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đang xây một cái đài truyền hình, cái tháp truyền hình. Chúng ta biết cái tháp truyền hình vô cùng quan trọng, người ta đều mong mong đó. Nhưng mà trước hết là phải xây cái nền móng, phải nền móng, phải giải tỏa mặt bằng, rồi xây cái nền móng rồi mới giờ mới có thể xây cái tháp lên được. Nếu ta giảng ngay lập tức vào cái lẽ thật màu nhiệm đó, người ta sẽ nói được đây là ông bịa ra rồi. Nghe có vẻ có lý, nhưng mà không có nền, chúng ta phải xây nền trước đã. Tất cả điều gì lời Chúa đã nói đây, ta chép đây, nó là cái nền để khi ta bước vào để giải nghĩa cuộc hành trình của kẻ nắm gót khi tới với Đức Thánh Linh thông qua sự dạy dỗ đào tạo huấn luyện trang bị mà cái người đó được trốn thành hai đạo quân lớn, tức là cả văn tự, cả lẽ thật, nhờ tất cả mọi thứ cho chính mình, gồm có 12 con trai và 1 con gái. Tất cả ân tứ thuộc linh, cả thuộc thể và thuộc linh cho chính mình rồi. Bây giờ đối diện với Đức Chúa Trời, chỗ đấy người đã thắng. Người đã thắng nên ngươi không còn là kẻ nắm gót nữa, mà ngươi là Israel, là kẻ được đồng cai trị với vua, kẻ cai trị như vua vậy. Chúng ta phải có một cái nền, bởi vì cái nền này phải rộng rãi, bởi vì cái tháp này rất là cao, cao lắm. Bởi vì cái kẻ nắm gót này phải như là giáo ước, phải đến, phải một cái môi trường đặc biệt đó, rất nhiều thử thách, rất ly kỳ, như là sự mầu nhiệm Chúa trang bị cho người tin Chúa, đưa ta lên cao sự như Chúa. Để khi ta lên cao rồi, ta nhìn xuống tất cả mọi sự, ta rõ ràng rồi, ta bắt đầu quý cái giá trị của nó. Chúng ta đang xây dựng cái nền. Gia-cốp đã nhận được quyền kế tự cha mình, tức là quyền con trưởng qua lời thề của Ê-sau. Nhưng mà Gia-cốp không thể ở tại nơi mà Ê-sau đang còn là con trưởng trong xác thịt, vì khẩu chiến sẽ tiếp tục diễn ra và có thể cả Gia-cốp và Ê-sau đều mất quyền con trưởng bởi vì sự khẩu chiến này. Vì thế cho nên Rebecca đã có một quyết định,
cho sự an toàn của Gia-cốp. Và đó cũng là điều mà hết thảy các tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ sẽ làm đối với những người nào tin Chúa, muốn được hưởng quyền kế tự Đức Chúa Trời và được là kẻ đồng kế tự với Đức Christ. Sáng Đức Ký 27 câu 41 đến 45 chép: Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người. Bé đã thầm trong lòng rằng ngày tang của cha ta hầu gần, vậy ta đã giết Gia-cốp em ta đi. Họ đem lời Ê-sau con lớn thuở lại cùng Rê-bê-ca. Thì người sai gọi Gia-cốp có đứa mình mà nói rằng: Này Ê-sau, anh con toàn giết con để báo thù. Vậy bây giờ ấy con hãy nghe lời mẹ, đứng dậy chạy trốn qua nhà La-ban cậu con tại Charan, và hãy ở cùng người ít lâu cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết. Khi cơn giận anh con bỏ qua rồi và nó quên việc con đã gây nên với nó, thì mẹ sẽ biểu con về. Có lẽ lâu mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngày ư? Đi về Canaan này, không có lẽ nào mà trong một ngày mẹ mất cả hai đứa trong một ngày sao? Khẩu chiến là sẽ phạm thượng môi miệng rồi, hai không chết, cũng biết quyền kế tự con nó chơi sao? Tất cả một sự được chết trong cái thánh luôn ứng nghiệm trải các đời. Vì những sự đó là một môi trường phải có cho sự huấn luyện, cho sự đào tạo, cho sự tuyển chọn một dòng dõi thánh cho được Chúa vàng. A-bê là người công bình đầu tiên cho được người bị chính anh mình là Cain giết bởi sự ganh tị đố kỵ. Trong giáo ước mới của Đức Chúa Jesus Christ, chính Đức Chúa Jesus Christ là người công bình đầu tiên trong giáo ước mới của Ngài bị chính người Giuđa giết Ngài vì ganh tị đố kỵ. Trước khi bị người ta bắt và đóng đinh trên thập tự giá, Đức Chúa Jesus đã cảnh báo các tôn tớ của Ngài rằng người ta, tức là những người mang danh người tin Chúa nhưng không thuộc về Chúa, sẽ giết hại các tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ. Giăng đoạn 15 câu 1 đến câu 27 và tiếp đến đoạn 16 câu 1 câu 3 chép như này: Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ như nào cho ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những như nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho: Hãy cửa trong ta thì ta sẽ ở trong mọi người. Như nhánh nho nếu không dính vào cọng nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu ngươi chẳng cửa trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là cọng nho, các ngươi là nhánh. Ai cửa trong ta và ta ở trong họ thì sẽ xoanh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cửa trong ta thì phải bị ném ra ngoài. Cứ như nhánh nho nhánh khô đi, người ta lượm lấy coi vào lửa thì nó cháy. Vì bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như cha yêu thương ta thế nào, ta yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Tôi nói cùng ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Vì thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải là các ngươi đã chọn ta, bởi là ta đã chọn và lập các ngươi để ngươi đi và kết quả, hầu cho trái ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân anh ta cầu xin cha thì Ngài sẽ ban cho các ngươi. Ta truyền cho ngươi những điều răn đó đã ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Vì bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cái đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: đệ tớ chẳng lớn hơn Chúa mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đại các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không có thể chưa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào ghét ta cũng ghét cha ta nữa. Vì thử ta không làm cho họ những việc mà chưa có người khác làm thì họ vô tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy mà lại ghét ta cùng cha ta. Dường ấy để chỗ nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng họ ghét ta vô cớ. Khi nào đứng yên đủ sẽ đến là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thật lẽ thật ra từ cha. Ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Ta bảo các ngươi những điều đó để cho ngươi khỏi vấp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội. Và lại giờ đến khi ai giết các ngươi tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời, họ sẽ làm điều đó vì không biết cha cũng không biết ta nữa.
Chúa cảnh báo trước rồi. Bởi đó khi mà người tin Chúa được nhận sự ban cho Thánh Linh thì nó phải ra khỏi cái tổ chức chống đối đó, phải vùng dậy khỏi những đám kẻ chết để Đức Trời chiếu sáng người. Đức Thánh Linh vẫn tiếp tục tìm kiếm người thật lòng kính sợ Ngài và yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời. Và Ngài cũng sức dầu cho những người đã được chọn đó và tỏ cho họ biết những sự bổ nhiệm giúp kín trong bản tự. Nhưng khi những người đó, tức là người đã được Đức Thánh sức dầu cho mà trỗi dậy để bày tỏ những sự họ đã nhận được Đức Thánh Linh đó, đến người khác đã tin Chúa cũng được biết, thì ngay lập tức những người được Thánh Linh sức đó sẽ bị những người lãnh đạo trong các tổ chức không có ân chứng của Đức Thánh Linh đó bạt bờ, chống đối, cách thù nghịch, buộc những người đó phải bật ra khỏi các tổ chức của họ, như lời Chúa Giêsu đã cảnh báo, chống đối cách thù nghịch luôn, vì họ bị cầm buộc bởi tội lỗi này. Quyền lực ma quỷ ở trong họ giấy họ lên để chống đối họ. Ma-thi-ơ 24 câu 4 đến câu 4 chép: Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi cũng có nhiều kẻ sẽ xa và chưa cam dỗ phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tin tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ, là vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Chúa rất cảnh báo ma quỷ nó hành động trong là người xa thịt để chống đối lại công việc của Đức Thánh Linh. Điều mình hãy thấy những người tin Chúa đã được Đức Thánh Linh thăm viếng, được Ngài kêu gọi hãy làm theo lời Chúa đã phán, vì không phải chỉ đến khi Đức Chúa Giêsu phán các lời cảnh báo này về sự người ta sẽ bơ bớ những người yêu mến Ngài, mà trước khi Chúa Giêsu giáng sinh trên đất này, Giê-hô-va Trời đã dùng tiên tri Ê-sai mà phán như sau. Ê-sai 52 câu 7 đến câu 12 chép: Những kẻ đem tin tốt giao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, giao sự cứu chuộc, bảo Sion rằng Đức Chúa Trời ngươi chỉ vì chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là giường nào, tiếng những kẻ canh của ngươi họ cất tiếng cùng nhóm hát sướng, vì họ sẽ thấy mắt đối mắt khi Đức Giê-ba trở về Sion. Hỡi những nơi hoang vu của Jerusalem, hãy cùng nhau trỗi dòng hát mừng, vì Đức Giê-ba đã yên ủi dân Ngài, đã chuộc lại Jerusalem. Đức Giê-ba đã tỏ trần cánh tay thánh Ngài trước mắt mọi người, mọi đầu cùng đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Trời chúng ta. Các ngươi hãy đi ra khỏi đó, đừng động đến đồ ô uế, hãy ra khỏi giữa chúng nó. Các ngươi là kẻ mang khí dụng Đức Giê-ba, hãy làm cho sạch mình, và các ngươi đi ra không cần phải vội vàng, cũng không cần phải trốn tránh, vì Đức Giê-ba sẽ đi trước mặt các ngươi, và Đức của Trời của Israel đi sau gìn giữ ngươi. Chúa tỏ trần cánh tay thánh, tức là Chúa xuống đến trực tiếp tỏ ra rồi. Nó sẽ như vậy đấy. Vậy đứa ngươi phải đi ra, không vội vã, vì khi ngươi ra, Chúa bảo vệ, thần Chúa đi trước, quán án của Đức của Trời đi theo sau. Đức Trời theo sau, tức là sự phán xét của Chúa đi theo sau. Phải ra, người tin Chúa phải nhận biết rằng Đức Chúa Jesus Christ đã đến thế gian này, tức là đến trong sứ thuộc về Ngài để tìm kiếm những chiên lạc của Ngài thế nào, thì trong những ngày sau đó này, Thánh Linh của Đấng Christ vẫn tiếp tục làm cơ về đó để cứu những chiên của Ngài và đem họ đến chuồng tử tế là hội thánh thật của Ngài, là hội thánh do Đức Thánh Linh cai trị bằng luật pháp trọn vẹn cả luật pháp văn tự và luật pháp của Thánh Linh sự sống. Sẽ có một kỳ Chúa biệt riêng ra để ta sẽ so sánh. Chiên bắt đầu đi ra, tụ lại rất là đông. Và khi đi ra như vậy, Chúa đã nói như này: và các ngươi đi ra không cần phải vội vàng, cũng không phải trốn tránh, vì Đức Giê-va sẽ đi trước mặt các ngươi, Đức Chúa Trời của Israel đi sau người. Đức Giê-va là Đấng Thứ Hằng Hữu đi trước chúng ta, còn Đức Trời là quan án công bình để dùng luật pháp của Ngài bảo vệ phía sau. Chúa sẽ bảo vệ. Kỳ đó là kỳ Chúa bắt tất cả các dân phải phục Ngài, vì đó là công việc cuối cùng Ngài trước khi cất thổ thánh của Chúa về thiên đàng. Chúa sẽ làm công việc này. Ngài đã tìm kiếm cha làm mất của Ngài ra trong ngày sau đó này. Thánh Linh của Đức Christ vẫn tiếp tục làm công việc đó để cứu nữ chiên của Ngài và đem họ đến chuồng tử tế để hội thánh thật của Ngài. Ê-xê-chiên đoạn 34 câu 1 đến câu 24 chép như sau: Có lời Đức Giê-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những kẻ chăn của Israel, hãy nói tiên tri và bảo những kẻ chăn ấy rằng: Chúa Giê-va phán như vậy, khốn nạn cho kẻ chăn của Israel là kẻ chỉ nuôi mình, há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? Các ngươi ăn mỡ mà lông chiên dính con chiên mập mà các ngươi không cho bầy chiên ăn,
Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng đi thuốc những con bị thương, chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất. Sao ngươi lại lấy sự độc dữ gay gắt mà cai trị chúng nó? Vì không có kẻ chăn thì chúng nó tan lạc, đã tan lạc thì chúng nó trở nên mồi trôi thảy loài thú ngoài đồng. Nhưng chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao, nhưng chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Vậy nên hỡi kẻ chăn, hãy nghe lời Đức Giê-va. Chúa Giê-va phán rằng: thật như ta hằng sống, vì tại không có kẻ chăn, nên những chiên ta đã làm mồi và đã trở nên đồ ăn cho mọi loài thú ngoài đồng. Nhưng kẻ chăn của ta cũng không tìm kiếm chiên ta, nhưng do chỉ nuôi mình mà không chăn nuôi chiên ta. Vì cái đó, hỡi kẻ chăn, hãy nghe lời Đức Giê-va. Chúa Giê-va phán như vậy: này, ta nghịch cùng những kẻ chăn đó, ta sẽ đòi lại chiên của ta nơi tay chúng nó. Ta không để cho chúng nó chăn chiên của ta nữa, và chúng nó cũng không thể tự chăn nuôi lấy mình nữa. Nhưng ta sẽ móc chiên ta ra khỏi miệng chúng nó, hầu cho chiên ta không làm đồ ăn cho chúng nó. Chúa Giê-va phán như vậy: này, chính ta, tức là ta, sẽ kiếm chiên ta, ta sẽ móc, ta sẽ tìm nó ra. Ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy. Ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan tác trong ngày mây mù tăm tối. Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân, ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước và đem chúng nó về trong đất riêng của chúng nó. Ta sẽ chăn chúng nó trên các núi của Israel, kể khe nước, và trong mọi nơi có dân cư trong nước. Ta sẽ chăn chúng nó trong những đồng cỏ tốt, và chuồng chúng nó sẽ ở trên cái núi nơi rất cao của Israel. Ở đó chúng nó sẽ nghỉ trong chuồng tử tế, và ăn cỏ những trong đồng cỏ màu mỡ, tức là trên các núi của Israel. Ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm nghỉ. Chúa Giê-va phán vậy: ta đã tìm con nào đã mất, dắt con nào đã bị đuổi về, dì thuốc cho con nào đã bị gãy, và làm cho con nào đau được mạnh. Nhưng ta sẽ hủy diệt những con mập và mạnh, ta dùng sự công bình ta mà chăn chúng nó. Chúa Giê-va phán như vậy: còn như bay hỡi bị chiên ta, này, ta sẽ đoán giữa chiên và chiên, giữa chiên đực và dê đực. Bay ăn trong đồng cỏ sinh tốt, mà lại lấy chân giày đạp những cỏ còn lại, đã uống những nước trong, lại lấy chân vậy đục nước còn thường. Bay há chẳng coi việc đó là sự nhỏ mọn sao? Còn những chiên ta phải ăn cỏ chân bay đã giày đạp, và uống nước chân bay đã vấy đục. Vậy nên Chúa Giê-va phán như vậy: này, ta, chính ta sẽ đoán giữa chiên mập và chiên gầy. Vì bay lấy hông, lấy vai mà sốc, lấy sừng mà vích mọi con chiên có bệnh. Chân chừng bay đã làm tan lạc chúng nó ra ngoài, nên ta sẽ đến cứu bầy chiên ta. Chúng nó sẽ không làm mồi nữa, và ta sẽ xét đoán giữa chiên và chiên. Ta sẽ lập cho chúng nó chỉ một kẻ chăn. Người sẽ chăn chúng nó, tức là David tuổi tự tài, ấy là người sẽ chăn chúng nó. Người sẽ làm kẻ chăn chúng nó, ta, Đức Giê-va, sẽ làm Đức Trời chúng nó. Còn David tuổi tự tài sẽ làm vua giữa chúng nó. Ta là Đức Giê-va đã phán vậy. Khi nói David đã nói được người được Chúa yêu, Chúa Giê-su phán: người là yêu mến ta sẽ được cho ta yêu lại. Nhưng là yêu mến luật pháp của trời thì Đức Trời yêu. Chúa dùng kẻ đó để chăn bầy chiên của đồng cỏ Chúa. Ngày sau đó Chúa sẽ làm cái việc này. Có rất nhiều người là con chiên, nó ăn đồng cỏ xanh tươi rồi, nó ra nó làm thầy người ta rồi, nó làm méo mó sẹo sọ đi. Cái tâm trí của bọn đó khiến cho lời Chúa bị vặn vẹo đi rồi. Tự lập mình làm thầy rồi ra dàng vặn vẹo lời Chúa đi, khiến cho người ta bị ngộ độc bởi vì ăn cỏ héo, cỏ hư. Xong thuộc thể, Rebecca đã khuyên cho Jacob rằng: vậy bây giờ hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy chạy trốn qua nhà Laban cậu con tại Charan, và hãy ở cùng người ít lâu cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết. Theo nghĩa của lẽ thật thì khi một người tin Chúa mới nhận được quyền ký tự Đức Chúa Trời và quyền đồng ký tự với Đấng Christ trong nước của Ngài, thì người ấy phải đến với Đức Thánh Linh là thật, là thật, để nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh và quyền phép của Đức Thánh Linh mà tân linh của ấy được tái sanh lại, tức là được sự sống lại. Vì nếu tân linh người ấy chưa được sự sống lại thì chưa được phục hồi là quyền ký tự lời Đức Chúa Trời. Và khi người đó chưa được ký tự lời Đức Trời, người đó không thể hiểu được ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời. Đồng nghĩa với việc người đó không thể nhận được sữa thuộc linh của lẽ thật để phát triển tâm linh mình theo tầm thước cao dạng của Đấng Christ. Cho thuộc thể cũng vậy thôi. Chúng ta muốn con trẻ chúng ta được cứng cáp thì nó phải đủ các thứ dinh dưỡng cho cả cơ bắp và xương của nó. Nhưng khi nó còn ăn sữa, ăn bột thì xương của nó không thể cứng được. Nó phải đủ thời gian.
con người bên trong cũng vậy, nó phải được nuôi dưỡng một đúng cái tiêu chuẩn cho linh hồn của nó. Lời của Đức Trời là nền tảng, là nguyên tắc thánh của nước Đức Trời. Vì thế cho nên việc Rebecca khuyên Jacob hãy đến với Laban là anh của Rebecca, tức là cậu của Jacob. Theo cách sinh hô của người Bắc thì Laban phải gọi là bác ngoại của Jacob. Rebecca khuyên Jacob hãy đến với Laban là cậu của mình để tránh khỏi cơn giận của Esau. Thực tế ra hai con người xa thịt này, có người xa thịt bất đặc quyền nó rất buồn bực. Nhưng mà khi mà con người ta bị đến với Đức Thánh rồi thì cơn giận của con người xa thịt sẽ bị thiêu hủy đi. Khi nào? Khi Thánh Linh thăm viếng nó. Chính bản thân tôi cũng đồng cũng vậy thôi. Khi Thánh Linh đến trên thân thể của mình, quyền năng điện của Chúa vào trong thân thể của mình, thế là xảy ra rồi. Con người bề ngoài bắt phục ngay, nó không còn nuối tiếc về cái điều nó bỏ thế gian nữa. Nó bị bắt phục bởi phép lạ của Đức Thánh Trời. Laban là anh của một cha với Rebecca. Laban trong tiếng Hebrew có nghĩa là Laban số 3837 và chữ Laban số 3835 có nghĩa là trắng, khiến cho được trở nên trắng. Sự tinh khiết, sự nguyên chất làm cho sạch tội lỗi, làm cho được tinh khiết, làm cho được trong trắng. Nói bảo vệ Đức Thánh là thật là thật. Chính quyền phép của lẽ thật khiến người ta được nền thánh, được sạch tội lỗi. Trong nghĩa của lẽ thật thì Laban là người manh bóng về công việc của Đức Thánh, thật là thật. Mà quê của Rebecca cũng là quê hương của Laban, là xứ Mesopotamia. Mesopotamia là một địa danh nằm trong vùng Jehovah Trời đã tạo nên đầu tiên trên đất này, đó là vườn Eden. Chúng ta có thể thấy một cái ví dụ, toàn bộ cái màn hình này là xứ Mesopotamia. Phía bắc ở đây là sông Hideke. Hideke trong tiếng Hebrew nghĩa là rabbit, tức là nhanh chóng. Nhưng bây giờ nó thuộc về vùng đất của dân Albania. Albania gọi Hideke là Tigris. Phía nam của xứ Mesopotamia này là sông Euphrates hay là Euphrates. Nguồn của nó là vườn Eden tại đây chảy ra thành bốn ngả, bốn con sông ra. Và xứ Mesopotamia này là trung tâm của dòng sông này. Nên Mesopotamia có nghĩa là ở giữa hai dòng sông. Nghĩa của xứ Mesopotamia là ở giữa hai dòng sông. Điều đó có nghĩa là gì? Thế thì sao thì chúng ta là vườn Eden? Hình bóng về vườn Eden có hình bóng về xứ ca từ xưa mà mặt. Thân thể này ở giữa hai dòng sông, luật pháp của trời và luật pháp của trời. Ở giữa hai dòng sông này, con sông từ Eden chảy ra đang tưới vườn. Lời của Đức Trời là sông nước hàng sống. Nước mưa từ trên trời xuống để cung cấp nước cho các dòng sông. Và dòng sông này chảy khắp vùng đất để làm màu mỡ cho đất. Euphrates trong tiếng Hebrew nghĩa là sự phong phú, sự xanh nhiều bông trái. Còn Hideke nghĩa là nhanh chóng, màu lẹ. Mesopotamia này nó chính là trung tâm của thân thể chúng ta, là đền thờ Đức Trời. Ở trong thân thể chúng ta là gọi đền thờ Đức Trời, đó là đền tạng. Mà đền tạng đó có hai phần là nơi thánh và nơi chư thánh. Nơi thánh là luật pháp văn tự sử dụng, nơi chư thánh là luật pháp thánh linh sử dụng. Mà chúng ta ở giữa này, có người về trong chúng ta đó là tâm linh ta được tạo lên bởi hơi thở Đức Trời này. Nó ở giữa hai hàng sông. Chúng ta phải đến với đấng tạo nên chúng ta. Khi là người chúng ta bị phát hiện là mình bị thiếu sự sáng, sự vinh hiển của Chúa mất rồi, chúng ta phải trở lại với đấng tạo nên chúng ta là thần thật. Đến đến cội nguồn của chúng ta. Tại đây chúng ta được phục hồi lại tất cả điều gì chúng ta đã bị mất. Giáo cơ phải đến với Laban, đến với Đức Thánh Linh. Chúng ta phải đến với Thánh Linh để tại đây Ngài trang bị lại tất cả mọi điều chúng ta đã bị mất. Thông qua Ngài chúng ta biết được lý lịch của mình, thông qua chúng ta biết được cấu tạo của chúng ta. Và cũng tại nơi này, chính thần lực Đức Trời sẽ trang bị lại tất cả điều gì mà chúng ta đã bị mất bởi tội lỗi của Adam. Mesopotamia là như vậy. Laban ở Mesopotamia và quê hương của Laban, tức là quê hương của Adam, là có phải trở lại nơi đó. Trong cái thuộc linh theo thật, Mesopotamia là nơi được hưởng sự mở của phước hạnh mà Giê-hô-va Trời đã tạo nên từ lúc ban đầu. Và xứ Mesopotamia mang nghĩa hình bóng về một tiêu chuẩn nền tảng mà Giê-hô-va Trời muốn là người tận hưởng được cho sự sống của mình. Và trong cái thuộc thể thì sự sống của muôn vật trên đất này đều phụ thuộc vào sự mở của đất. Mà sự bốn mơ của đất này phụ thuộc vào nước từ các dòng sông, từ trên trời mưa xuống và cung cấp nguồn nước cho nước dòng sông chảy ra để tưới vườn. Chúng ta được hồi lại nhờ nước hàng sống của Đức Chúa Trời từ trên trời xuống. Mà để có thể được hưởng nước này, chúng ta phải đến với Mesopotamia thuộc linh, đó là xứ của chúng ta ra từ đó. Chúng ta trở lại với cội nguồn là đến với Đức Thánh Linh, vì chính Ngài tạo nên chúng ta. Theo nguyên tắc của lẽ thật, để phục hồi lại mọi sự là người đã bị thiếu hụt hoặc bị mất, là người phải trở về với đấng đã tạo nên mình. Ngoài Ngài ra, người ta không thể dùng bất cứ một phương pháp nào để lấy lại những gì mình đã bị mất. Rebecca là bóng về hội thánh thật của Đức Chúa Jesus Christ ở trên đất này, được ủy quyền bởi Đức Chúa Jesus Christ để thay Ngài giao giảng tin lành của nước Đức Trời để cứu chuộc loài người. Và Thánh Linh của Đấng Christ
tức là thật là thật, sẽ cùng làm việc với các tôi tớ của Ngài, là những người được Giê-hô-va Ba Trời chỉ định làm môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Gia-cốp là người hình bóng cho hết thảy những người đã tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, nhìn biết trách nhiệm của tân nhân mình là phải được phục hồi lại quyền làm con kế tự lời Đức Chúa Trời, luôn luôn muốn được đồng kế tự với Đấng Christ để cai trị trong nước thể tế của Ngài, mà trỗi dậy hành động theo đức tin và theo sự vâng phục hoàn toàn vào mọi lời của Đức Chúa Trời. Đây là chép Kinh Thánh. Bất cứ điều gì Rebecca nói với Jacob, Jacob làm theo. Thì cũng có thể như vậy, thông qua hội thánh thật của Đấng Christ mà người tin Chúa sẽ làm theo tất cả mọi điều mà Chúa Giêsu đã tỏ ra cho hội thánh thật của Ngài để dạy dỗ huấn luyện họ. Mà họ ta làm theo như vậy thì người ta phải đến với Đức Thánh Linh. Thông qua Đức Thánh Linh, người đó bắt đầu được quyền sở hữu từng phần một cái ơn ban cho của Ngài. Mà chúng ta sau bài tuần sau tiếp theo đó là từng bước một người tin Chúa phải đến với Đức Thánh Linh như thế nào. Và từ Đức Thánh Linh mà người tin Chúa được nhận lãnh như thế nào, không phải theo bước của con người nhưng theo thứ tự của lời Chúa ban cho. La-ban là người hình bóng về công việc của Đức Thánh Linh, thật là thật là đấng được ban xuống và lập hội thánh của Chúa Jesus Christ trên đất này, và chính Đức Thánh Linh sẽ dắt dẫn, dạy dỗ và cai trị hội thánh của Ngài trên đất này, và chính Ngài sẽ ân chứng cho những người được Ngài chọn làm tôi tớ của Ngài được thi hành chức vụ thuộc về sự cai trị của Ngài, như lời Chúa đã chép ở trong Giăng đoạn 16 câu 13 đến 15 thì sao? Lúc nào thần thật sẽ đến thì Ngài dẫn ngươi vào mọi nơi thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà đã bảo cho ngươi. Một sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà đã bảo cho các ngươi vậy. Tôi cảm ơn Chúa, chúng ta đã học xong bài thứ hai của phần 3 này. Cái nền tảng để tuần tiếp theo chúng ta bắt đầu bước đến công việc. Công việc đầu tiên của Gia-cốp là phải rời khỏi nhà cha mình để đến với La-ban, đến với Đức Thánh Linh. Con đường đó là con đường mà người tin Chúa phải đi, hầu cho nhờ đó mà được hưởng quyền ký tự lấy Đức Trời và được hưởng sự ban cho Đức Thánh Linh vậy. Và thì chúng ta cùng nhau nối dậy cầu nguyện tạ ơn Chúa vì điều Chúa đã ban cho chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta cầu nguyện để Chúa thăm viếng chúng ta. Chúng ta làm sạch mình chúng ta trước khi chúng ta nhận thực thánh rồi. Hallelujah, con cảm tạ Chúa Jesus Christ vì con đã nhân danh Ngài để công bố lời của Chúa đã bày tỏ cho con soạn xuống chân sự của Chúa đã nghe. Và giờ này, nhân sự của Chúa đang trước mặt Chúa và cầu nguyện. Chính Chúa thăm viếng đến ngày mọi người chúng con. Hạt giống của lời Chúa đã được gieo vào lòng dân sự Chúa, chứ Chúa khiến hạt giống nó xanh trưởng và thành mầm trái cho công việc của Đức Ngài trong cuộc đời của họ. Thì ban ơn được cài cai trị để chỉ dạy cho con được cầu nguyện với Chúa, thông công với Chúa trước khi được con sự tự thánh của Ngài. Hallelujah. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin thánh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được đến ở đất trên trời. Xin cho chúng con ngày ban của Ngài, xin tha tội lỗi cho chúng con, cũng như chúng con đã tha kẻ phạm tội cùng chúng con. Xin thánh Cha chúng con bị cám dỗ. Sống của chúng con đã khỏi người bác vì nước quyền tình nghĩa được với cha của đời vô cùng. Amen. Alleluia, alleluia. Cùng soi sáng một ngày trên các tôi trai tơ gái của Ngài, thì sự sáng của Chúa sẽ thắp một đèn cho con, soi sáng tâm linh cho con, để cái gì sáng thế cho con sống và làm theo luật pháp thánh khiết và công bình của Ngài. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Cha cũng điện dữ dội của Đức Chúa Jesus Christ từ đời đấy trên đời thánh của Chúa, cùng sự cai trị, sự dẫn dắt, quyền phép của Chúa Thánh Linh, được bày tỏ.